Cuồng Long Vượt Ngục, Diệp Lâm. Tập 3. Diệp Lâm lười giải thích cho bọn họ nghe, sau khi đưa Susan lên xe anh xoay người rời đi. Mẹ, mẹ thật quá đáng. Sau khi Susan hồi phục tinh thần lại từ trong nỗi khiếp sợ thì lại tức giận nói với mẹ của mình, nhờ có Diệp Lâm đến kịp, nếu không con đã mất Trinh rồi. Thế mà ban nãy mẹ còn nói cậu ấy như vậy. Hừ, chưa biết chừng mọi chuyện là do cậu ta sắp xếp đấy. Mẹ Tô vẫn không phục, đừng tưởng rằng cậu A cứu con là mẹ sẽ cảm kích cậu ta. Mẹ, mẹ có biết người bắt cóc con là ai không? Vốn Susan không muốn nhắc tới người này nhưng thấy cha mẹ mình hiểu lầm Diệp Lâm cho nên cô không thể không nhắc tới. Ai, Tạ thiếu gia? Cái gì, cha Tô vừa nghe thấy thì suýt nữa đã đâm sầm vào đuôi xe ở trước, cậu ta. Cậu ta bắt cóc con làm gì? Susan giải thích sơ sơ cho bọn họ nghe nguyên nhân là vì Tạ thiếu gia oán hận mình. Lúc này cha mẹ cô mới im lặng, không nghĩ tới đại thiếu gia ngày thường lịch thiệp thế mà lại làm ra việc cầm thú như vậy. Nhưng mẹ Tô vẫn cố chấp nói, nếu như thật sự là như thế vậy thì thằng nhóc họ Diệp kia lại càng liên quan tới chuyện này. Con nói thử mà xem, cậu ta sắp xếp chức vị gì cho. Con mà trả được, thế mà còn cố tình cho con thay vị trí của Tạ thiếu gia. Đây không phải là khiến con gây thù với người ta à? Mẹ, Susan thấy mẹ mình nói lời đổi trắng thay đen thì tức giận tới cạn lời. Lúc này cha Tô đang lái xe cũng mở miệng khuyên nhủ, mẹ của con cũng có ý tốt mà thôi, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Hơn nữa thằng nhóc họ Diệp kia chỉ là ôm đùi nhà họ Triệu mà thôi, bản thân nó không có tài cán gì. Con ít tiếp xúc với nó lại, đừng có để bị nó dạy hư. Susan không nhịn được nói, cậu ấy cũng không ôm đùi nhà họ Tô mà. Cha à, con nói chuyện này có lẽ cha sẽ không tin nhưng mà ngay cả bác Tô Cửu Xuyên ở dòng chính của gia tộc mình khi nhìn thấy Diệp Lâm cũng cúi đầu cung kính đấy. Lời vừa dứt, cha mẹ cô đều nở nụ cười, tất nhiên bọn họ nghĩ những lời này chỉ là lời nói đùa. Tô Cửu Xuyên là ai? Đó là người có quyền lực rất cao trong gia tộc nhà họ Tô bọn họ, trong tương lai có hy vọng cạnh tranh vị trí gia chủ. Tô Cửu Xuyên sẽ cung kính với một tên tội phạm mới ra khỏi trại giam ư? Nói đùa thì thế. Nhưng vào lúc này, điện thoại của cha Tô đột nhiên vang lên. Là một số máy lạ. Cha Tô vừa nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia điện thoại thì giật mình, tiếp đó vội vàng dừng xe ở bên đường. Cậu Tô à, là tôi, Tô Cửu Xuyên. Tô Cửu Xuyên chủ động gọi điện thoại cho cha của Susan. Cha Tô được ưu ái mà sợ, anh Tô, có chuyện gì vậy? Cũng không có gì, chỉ là lâu rồi không liên hệ cho nên gọi điện thoại hỏi thăm chút mà thôi. Tô Cửu Xuyên cười nói. Không làm phiền cậu chứ? Không không không, cha Tô vội vàng lắc đầu, đồng thời cảm thấy khó hiểu. Gái gì gọi là thời gian dài không liên hệ, hai anh em bọn họ vốn chưa từng liên hệ. Số điện thoại của Tô Cửu Xuyên đối với cha Tô là một dãy số xa lạ. Cậu Tô à, dạo này cậu có rảnh hay không, anh định mời cả nhà cậu ăn cơm. Tô Cửu Xuyên đưa ra lời mời. Được nha, khi nào cũng được, lúc nào em cũng rảnh. Ừ, được, cha Tô nhận lời mời. Mãi tới khi tắt điện thoại mà vẻ ngơ ngác trên mặt ông vẫn chưa biến mất. Sao đột nhiên Tô Cửu Xuyên bên dòng chính gia tộc lại mời gia đình mình ở bên dòng nhánh ăn cơm chứ? Đúng là thần đầu tiên. Chỉ có Susan là rõ chuyện đang xảy ra, nhất định là do nể mặt Diệp Lâm cho nên bác Tô mới mời nhà mình ăn cơm. Nhất định là do con gái chúng ta làm giám đốc ở tổng công ty nhà họ Triệu. Mẹ Tô phân tích, sau này nếu nhà họ Tô có hợp tác với nhà họ Triệu, có khi con gái chúng ta có thể giúp được vài chuyện cho nên Tô Cửu Xuyên mới mời nhà chúng ta ăn cơm, xây dựng quan hệ trước. Lúc này ở phía bên kia đường, Diệp Lâm rảo bước dưới bầu trời đầy sao cùng ánh trăng dịu dàng. Anh vừa muốn gọi một chiếc taxi để trở về biệt thự, thì lại đột nhiên dừng chân lại, nhìn về phía cửa hàng. Bán hoa ở phía đối diện đường. Chỉ thấy một cô gái trẻ trung xinh đẹp ngồi trên xe lăn đang tiễn một vị khách đi. Là cô ấy. Thế mà chân của cô ấy lại, ánh mắt Diệp Lâm trở nên u ám. Vụ tai nạn năm đó, một người chết 7 người bị thương. Ngoại trừ mẹ của Kim Lũ Y chết thì còn có 7 người khác bị thương. Mà cô gái ngồi trên xe lăn đang bán hoa kia cũng là một trong số những người bị hại. 2. Diệp Lâm thở dài. Tuy rằng vụ tai nạn đó không phải do anh gây ra, nhưng trong âm mưu này có rất nhiều người vô tội bị liên lụy. Diệp Lâm nhớ cô gái kia tên là Trần Thơ Nhã, tuổi sấp xỉ mình. Lúc đó chân của cô bị thương nặng, không nghĩ tới cô lại trở thành kẻ tàn tật. Diệp Lâm đang định cất bước qua đó giúp cô chữa trị vết thương ở chân.
Lấy y thuật hiện tại của anh, trị liệu một cái chân bị phế chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức. Thế nhưng mới đi được một nửa anh lại dừng chân lại. Có lẽ cô ấy không muốn nhìn thấy mình đâu. Giống như Kim Lũ Y, trong mắt người bị hại năm đó Diệp Lâm chính là kẻ gây họa không thể tha thứ được. Cho dù Diệp Lâm có lòng muốn trị liệu cho cô cũng chưa chắc sẽ vui mừng. Hai thôi bỏ đi, Diệp Lâm cười khổ lắc đầu, đợi ngày sau khi mọi chuyện sáng tỏ, mình lại tới trị liệu cho cô ấy sau vậy. Chính vào lúc Diệp Lâm đang chuẩn bị rời đi thì Trần Thơ Nhã ở phía đối diện cũng chuẩn bị đóng cửa hàng. Mấy năm nay nởi vì cô thành kẻ tàn phế cho nên không thể nào đi tìm việc được, bạn bè thân thích với những người tốt bụng có lòng trợ giúp cô mở một cửa hàng bán hoa, miễn cưỡng duy trì kế sinh nhai cô mới không đến nỗi chết đói. Thế nhưng Trần Thơ Nhã đột nhiên cảm giác được xe lăn của mình bắt đầu mất khống chế chạy lùi về phía sau. Trần Thơ Nhã sợ hãi kêu lên, nắm chặt xe lăn, suýt chút nữa đã ngã trên mặt đất. Bên tai lại truyền tới một tràng cười khoái chí. Trần Thơ Nhã dừng xe lăn quay đầu nhìn lại, là mấy thanh niên tóc vàng cả người nồng nặc mùi rượu đang trêu chọc cô. Ban nấy là do bọn họ kéo xe lăn của cô về phía sau. Cô chính là tây thi của cửa hàng bán hoa này à? Thanh niên tóc vàng nhìn Trần Thơ Nhã bằng ánh mắt mờ ám, trong mắt gã lóe lên chút kinh ngạc, nhưng phần nhiều là tiếc hận, quả nhiên là một người đẹp. Ai ra, đáng tiếc là một người què. Chỉ cần gương mặt xinh đẹp, dáng người chuẩn, chân có què hay không cũng không sao. Lại có mấy, người mở miệng trêu đùa. Trần Thơ Nhã cực kỳ bực bội, cô không phản ứng lại đám lưu manh đó, tiếp tục di chuyển xe lăn muốn trốn vào trong tiệm. Ai nha, người đẹp à, đừng có đi nha. Thanh niên tóc vàng túm chặt lấy xe lăn, cưỡng ép giữ cô lại, có muốn ra ngoài uống một chén với mấy anh không? Trần Thơ Nhã cả giận nói, các cậu còn làm thế này thì tôi sẽ kêu người đó. Buông xe của tôi ra. Ha ha, cô em kêu đi. Thanh niên tóc vàng không hề để ý, bọn anh cũng có làm gì cô em đâu, chỉ là muốn mời cô em uống một chén thôi mà. Sao nào, như vậy cũng phạm pháp à? Cứu với, Trần Thơ Nhã lớn giọng cầu cứu. Chủ tiệm xung quanh nghe thấy tiếng kêu vội vàng chạy ra xem tình hình. Nhìn cái gì mà nhìn, thanh niên tóc vàng trợn mắt đập bình rượu trong tay xuống, tao xem bọn mày ai dám xen vào việc của người khác. Giọng điệu cùng khí thế kiêu ngạo như thế lập tức dọa cho đám chủ tiệm bên cạnh sợ hãi chạy về. Mọi người là kẻ làm ăn buôn bán nhỏ, thành thật hiền lành, ai dám xen vào việc của người khác chứ? Hừ, đúng là không biết điều, thanh niên tóc vàng tỉnh táo lại. Gã trợn mắt sung dữ nhìn Trần Thơ Nhã, buông lời uy hiếp, cô em nhất định không muốn đi uống rượu với bọn anh. Hả? Không đi, không đi. Trần Thơ Nhã cắn răng kiên trì, có chết cũng không đi. Được lắm, xem ra cô em đây là kẻ rượu mời không uống thích uống rượu phạt. Thanh niên tóc vàng vừa dứt lời đã ném xe lăn của Trần Thơ Nhã qua một bên, ngay cả cô cũng bị đẩy ngã trên mặt đất. Sau đó nâng chân đứng trước cửa hàng, dang rộng hai chân, chỉ vào dưới háng nói. Chui qua chỗ này của anh đây, bọn anh sẽ lập tức đi ngay. Nếu không thì đừng có hòng từ chối. Mấy tên thanh niên khác cũng cười nói vui vẻ, chui qua đi, chui qua đi. Thậm chí còn cố ý kéo xe lăn của cô ra xa, khiến cô không thể lấy được. Trần Thơ Nhã quỳ rạp trên mặt đất, hai chân mềm mại không có sức lực cho nên cô chỉ có thể chống tay. Miễn cưỡng ngồi dậy. Phải chịu sự sỉ nhục thế này, trong mắt cô ngập. Nước. Mấy tên xấu xa các người. Đợi lát nữa bạn của tôi tới, tôi nhất định sẽ bảo cô ấy dạy dỗ các người. Thanh niên tóc vàng nghe xong cũng chẳng để trong lòng, vậy mau gọi bạn của cô tới nha. Bọn anh chờ. Anh đây muốn nhìn xem, ai có thể dạy dỗ bọn anh. Chính vào lúc thanh niên tóc vàng xoa eo nhìn từ trên cao xuống Trần Thơ Nhã bên dưới, thỏa thích bắt nạt và trêu chọc cô thì đột nhiên. Một tiếng vút vang lên. Chỉ thấy một viên đá nhỏ giống như viên đạn bay về phía hạ thân của thanh niên tóc vàng. A thanh niên tóc vàng vừa hét lên một tiếng thảm thiết vừa giơ tay che phần bên dưới lại, hai chân khép. Chặt, gương mặt tím tái ngã rầm xuống. Trần Thơ Nhã thấy thế không khỏi vừa mừng vừa lo, thân thủ như thế, vừa dứt khoát vừa lưu loát cho nên cô. Còn tưởng bạn của mình tới, còn mình thì được cứu giúp. Kết quả khi quay đầu lại chỉ thấy một người đàn ông xa lạ lạnh lùng đang đi chậm rãi về phía này. Người kia tạo cho cô một cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nhưng Trần Thơ Nhã không nhớ nổi đây là ai. Anh Cường không phải ai khác mà chính là kẻ nhận lời nhà họ Hứa Hứa Như Hải đi tới trả thù Diệp Lâm ở cao ốc Kim Long ngày hôm đó. Kết quả là bị Diệp Lâm giáo huấn ngược lại một phen.
Lúc này anh Cường vừa mới hoàn thành được công việc mà Diệp Lâm giao cho, đó chính là đi tới nhà họ Hứa đánh cho Hứa Như Hải sợ chết khiếp rồi ném ông ta xuống sông. Kết quả lại nghe bên phía cửa hàng bán hoa này, thằng em tóc vàng của mình bị người ta đánh. Cho nên anh Cường mới dẫn thêm người vội vàng tới đây muốn báo thù. Nhưng hẳn không thể nào ngờ được lại gặp được Diệp Lâm ở đây. Giây phút này, cả người anh Cường như bị điện giật. Đàn em của mình chọc ai không chọc, sao mà cứ cố tình đụng phải vị đại thần này vậy? Anh Cường bưa ồn khổ, căng ra đầu bước ra chào hỏi, có loại cảm giác mặc cho số phận chờ người xử phạt. Anh Cường nhìn bàn tay bị cụt của mình nghĩ thầm, xem ra phen này bàn tay còn lại của mình khó mà giữ được. Nhìn thấy hình ảnh ấy, đám đàn em phía sau anh Cường kinh ngạc há hốc miệng. Đặc biệt là mấy tên đàn em thuộc hạ của thanh niên tóc vàng kia, cả đám sợ hãi gương mặt xám ngoét. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến, đại ca làm chỗ dựa cho bọn họ ở trước mặt người ta lại không khác gì thằng nhãi con. Ai dạy ai còn chưa biết đây. Chuyện tôi bảo cậu làm tới đâu rồi? Diệp Lâm. Không hỏi chuyện ban nãy mà là hỏi tiến độ công việc kia trước. Dạ đều làm tốt rồi, anh Cường vội vàng nói, Hứa Như Hải bị bọn em đánh gãy tứ chỉ, ném tới con sông ở vùng ngoại thành, cũng phái người canh gác, ít nhất đêm nay ông ta sẽ không lên được bời. Được, Diệp Lâm vừa lòng gật đầu. Sau đó anh lại chuyển giọng hỏi, cái đám thanh niên tóc vàng kia, là đàn em của cậu à? Vâng, vâng, anh Cường vừa mới thả lỏng lại lập tức trở nên căng thẳng, sợ hãi nói, bọn họ không biết ngài Diệp, anh yên tâm lúc về em nhất định sẽ đánh gãy chân chó của bọn nọ, giúp bọn chúng phát triển trí nhớ. Ừ, nên giúp bọn chúng phát triển trí nhớ, Diệp Lâm lạnh lùng nói, nhưng không phải là vì bọn chúng không biết tôi, mà là vì bọn chúng làm sang làm bậy ở bên ngoài. Quản cho tốt người của cậu, nếu như còn lần sau, tôi sẽ đánh gãy chân chó của C. Mồ hôi lạnh trên người anh Cường không ngừng túa ra, hắn liên tục đáp vâng. Cút đi, Diệp Lâm xoay người trở về cửa hàng bán hoa. Anh Cường như chút được gánh nặng, lùi về phía sau một bước. Vào giây phút hắn xoay người lại, gương mặt lập tức xa sầm, hắn trừng mắt nhìn đám đàn em của thanh niên tóc vàng kia, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Còn không mau bắt mấy thằng chó này lại cho tao, đánh gãy chân chó của bọn nó. Ai bảo bọn nó ra ngoài gây thêm phiền phức cho ông đây. Cả đám đàn em của thanh niên tóc vàng sợ tới mức ngây người. Anh Cường, tha mạng cho em, anh Cường. Nhưng mặc cho bọn chúng cầu xin thế nào, anh Cường há lại có thể nhẹ tay được. Ban nấy lúc đám côn đồ này bắt nạt Trần Thơ Nhã kiêu ngạo bao nhiêu thì giờ lại thê thảm bấy nhiêu. Từng tiếng hét thảm thiết vang lên. Đàn em của anh Cường kéo mấy tên đó lên xe máy rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Lúc này bên trong cửa hàng bán hoa, Trần Thơ Nhã nhìn thấy hình ảnh bên ngoài thì kinh ngạc há hốc miệng. Cô vốn còn đang lo lắng khi Diệp Lâm ra ngoài sẽ bị bọn chúng đánh hội đồng thế mà không nghĩ tới đám lưu manh ngoài xã hội kia nhìn thấy Diệp Lâm cứ như chuột nhìn thấy mèo. Đặc biệt là cái kẻ cầm đầu, sợ tới mức dám không dám thả. Ngược lại còn đánh cho cái đám bắt nạt Trần Thơ Nhã ban nãy một trận. Chuyện này giống như gián tiếp giúp Trần Thơ Nhã xả một cục tức ra vậy. Yên tâm đi, sau này bọn chúng không dám đến đâu. Diệp Lâm cũng không nghĩ tới lại trùng hợp như thế, gặp được người quen. Cái đám vừa được dạy dỗ kia, sau này đi tới chỗ này nhất định sẽ đi đường vòng. Cô cũng nhanh chóng đóng cửa về nhà đi. Diệp Lâm thấy nơi này không còn chuyện gì cho nên nói lời từ biệt. Ngài Diệp, Trần Thơ Nhã thấy ban nãy những người đó gọi Diệp Lâm là Ngài Diệp. Vì thế cũng kêu lên, ngồi xe lăn đi tới bên cạnh anh, cảm ơn anh đã giúp tôi. Tôi thật sự không biết nên cảm ơn anh thế nào. Không cần cảm ơn, Diệp Lâm nói, sau này sống cho tốt. Ngài Diệp, Trần Thơ Nhã nhìn bóng dáng Diệp Lâm, lại kêu lên, ít nhất hãy cho tôi biết tên của anh. Tôi tên, Diệp Lâm dừng một chút, Diệp Côn Luân. Nói xong, Diệp Lâm cũng không dừng bước mà nâng chân rời đi. Đồng thời duỗi tay phẩy nhẹ trên mặt mình một cái, khôi phục lại dung mạo của mình. Đúng thế, ban nãy Trần Thơ Nhã không nhận ra Diệp Lâm là bởi vì Diệp Lâm tạm thời dịch dung thay đổi dung mạo. Vị sư phụ thứ 20 của Diệp Lâm còn được gọi là sát thủ thần bí có ngàn mặt. Diệp Lâm không chỉ học được năng lực ám sát từ ông ấy mà còn học được cả thuật dịch dung cao siêu. Anh có thể thay đổi dung mạo bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu. Ban nãy tình thế khẩn cấp, Diệp Lâm nóng lòng ra ai cứu giúp, hơn nữa cũng không muốn khiến Trần Thơ Nhã phản cảm mất công giải thích. Cho nên Diệp Lâm dịch dung, không cho Trần Thơ Nhã biết. Mà lúc đám anh Cường tìm tới cửa,
Diệp Lâm lại gỡ bỏ Dịch Dung, đánh lui bọn họ. Hơn nữa, Diệp Lâm lấy Côn Luân làm tên cũng không phải là thuận miệng bịa chuyện. Mà là anh kế thừa danh xưng Côn Luân của tứ sư phụ, mà anh cũng đã hứa với ông sẽ khiến cho danh xưng Côn Luân này, một lần nữa đứng lên đỉnh vinh quang. Bởi vì tứ sư phụ của Diệp Lâm chính là chiến thần Ung Châu, danh xưng Côn Luân. Bên trong đám chiến thần ở Cửu Châu, cho tới bây giờ cũng mới có 3 người võ công cái thế, nhận được danh xưng chí cao vô thượng. Danh xưng chiến thần Côn Luân vang vọng khắp nơi mà bây giờ lại không có ai nhắc tới. Diệp Côn Luân, Trần Thơ Nhã nhìn bóng dáng Diệp Lâm đã đi xa, khắc ghi cái tên này ở trong lòng. Sau đó Trần Thơ Nhã trở về trong tiệm, bắt đầu đứng dậy tập đi lại. Tuy bước đi tập tễnh nhưng cô lại rất thích thú. Sau đó không lâu, phía ngoài cửa hàng có một chiếc xe tuần tra dừng lại. Ngại quá Tiểu Nhã, hôm nay tớ tăng ca cho nên tới hơi muộn. Lúc này, Kim Lũ Y mặc thường phục, bộ dạng thoải mái nhẹ nhàng bước vào cửa hàng bán hoa. Lúc nhìn thấy bản thân mình chống dù đi lại thì Kim Lũ Y lập tức sững sờ, trên gương mặt tràn ngập khiếp sợ dần dần lóe lên chút vui mừng. Tiểu Nhã, cậu có thể đứng lên rồi à? Kim Lũ Y cũng giống như Trần Thơ Nhã, đều là nạn nhân trong vụ tai nạn xe cộ 5 năm trước. Hai người, một người mất đi mẹ ruột trở thành một cô nhi, còn một người khác thì mất đi hai chân trở thành người tàn tật. Hai người cùng chung cảnh ngộ cho nên mấy năm gần đây thường xuyên qua lại giúp đỡ lẫn nhau, dần dần trở thành bạn bè thân thiết. Trần Thơ Nhã có thể mở cửa hàng bán hoa này cũng nhờ một phần được Kim Lũ Y giúp đỡ. Hơn nữa ngày nào Kim Lũ Y tan làm cũng sẽ tiện đường tới đón Trần Thơ Nhã đi đứng không tiện, đưa cô về nhà. Y Y, cậu tới rồi. Mau nhìn này, Trần Thơ Nhã chậm rãi buông lỏng tay cầm dù, đứng thẳng người, chia sẻ niềm vui sướng và thành quả của mình cho người bạn thân nhất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tốt quá rồi, hai cô gái ôm nhau vui tới phát khóc, cuối cùng chân của cậu. Cũng tốt rồi, thật quá tốt. Sau khi cảm vui mừng qua đi, Kim Lũ Y dần bình tĩnh lại, hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dù sao ban sáng cô đưa Trần Thơ Nhã tới trong tiệm cũng chưa xuất hiện dấu hiệu khôi phục nào. Sao có thể có chuyện chưa đến một ngày mà chân của Trần Thơ Nhã đã tốt lên rồi? Chuyện này nhất định có ẩn khúc, chuyện là thế này. Trần Thơ Nhã hưng phấn kể lại chuyện ban nãy đã xảy cho cô nghe. Đặc biệt là chuyện của Diệp Côn Luân, giọng điệu kính nể và ngưỡng mộ không hề có ý che giấu. Ví dụ như một câu của anh có thể đánh lui đám côn đồ, hoặc là anh chỉ dùng vài phút đã có thể khiến chân mình khôi phục chi giác. Trong miêu tả của Trần Thơ Nhã, Diệp Côn Luân giống như nam thần được trời cao phái xuống cứu mình không gì không làm được vậy. Thật sự có thần y lợi hại như vậy sao? Kim Lũ Y nghe xong không khỏi tấm tắc lấy làm lạ, Diệp Côn Luân. Anh ta cũng họ Diệp Ti à. Không hiểu vì sao trong đầu Kim Lũ Y đột nhiên hiện lên bóng dáng Diệp Lâm. Hừ, Kim Lũ Y dùng mình, trong lòng không khỏi khinh thường thầm nghĩ, đều là họ Diệp giống nhau mà một người là tội phạm khiến người ta phỉ nhổ còn một người là thần y được người kính ngưỡng, sao mà lại có chênh lệch lớn như thế chứ? Đúng, gờ như họ, của người kia. Trần Thơ Nhã nhìn thấy sắc mặt Kim Lũ Y thay đổi thì lập tức hiểu ra người mà bạn tốt mình nghĩ tới là người đàn ông kia. Vì thế cô vội vàng nói tránh đi, đúng rồi, Diệp thần y còn để lại một đơn thuốc bảo tớ uống thuốc rồi thoa ngoài da, dùng trong một tháng là chân của tớ có thể khỏi bệnh. Y Y, ngày mai là cuối tuần, cậu đi bốc thuốc với tớ đi. Kim Lũ Y phục hồi tinh thần, cô cầm lấy phương thuốc trên bàn, kinh ngạc nói, chữ đẹp quá. Đơn thuốc mà Diệp Lâm viết được dùng kiểu chữ nhan, bút lực hùng hậu, khí thế trang nghiêm nhằm che giấu chữ viết vốn có của mình để tránh bại lộ thân phận. Mà vị sư phụ thứ 35 của Diệp Lâm chính là một vị đại sư làm đồ giả, bất kể là vẽ lại danh họa hay chữ của danh nhân chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, hơn nữa còn có thể đổi giả thành thật. Bởi vậy bút tích mà Diệp Lâm tiện tay để lại cũng giống như tác phẩm nghệ thuật, tạo nghệ cực kỳ cao. Wow, đúng là đẹp thật. Trần Thơ Nhã ghé mắt vào nhìn cũng mới phát hiện đơn thuốc mà Diệp Lâm để lại, tuy rằng anh dùng bút bi viết ra nhưng đơn thuốc trên mặt giấy giống như thư pháp vậy, khiến người xem đã con mắt. Người không biết còn tưởng vị đại sư thư pháp nào, để lại bút tích cơ đấy. Y thuật cao siêu như thế mà ngay cả chữ cũng đẹp như vậy. Kim Lũ Y không khỏi cảm thấy cực kỳ tò mò về vị Diệp Côn Luân này. Không biết ngài Diệp Côn Luân này rốt cuộc là thần thánh phương nào nhỉ? Hai. Đáng tiếc tớ tới chậm một bước, không có duyên gặp mặt. Trần Thơ Nhã nói định sẽ còn gặp lại. Tớ tin nếu như có duyên nhất,
Ừ, Kim Lũ Y cũng nói, đáng tiếc cha nuôi của tớ đi không đúng lúc, nếu không cũng có thể nhờ vị Diệp thần y này chỉ một chút bệnh kín cho ông ấy rồi. Bác Lý đi rồi sao? Trần Thơ Nhã cũng kinh ngạc nói. Lại nói cửa hàng bán hoa này cũng được Lý Úc Bạch hỗ trợ mở cho. Đúng vậy, mới đi hôm nay, Kim Lũ Y nói, hơn nữa ông ấy còn để lại đống biệt thự to lớn kia cho tớ, để cho tớ trông coi giúp nữa. Đúng rồi, tớ định đưa cậu tới ở cùng tớ, một mình tớ ở một nơi rộng như vậy không quen lắm. Trần Thơ Nhã lập tức đồng ý, được, tớ ở cùng cậu. Tiếp đó Kim Lũ Y giúp đỡ cô dọn cửa hàng, rồi hai người đóng cửa không buôn bán nữa. Sau khi Trần Thơ Nhã lên xe, Kim Lũ Y giẫm chân ga, phóng xe về phía khu biệt thự Phong Hoa. Lúc đi đường Trần Thơ Nhã có vẻ rất vui cho nên cũng liên miệng nói chuyện. Trong lúc trò chuyện không dứt chính bản thân cô cũng không phát hiện ra cứ ba câu mình lại nhắc tới Diệp Thần Y Diệp Côn Luân. Kim Lũ Y cười nhắc nhở, cậu há miệng ngậm miệng đều là Diệp Thần Y ngài Diệp, lỗ tai tớ sắp mang thai rồi đây này. Tiểu Nhã à, không phải cậu thích ngài Diệp đó chứ? Đối mặt với lời trêu ghẹo của bản thân, gương mặt xinh đẹp của Trần Thơ Nhã ửng đỏ, cô vội nói, không có. Tớ chỉ là, cảm kích và kính nể ngài Diệp mà thôi, ngay cả tiền thuốc men anh ấy cũng không cầm, cũng không biết nên báo đáp anh ấy thế nào cho tốt. Kim Lũ Y tiếp tục trêu ghẹo, vậy cậu lấy thân báo đáp là được. Trần Thơ Nhã lắc đầu, tự biết xấu hổ nói, tớ chỉ là một cô gái mở tiệm bán hoa mà thôi, sao có thể xứng đôi với ngài Diệp thân phận cao quý này chứ? Cái gì mà xứng với không xứng chứ? Kim Lũ Y an ủi nói, cậu xinh đẹp thế này, đợi chữa khỏi chân thì người muốn cưới cậu xếp hàng dài đấy. Trần Thơ Nhã cười khổ lắc đầu, không dám có suy nghĩ không an phận. Y, tớ lại cảm thấy cậu rất xứng đôi với ngài Diệp. Kim Lũ Y nghe vậy thì giật mình giả vờ tức giận nói, này này, cậu thích ngài Diệp thì cứ thích, sao có thể đẩy lên người tớ được. Tớ nói thật đấy, Trần Thơ Nhã nghiêm túc nói. Trước giờ tớ vẫn luôn suy nghĩ, cô gái mạnh mẽ như cậu, thì loại đàn ông nào mới có thể xứng đôi được chứ? Loại đàn ông mềm yếu có vẻ ngoài xinh đẹp có lẽ cậu cũng chướng mắt đúng không? Nhưng ngài Diệp Diệp Côn Luân này, thật sự không giống người thường, khí chất cũng rất giống cậu. Tớ cảm thấy hai người là cùng một loại người, thật sự rất xứng đôi đấy. Nhàm chán, Kim Lũ Y vội vàng di rời đề tài. Nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy tò mò. Không biết Diệp Côn Luân trong lời của bản thân mình có ưu tú như vậy không? Chiếc xe nhanh chóng đi vào khu biệt thự. Đối mặt với tòa biệt thự to lớn, trong lòng Trần Thơ Nhã không ngừng kinh ngạc cảm thán, trong mắt tràn ngập hâm mộ. Hai người đi vào trong biệt thự, chia phòng xong xuôi. Nơi này cũng lớn, cậu có thể từ từ khôi phục. Kim Lũ Y đưa Trần Thơ Nhã tới vườn hoa, luyện tập đi đường cùng cô. Ấy, vừa đi được một đoạn. Trần Thơ Nhã đột nhiên chú ý tới một bóng dáng quen thuộc trong căn biệt thự nằm giữa sườn núi. Người kia, Trần Thơ Nhã chỉ vào trên núi, có hơi giống Diệp Thần Y Diệp Côn Luân. Không thể nào, trùng hợp như vậy sao? Kim Lũ Y nghe vậy thì giật mình. Ừ, tuy rằng không thấy được gương mặt nhưng gióng dáng ấy. Thật sự rất giống, Trần Thơ Nhã gật đầu khẳng định. Kim Lũ Y do dự một chút sau đó nói, Tiểu Nhã, đi. Chúng ta tới đó chào hỏi một phen. Bởi vì đã trở thành hàng xóm cho nên ba người Diệp Lâm, Kim Lũ Y và Trần Thơ Nhã gần như là về nhà cùng một lúc. Vì thế nên lúc Diệp Lâm bước vào cửa nhà vừa hay bị Trần Thơ Nhã ở dưới chân núi nhìn thấy. Tuy lúc ấy Diệp Lâm dịch dung, hơn nữa khoảng cách bây giờ còn rất xa thế nhưng bóng dáng của anh vẫn còn in sâu trong ký ức của Trần Thơ Nhã. Lúc này Diệp Lâm đã về tới biệt thự Vân Thượng Phong Hoa. Qua một ngày cải tạo, từ trong ra ngoài của căn biệt thự này đều được làm mới. Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, đồ đạc và thiết bị điện đều đầy đủ. Ngay cả quản gia và người hầu cũng đã được đưa đến. So sánh với sự tĩnh lặng vắng vẻ ngày hôm qua đúng là khác nhau một trời một vực. Diệp Lâm gật đầu hài lòng, coi như là nhà họ thôi có lòng. Chỉ có điều, Diệp Lâm vẫn gọi quản gia tới nói với bọn họ, ngày mai các người không cần tới đây. Vâng, quản gia vâng dạ một tiếng, cũng không dám hỏi nhiều, vội quay đi làm việc. Bọn họ được nhà họ thôi phái tới, được lệnh phải nghe theo lời Diệp Lâm và Bạch Phi Phi. Bây giờ Diệp Lâm bảo bọn họ quay về, bọn họ cũng chỉ có thể nghe theo mà không dám nhiều lời. Sao vậy, bọn họ phục vụ không chu đáo à? Bạch Phi Phi đi tới tò mò hỏi. Bọn họ làm rất tốt, Diệp Lâm đáp, nhưng tôi không cần người ngoài bên cạnh. Nghe vậy, Bạch Phi Phi lập tức hiểu được nỗi lo lắng của Diệp Lâm.
Quản gia và người hầu đều là do nhà họ Thôi phái tới, theo bản chất họ vẫn là người nhà họ Thôi. Đồng Sàng còn dị mộng, há chỉ là người lạ. Cho dù nhà họ Thôi không yêu cầu, bọn họ cũng sẽ lén lút tiết lộ chuyện bên này cho nhà họ Thôi. Được, vậy mai bảo bọn họ về hết cũng đồng ý. Bạch Phi Phi. Cũng may thay, hai người đã quen với cuộc sống đơn giản từ lâu cho nên cho dù không có người hầu bên cạnh cũng không ảnh hưởng gì. Hôm nay thế nào? Diệp Lâm hỏi thăm chuyện công ty của nhà họ Bạch. Tất cả đều ổn, Bạch Phi Phi cười nói, may mà có nhà họ Triệu hỗ trợ giúp đỡ, công ty đã dần hoạt động trở lại, có thể mở cửa kinh doanh bất kỳ lúc nào. Chỉ trong một ngày, Bạch Phi Phi đã hoàn thành mọi vấn đề liên quan tới việc khởi động lại công ty. Hiệu suất làm việc như thế khiến một người như Diệp Lâm không khỏi cảm thán. Vất vả rồi, Diệp Lâm nói. Những chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Bạch Phi Phi nhẹ giọng nói, khó khăn thật sự còn đang ở phía sau. Tuy nói vạn sự khởi đầu nan, nhưng so sánh với những chuyện sau này, nguồn vốn và hoạt động trong tương lai của công ty mới là chuyện thật sự đáng lo. Tất nhiên, nếu công ty của bọn họ chỉ muốn phát triển kiếm lợi nhuận thôi vậy thì có thể kinh doanh bình thường, tự cấp tự túc. Nhưng bất kể là Diệp Lâm hay Bạch Phi Phi đều muốn khiến nhà họ Bạch trở lại thời kỳ huy hoàng như lúc trước. Vậy thì bọn họ nhất định phải hướng về trước, mà hướng về phía trước cũng có nghĩa là khó khăn và rắc rối sẽ không ngừng tuôn ra. Cô chỉ cần chịu trách nhiệm việc hoạt động của công ty. Diệp Lâm an ủi cô, mấy rắc rối khác cứ giao cho tôi. Chuyện tôi muốn gặp năm đại gia tộc kia đã sắp xếp tới đâu rồi? Bạch Phi Phi đáp, tôi đang muốn nói với anh chuyện này đây. Năm đại gia tộc từng dựa vào nhà họ Bạch tôi lần lượt là Tô, Thôi, Cát, Đàm, Thường đều đã nhận được thông báo rồi. Bọn họ cũng đồng ý gặp và đã sắp xếp ngày mai sẽ gặp chúng ta tại tòa nhà phú quý của nhà họ Cát. Diệp Lâm cũng gật đầu, vậy đi gặp bọn họ đi. Trong năm đại gia tộc này, chỉ có nhà họ Thôi và nhà họ Tô là đứng về phía anh. Dê vào miệng cọp, Bạch Phi Phi nói, có cần thay đổi địa điểm gặp mặt không? Để phía chúng ta sắp xếp được không? Dù sao tòa nhà phú quý cũng là địa bàn của nhà họ Cát. Bạch Phi Phi lo bọn họ đã răng bẫy sẵn ở đấy. Ha ha, không cần phiền phức như vậy. Diệp Lâm không để ý mấy chuyện này lắm, cho dù là đầm rồng hang hổ, tôi cũng phải xông vào một lần. Nếu không như thế sao bọn họ có thể tôn trọng tôi được? So với việc đánh lâu dài, Diệp Lâm vẫn thích tốc. Chiến tốc thắng hơn. Tốt nhất là ngày mai năm đại gia tộc nên lấy ra hết con át chủ bài, để Diệp Lâm phá giải hết cho xong để bọn họ hoàn toàn phục tùng. Nếu như là người khác nói những lời này, Bạch Phi Phi nhất định sẽ cho kẻ đó là ba hoa khoác lác, dù sao bây giờ năm đại gia tộc rất phát triển, thế lực không thể khinh thường. Nhưng sau khi nhìn thấy thực lực của Diệp Lâm vào, đêm qua, Bạch Phi Phi cũng không còn lo lắng nữa. Nhân tiện, công ty chúng ta vẫn chưa có tên chính thức. Bạch Phi Phi lại gợi ý, sau này người cầm quyền chân chính của nhà họ Bạch là anh, cho nên việc đặt tên cho công ty để anh quyết định. Tập đoàn Bạch Thị đã bị xóa bỏ, thậm chí còn trở thành cái tên cấm kỵ rất ít ai nhắc tới cho nên Bạch Phi Phi cũng không muốn dùng lại tên công ty cũ. Đại bàng theo gió bay lên, Diệp Lâm suy nghĩ một lát liền nói, vậy gọi là tập đoàn Phong Thị đi. Nhị sư phụ hy vọng sau khi mình ra tù có thể một cơn gió không bị ràng buộc, bây giờ Diệp Lâm muốn trở thành một cơn cuồng phong để nâng đỡ nhà họ Bạch. Mà ngày sau, cơn cuồng phong này nhất định sẽ quét sạch mọi thứ. Chính vào lúc Diệp Lâm và Bạch Phi Phi đang bàn chuyện công ty thì quản gia đột nhiên tới thông báo nói bên ngoài có hai cô gái trẻ tuổi muốn gặp anh. Diệp Lâm đứng dậy nhìn xem thì phát hiện người ở bên ngoài là Kim Lũ Y và Trần Thơ Nhã. Kỳ lạ, sao hai người bọn họ lại tìm tới tận đây? Diệp Lâm không rõ mục đích tới đây của bọn họ cho. Nên chỉ bảo quản gia cảm ơn rồi từ chối tiếp khách. Lúc này ở bên ngoài biệt thự, Kim Lũ Y và Trần Thơ Nhã bị từ chối. Trần Thơ Nhã còn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi quản gia, xin hỏi, chủ nhân mới của căn biệt thự này tên là Diệp Côn Luân à? Không phải, quản gia lắc đầu, tuy rằng ngài Diệp cũng họ Diệp, nhưng ông chưa từng nghe tới cái tên Diệp. Côn Luân. Hai, Trần Thơ Nhã thở dài đầy tiếc nuối, xem ra là tớ nhận sai người rồi. Kim Lũ Y cũng gật đầu nói, theo như lời cha tớ nói thì chủ nhân mới ở đây có thực lực bất phàm, ít nhất không kém cha nuôi tớ là bao. Nếu ngài Diệp mà cậu từng gặp chính là chủ nhân mới của nơi này, vậy anh ta quá khủng bố rồi. Không riêng về thực lực không thua kém cha nuôi tớ mà y thuật còn lợi hại như vậy à?
Loại thiên tài y võ song toàn thế này e chỉ có trong tiểu thuyết hoặc là phim. Trần Thơ Nhã cũng chỉ có thể chấp nhận hiện thực, thất vọng không thôi. Chúng ta về trước đi, Kim Lũ Y đỡ bản thân mình đi từng bước xuống núi. Đồng thời trong lòng Kim Lũ Y cũng không khỏi cảm thấy tiếc nuối, cha nuôi bảo mình có thời gian thì lên gặp mặt làm quen vị cao thủ trẻ tuổi này một chút, không ngờ tới lần đầu tiên tới gặp mặt đã bị người ta từ chối. Kim Lũ Y quay đầu nhìn thoáng qua căn biệt thự nằm giữa sườn núi, cũng không nản lòng. Dù sao ở gần nhau như vậy, sau này bọn họ có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Mình cũng muốn nhìn thử, vị hàng xóm bí ẩn ở đây rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đêm đó thế lực khắp nơi tại Yến Kinh đều im lặng, giống như bình yên trước cơn bão. Nhưng sau sự yên bình đó lại có một thế lực bắt đầu gánh chịu một đại họa lớn. Tin tức nhà họ Diệp trốn thuế nhanh chóng lan xa, khiến người người xôn xao. Tin tức này nhanh chóng lọt off trending, bị vô số người chửi bới. Tại sao lại như thế? Ngay trong đêm hôm đó, nhà họ Diệp triệu tập cuộc họp khẩn cấp để tìm ra phương pháp giải quyết. Nhà ta và nhà họ Triệu không thù không oán, vì sao? Bọn họ lại tố cáo chúng ta, thậm chí không tiếc vận dụng quan hệ với người của Bộ Tài chính để tra xét nhà chúng ta. Trong cuộc họp, ông cụ Diệp tức muốn nổ phổi, có cảm giác như bị người ta đâm lén sau lưng vậy. Mà người của nhà họ Diệp cũng thắc mắc, bọn họ chưa từng đắc tội người nhà họ Triệu, sao bọn họ lại đột nhiên trở mặt như thế? Ông cụ Diệp tự mình gọi điện cho ông cụ Triệu, thế nhưng lại bị từ chối không nghe máy. Ông cụ Diệp cũng hơi buồn bực, rốt cuộc là ai âm thầm ra tay với nhà họ Diệp. Khiến cho ngay cả nhà họ Triệu cũng tình nguyện làm kẻ lót đường, mở bát tuyên chiến với bọn họ. Cha, chuyện đã tới nước này rồi có tìm nguyên nhân cũng không có tác dụng gì cả. Diệp Nguyên cắt nói, việc quan trọng nhất lúc này là làm sao để giảm thiểu thiệt hại tới mức thấp nhất đối với nhà họ Diệp chúng ta. Anh cả nói không sai. Diệp Viễn Hành cũng đồng ý, bây giờ tin tức nhà họ Diệp ta trốn thuế đã lên top trending. Bây giờ ai ai trên mạng cũng đang chửi mắng nhà ta. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là cứu vớt hình tượng, giảm thiểu tổn thất. Diệp Nguyên cắt đáp, chuyện trên mạng thì dễ xử lý thôi, để công ty quan hệ công chúng đi xử lý là được, dù sao cư dân mạng cũng chỉ thích xem drama, mấy ngày nữa là im lặng thôi. Thế nhưng nhà chúng ta lại vướng phải rắc rối này, chỉ sợ cổ phiếu của nhà họ Diệp trên thị trường chứng khoán tuần sau sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Ông cụ Diệp đau lòng nói. Đúng thế, thị trường chứng khoán giảm, lại còn bị phạt tiền, rồi các loại ảnh hưởng khác, tổn thất lần này của nhà họ Diệp ta có lẽ phải đến cả chục tỷ. Rốt cuộc là ai, tại sao lại nhằm vào nhà họ Diệp như vậy? Kẻ địch giấu mặt mới là đáng sợ nhất. Hơn nữa không biết vì sao, ông cụ Diệp có một loại dự cảm xấu là tất cả những chuyện này, mới chỉ là bắt đầu. Chỉ sợ tuần sau bọn họ sẽ đối mặt với những thứ còn kinh khủng hơn. Bên phía nhà họ Hứa. Lúc Hứa Như Hải được đưa đến bệnh viện thì trời đã sắp sáng. Ông ta bị người đánh gãy tứ chi, sau đó ném vào dòng sông ngâm suốt cả một đêm. Anh cả. Hứa Như Vân khóc không thành tiếng, bà ta không hiểu tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này. Không phải anh cả đã nói là sẽ tìm người, hôm nay có thể loại bỏ thằng nhãi Diệp Lâm kia sao? Cớ sao lại bị gậy ông đập lưng ông, bị người ta đánh tới chết khiếp sau đó ném vào trong sông làm mồi cho cá vậy? Diệp Lâm, Hứa Như Hải yếu ớt lên tiếng, tức giận phun ra một cái tên, báo thù. Cho tôi. Nói xong câu này, Hứa Như Hải lại ngất xỉu tiếp. Anh cả, Hứa Như Vân chỉ có thể trơ mắt nhìn anh trai mình bị đẩy vào phòng phẫu thuật. Không lâu sau một ông cụ với vẻ mặt uy nghiêm đi tới bên ngoài phòng phẫu thuật. Cha, cuối cùng cha cũng tới rồi. Hứa Như Vân nhào vào lồng ngực của cha mình, tìm kiếm sự an ủi. Kết quả lại bị Hứa Hữu Thành đẩy ra nói, hai anh em các con, gần đây luôn lén lút nói chuyện với nhau, rốt cuộc đã đắc tội với ai. Sau khi Hứa Hữu Thành biết con trai mình xảy ra chuyện thì cũng đã phái người đi điều tra, cuối cùng biết được gần đây con trai và con gái mình đang đối phó người nào đấy. Tuy rằng không lợi dụng thế lực của nhà họ Hứa, chỉ là tìm người ngoài cũng tìm không dưới 10 người. Kết quả là Hứa Như Hải lại bị gậy ông đập lưng ông. Hứa Hữu Thành làm chuyện rất cẩn thận. Ông ta biết chắc lần này con mình đã chọc phải một phiền phức lớn. Dưới tình huống bị cha mình ép hỏi, Hứa Như Vân mới nói chuyện Diệp Lâm ra tù và chuyện bọn họ định đối phó với anh cho ông ta nghe. Cái gì, là thứ xúc sinh kìa? Hứa Hữu Thành nghe xong cực kỳ kinh ngạc, sao có thể thứ? Trong ấn tượng của Hứa Hữu Thành, Diệp Lâm vẫn là công tử ăn chơi trác táng của 5 năm trước,
vẫn là con kiến mà nhà họ Hứa bọn họ có thể dễ dàng dẫm chết. Ý con là, tình trạng của anh con bây giờ là bị thằng xúc sinh Diệp Lâm gây ra. Sao có thể chứ, thằng xúc sinh ấy không phải là bị nhà họ Diệp đuổi ra khỏi nhà rồi sao? Ai lại chống lưng cho nó chứ? Hứa Như Vân cũng cảm thấy khó hiểu, bà ta sợ hãi nói, con cũng không biết, nhưng người con phái ra ngày mà thằng xúc sinh kia ra tù đã mất tích. Sau đó anh cả cũng thề là sẽ khiến nó biến mất nhưng lại cũng biến thành thế này. Chẳng lẽ có người đó đang âm thầm giúp đỡ nó? Hứa Hữu Thành gật đầu nói, nếu không có ai giúp đỡ thì thằng nhóc xúc sinh đó đã sớm bị hai anh em bọn con giết chết rồi. Chỉ có điều thằng nhóc này mạng lớn thật, trong tù 5 năm năm mà vẫn còn sống sót được. Nếu muốn giết nó, xem ra không thể không dùng tới vũ lực. Lúc hai cha con nói chuyện thì cuộc phẫu thuật đã kết thúc. Bác sĩ, anh trai tôi thế nào rồi? Hứa Như Vân lo lắng hỏi. Bác sĩ mặc áo blau lắc đầu nói, gân tay gân chân của bệnh nhân đã bị hủy hoại, tứ chỉ dù không dập nát cũng là gãy xương, tuy rằng còn sống nhưng sau này có thể sẽ trở thành người tàn tật. Hy vọng người nhà nên chuẩn bị tâm lý. Trở thành người tàn tật. Tuy rằng lời nói của bác sĩ rất huyền chuyển, nhưng cha con hai người vẫn nghe ra được ẩn ý trong đó. Hứa Như Hải, đã trở thành người tàn phế. Anh, Hứa Như Vân khóc lóc thảm thiết, đều là do em. Hải anh, thằng xúc sinh, mày dám hại con trai tao. Hứa Hữu Thành cũng tức sùi bọt mắt ất kể là ai đang che chở cho mày, tao cũng nhất định sẽ giết chết mày. Cha, Hứa Như Vân nói, muốn phái cung phụng của nhà Hứa ta đi giết thằng nhãi đó không? Bà ta không tin người bên ngoài nữa rồi. Hừ, giết gà cần gì dao mổ trâu. Hơn nữa thằng xúc sinh kia là người nhà họ Diệp, nhà họ Hứa ta không thể tự mình ra tay được. Hứa Hữu Thành cực kỳ tin tưởng nói, vừa hay cha quen biết một vị lão đại của thế giới ngầm, người đó Bạch Long Vương nổi tiếng của Thanh Châu. Nghe nói gần đây người đó muốn tới Yến Kinh. Chỉ cần bị Bạch Long Vương này chịu ra tay thì thằng xúc sinh đó dù có tông sư che chở cũng sẽ chết không chỗ chôn. Lúc này tại tòa nhà Long Môn, Hắc Long Vương do dự mãi cuối cùng cũng gọi điện thoại. Ông Bạch, nhận được Long Vương lệnh chưa? Tôi hy vọng lần này ông có thể nghiêm túc xử lý, đây cũng không phải chuyện đùa. Vị này thật sự là Long Vương, là truyền nhân của Long Vương cũ. Không chỉ nắm giữ Long Vương lệnh mà còn được nhận truyền thừa của Long Vương cũ, thực lực cực kỳ khủng bố không thể diễn tả bằng lời được. Tuy rằng hai người chúng ta đối đầu nhau vì ngôi vị Long Vương, nhưng niệm tình kết bái huynh đệ trước đây của chúng ta, tôi thật lòng nhắc nhở một câu, trong 3 ngày, nhất định phải tới tham kiến Long Vương, nếu không ông không gánh nổi hậu quả ấy đâu. Tạm thời chỉ vậy, ông tự giải quyết cho tốt đi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lâm và Bạch Vi Vi bắt xe đi tới tòa nhà Phú Quý để chuẩn bị chính thức gặp mặt với người của 5 đại gia tộc. Mà lúc này lập trường và thái độ của 5 đại gia tộc cũng không hề giống nhau. Đầu tiên là nhà họ Thôi, cũng là gia tộc đầu tiên thần phục dưới uy quyền của Diệp Lâm. Thay vì nói bọn họ tình nguyện phục thì chi bằng nói là bị đánh đến phục. Sau khi tận mắt chứng kiến thực lực khủng bố của Diệp Lâm, nhà họ Thôi quyết định xuôi theo chiều gió, đánh cược một lần. Nếu nhà họ Bạch có thể dựa vào người này để quật khởi, vậy nhà họ Thôi bọn họ cũng được đền đáp, một người làm quan cả họ được nhờ. Bởi vậy nhà họ Thôi bây giờ giống như con nghiện cờ bạc, đổ hết tiền đặt cược lên người Diệp Lâm. Trong lần gặp hôm nay, bất kể các đại gia tộc các lựa chọn thế nào, nhà họ Thôi cũng sẽ kiên định đi theo Bạch Vi Vi và Diệp Lâm, trói chặt với nhau không thể tách rời. Mà tình huống của nhà họ Tô thì đặc biệt hơn. Tuy rằng Tô Cửu Xuyên tận mắt nhìn thấy năng lực của Diệp Lâm, cũng đã biết Diệp Lâm có được lực lượng khủng bố, tiềm lực trong tương lai là vô hạn. Nhưng chỉ dựa vào một lời của Tô Cửu Xuyên thì nhà họ Tô vẫn chưa thể đưa ra lựa chọn được. Dù sao 5 đại gia tộc có căn cơ sâu dày, cho dù nhà họ Bạch có muốn dốc sức làm hại cũng không phải là chuyện có thể làm trong một sớm một chiều. Bây giờ lại bảo bọn họ tiếp tục nghe lệnh nhà họ Bạch, sao nhà họ Tô có thể cam tâm được. Huống chỉ một khi 5 đại gia tộc ngầm hiểu ý nhau, liên hợp chèn ép nhà họ Bạch vậy chuyện nhà họ. Bạch quật khởi đúng là hoa trong nước trăng trong gương. Cha, anh, Tô Cửu Xuyên cố gắng khuyên nhủ, ngài Diệp không chỉ là chỗ dựa của nhà họ Bạch mà thế lực của anh ta đã kéo dài tới tận bên phía thế giới ngầm. Một khi anh ta hoàn toàn khống chế được thế lực, Long Môn, vậy thì đó là kẻ mà nhà họ Tô ta không thể nào đắc tội được. Con có thể bảo đảm với hai người, bây giờ hợp tác với nhà họ Bạch đối với nhà họ Tô chúng ta mà nói chỉ có lợi chứ không có hại. Nếu như chuyện này xảy ra sai sót, con sẵn sàng chịu trách nhiệm với chuyện này, từ chức.
Người anh cả Tô Cửu Sơn nghe thấy đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình vì chuyện này mà sẵn sàng từ chức thì không khỏi cảm thấy hứng thú. Em trai à, chú phải nghĩ cho kỹ, bây giờ chú là phó tổng giám đốc công ty, là nhân vật số 2 đứng đầu gia tộc, thế mà thật sự muốn từ bỏ hết những thứ này vì một thằng nhóc không rõ lai lịch à? Tô Cửu Xuyên cười nói, anh trai, tôi còn chưa nói xong mà. Nếu nhà họ Bạch thật sự quật khởi, vậy nhà Tô chúng ta cũng có lợi, vậy thì tôi muốn 5% cổ phần trong tay anh. Anh có đồng ý cược với tôi không? Cái gì? Tô Cửu Sơn vừa nghe lập tức biến sắc. Nếu mất đi 5% cổ phần trong tay, như vậy cũng có nghĩa bản thân ông ta sẽ hoàn toàn cút khỏi hàng ngũ người thừa kế. Mà Tô Cửu Xuyên có được cổ phần của mình sẽ lập tức trở thành người có nhiều cổ phần nhất tập đoàn, vị trí gia chủ tương lai đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Hóa ra ý của chú là thế này. Tô Cửu Sơn hừ lạnh một tiếng. Anh à, anh chỉ nói một câu thôi dám hay không? Tô Cửu Xuyên dùng phép khích tướng. Chính vào lúc hai anh em bọn họ giảng co. Đủ rồi, cuối cùng vẫn là ông cụ Tô lên tiếng, ta còn chưa chết đâu. Không tới lượt hai thằng nhãi bọn mày quyết định. Nhà họ Tô chúng ta chưa bao giờ đánh một trận mà không biết rõ kết quả. Cửu Xuyên, con khen thằng nhãi kia nhiều như thế cũng phải đợi chúng ta tận mắt chứng kiến mới được. Đợi lát nữa gặp nhau tại tòa nhà Phú Quý, nhất định các gia tộc khác sẽ tìm cách làm khó dễ thằng nhãi kia, tới lúc đó chúng ta cứ chờ xem thực lực chân chính của nó. Nếu thằng nhóc đó không xử lý được bữa tiệc đầy cặm bãi này, vậy không cần nhiều lời nữa. Cuối cùng nhà họ Tô quyết định, dựa theo tình huống mà hành động. Mà ba gia tộc Cát, Đàm, Thường cũng đã đồng ý kết minh, hợp tác với nhau để cho Diệp Lâm và nhà họ Bạch một bài học trong cuộc gặp này. Nhà họ Bạch còn muốn quật khởi ư? Ha ha, đúng là không biết tự lượng sức mình, thời thế đã thay đổi, cho dù là thằng nhóc Bạch. Thủ kỳ kia ra tù cũng đừng hòng mơ đến chuyện quật khởi. Huống gì là con nhóc kia? Đừng tưởng rằng bên người có nhiều cao thủ lợi hại là có thể tiếp tục giành lại thiên hạ. Thật ngây thơ. Giả đại sư, lát nữa nhờ ông cho thằng nhóc kia mở rộng tầm mắt, để nó biết sự lợi hại của ông. Lúc này trong một phòng họp của tòa nhà Phú Quý, một lão giả mặc đạo bào cũ nát, cười nhạt nói, tôi nghe nhà Tô nói thằng nhóc kia cũng giống như tôi, cũng là thuật pháp chân nhân, ngay cả tông sư cấp 7 cũng không phải là đối thủ của cậu ta. Ha ha, lâu lắm rồi lão phu chưa gặp được đối thủ. Hôm nay tôi bày kỳ môn trận pháp, mời người ứng chiến. Chờ bọn họ ra khỏi thang máy, bước vào trận pháp của tôi, trò hay sẽ lập tức bắt đầu. Trên màn hình lớn trong phòng họp xuất hiện một hình ảnh, đây chính là góc nhìn của camera đối diện thang máy. Vào lúc 9 rưỡi sáng, Diệp Lâm và Bạch Vi Vi đã đi tới tòa nhà Phú Quý, hơn nữa bọn họ còn đã tiến vào thang máy, đi tới tầng 18. Cửa thang máy mở ra. Hoàn cảnh xung quanh lập tức thay đổi. Đây là cái gì? Bạch Vi Vi xoa xoa đôi mắt, bắt đầu sinh ra ảo giác. Khung cảnh bên ngoài thang máy nhanh chóng thay, đổi. Ngọn lửa ma chơi u ám, tứ chỉ bị cắt cụt, khung cảnh như núi thây biển máu. Cứu như thể thang máy này dẫn thẳng tới 18 tầng địa ngục. Ảo cảnh. Trận pháp. Diệp Lâm bước ra ngoài tự mình cảm nhận một chút, đây là chuyện nằm trong dự tính của anh. Chút tài mọn mà thôi, cũng dám múa dìu qua mắt thợ ở trước mặt tôi. Vi Vi, cô chờ trong thang máy, đừng có bước ra ngoài. Cho tôi 10 giây để dọn dẹp đống lộn xộn trước mắt này đã. Chỉ thấy hình ảnh ở trên màn hình là cửa thang máy. Mở ra. Diệp Lâm đi từ trong ra ngoài. Trong phòng họp, người của năm đại gia tộc đều nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ ở trong màn hình. Ở nơi này ngoại trừ nhà họ Thôi và nhà họ Tô từng nhìn thấy Diệp Lâm thì đây là lần đầu tiên mà người của ba đại gia tộc khác nhìn thấy anh. Đây là chỗ dựa mới của nhà họ Bạch à? Đúng là trẻ quá, ông cụ Cát cảm thấy bất ngờ. Vốn nghe nói người đó tuổi còn trẻ, ông ta còn tưởng là một người đàn ông trung niên tầm 30-40 tuổi gì đó. Thế mà không ngờ người đó lại mới chỉ hơn 20 tuổi. Ông Thôi, hai cha con ông thua trong tay thằng nhóc này à? Không thể nào. Gia chủ nhà họ Đàm cảm thấy hả hê khi người khác gặp xui xẻo, thậm chí ông ta còn cảm thấy hưng phấn vì phát hiện nhà họ Thôi yếu tới mức này, nói không chừng sau khi xong việc tứ đại gia tộc còn có thể cùng nhau xé xác nhà họ Thôi. Hừ, ông cụ Thôi hừ lạnh một tiếng, chưa biết mèo, nào cắn mỉu nào đâu. Ông cụ Thôi lười giải thích bởi chính ông ta cũng không rõ rốt cuộc Diệp Lâm mạnh tới mức nào. Tóm lại, ông ta tin tưởng Diệp Lâm, đồng ý đánh cuộc một lần. Không phải nói là đã bố trí trận pháp bên ngoài thang máy à?
sao thằng nhóc kia ra khỏi thang máy mà vẫn chưa có phản ứng gì thế? Gia chủ nhà họ Thường tò mò hỏi. Lúc này, lão giả mặc áo đạo bào cũ nát khẽ vuốt chòm râu cười nói, chư vị chớ vội hoảng sợ. Trận pháp mà lão phu bày ra, chỉ có người rơi vào. Trong trận pháp mới có thể nhìn thấy, thiết bị camera này há có thể quay được. Mọi người nhìn xem, thằng nhóc kia đang dừng bước bởi cảnh tượng bên ngoài thang máy trong mắt cậu ta không khác gì địa ngục. Không tới 3 giây, thằng nhóc đó nhất định sẽ sợ tới mức tè ra quần, vắt chân lên cổ mà chạy. Nghe vậy, mọi người đều nhìn màn hình bằng ánh mắt hứng thú, chờ mong có trò hay diễn ra. Mà cha con nhà họ Tô cũng đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết Diệp Lâm có thuận lợi vượt qua một cửa ải này hay không. Lúc này, Diệp Lâm vừa đi bộ ra khỏi thang máy đã lập tức cảm nhận được từng cơn gió âm lãnh, còn có một đạo quỷ ảnh vọt về phía mình. Cảnh tượng quỷ dị âm trầm như thế, nếu là người thường chỉ sợ đã sớm bị dọa chết khiếp. Nhưng tu vi Diệp Lâm cao thâm, anh đã sớm phát hiện ra điều khác lạ. Đừng nói là loại yêu ma quỷ quái do trận pháp biến ra này, cho dù thực sự có yêu ma quỷ quái thật, Diệp Lâm cũng một kiếm chém chết chứ không nói đùa. Nhìn quỷ ảnh trước mặt, Diệp Lâm chỉ cười trừ, kim quang hiện hộ thân. Diệp Lâm vừa bấm tay niệm pháp quyết thì tức thì một đạo kim quang hiện ra. Anh vừa phất tay, ảo cảnh địa ngục trước mặt như gió cuốn mây tan, nhanh chóng bị xua đi. Đương nhiên lúc này camera cũng không thể ghi hình được kim quang quanh thân Diệp Lâm, cũng không thể truyền hình ảnh tới màn hình lớn trong phòng họp. Bởi vậy ở trong phòng họp, đám người nhìn qua màn hình lớn chỉ thấy Diệp Lâm liên tiếp phất tay, giống như đang xua đuổi thứ gì đó. Nhưng mọi người nhìn thấy hình ảnh này thì không khỏi cười to, cũng không ngừng khen ngợi, quả nhiên giống y như lời chân nhân đây nói, có lẽ thằng nhóc kia đã bị dọa chết khiếp. Ha ha, bàng chân nhân đúng là thần tiên mà. Hả, nhưng chỉ có bàng chân nhân như cảm ứng được gì đó, trong lòng nghi hoặc không thôi, chẳng lẽ thằng nhóc đó thật sự có chút đạo hạnh. Có lẽ người khác không hiểu những gì đang diễn ra, nhưng ông ta là người bày ra trận pháp, bên trong trận pháp xảy ra chuyện gì ông ta vẫn cảm giác được. Cũng được, nếu ảo cảnh không dọa được cậu, vậy thì để cho cậu mở rộng tầm mắt, nhìn thấy cảnh luyện ngục thật sự. Bàng chân nhân lại thi pháp, lần nữa khởi động tầng thứ hai của trận pháp. Quỷ tướng hiện thế. Trong thoáng chốc, cảnh tượng huyền ảo bên ngoài thang máy lại thay đổi. Chỉ thấy ở nơi vực sâu, một con quái vật bỗng nhiên trồi lên. Giống như quỷ thần, đứng sừng sững giữa con đường phía trước. Con quái vật này cao khoảng 3 mét, chạm tới mái vòm, trên thân là áo giám đen, trên người là ngọn lửa xanh biếc đang cháy phừng phừng, trong tay nó là một cái rìu lớn làm bằng huyến thiết, mỗi khi vung rìu lên như mang theo cuồng long hỏa diệm. Hử, Diệp Lâm thấy thế thì hơi giật mình. Khác với ảo ảnh vừa rồi, quỷ tướng trước mặt hắn bây giờ cũng là ảo ảnh, nhưng công kích của nó là thật. Chuyện này cũng không có gì lạ. Đây là quỷ tướng mà bàng chân nhân phí tâm sức nuôi dưỡng bao nhiêu năm nay. Rầm. Quỷ tướng nhấc chân bước về phía trước một bước. Nền đất dưới chân nó lập tức rung chuyển dữ dội, từng vết nứt liên tiếp xuất hiện. Thực lực cường đại như vậy, ngay cả tông sư có cấp bậc cao thủ e là cũng khó có thể sánh bằng. Phù, ngay sau đó. Quỷ tướng giơ rìu trong tay lên, bổ thẳng về phía Diệp Lâm. A, à, không ngờ người bày trận lại còn có con át chủ bài như vậy. Đáng tiếc, tiểu quỷ mà kẻ đó nuôi dưỡng bao lâu này hôm nay sẽ phải hoàn toàn biến mất. Nói thì chậm, tốc độ lại vô cùng nhanh. Chiếc rìu khổng lồ đánh úp xuống, khí thế giống như, trời sập đất lún, uy áp bốn phía. Đối mặt với một kích khủng bố này, Diệp Lâm từ từ giơ tay, anh muốn dùng thân thể máu thịt của mình, mạnh mẽ đối kháng với thế công của rìu lớn. Đúng là một thằng nhóc không biết tự lượng sức mình. Lúc này bên trong phòng họp, bàng chân nhân nhìn thấy hành động của Diệp Lâm trên màn hình lớn thì không khỏi sợ hãi. Ông ta không nghĩ tới, Diệp Lâm không chỉ không né tránh, mà còn dám giơ tay lên đón đỡ. Vậy thì trước tiên chặt đứt cánh tay này của cậu ta, cho cậu ta biết thế nào là lợi hại. Khóe miệng bàng chân nhân nhếch lên, nở nụ cười lạnh lùng. Thoáng chốc, cái rìu to lớn sắc bén đã nện vào trong lòng bàn tay của Diệp Lâm. Sắc sắc, nhìn về phía lòng bàn tay Diệp Lâm. Không chỉ không bị rìu này trẻ làm hai mà quanh bàn tay anh còn có lôi điện bao phủ. Tiếp đó, lôi điện thành hình, kết thành một tấm lướt lớn, bao phủ hết cái rìu, buộc chặt nó lại. Hóa ra rìu lớn này vẫn chưa đụng tới bàn tay của Lâm, mà giống như rơi vào một cái lưới lớn, nhanh chóng bị bao phủ, treo ngược lên trên không trung. Sao lại thế được? Hình ảnh này lập tức khiến bàng chân nhân biến sắc. Bởi vì không ở hiện trường,
lại cách một màn hình cho nên Bàng Chân Nhân cũng không biết được trong lòng bàn tay Diệp Lâm ẩn giấu huyền cơ gì. Nhưng một dìu thất bại lại còn bị treo lên kia khiến ông ta rơi vào trạng thái như Lâm đại địch, trong lòng bất an. Bàng Chân Nhân đứng ngồi không yên, lập tức đứng dậy muốn đi ra cửa xem xét tình huống. Nếu tình huống không ổn thì nhanh chóng thu hồi quỷ tướng. Nhưng sao Diệp Lâm lại cho ông ta cơ hội ấy chứ? Ngay sau khi Diệp Lâm lấy sức mạnh của lướt xét kìm chặt cái dìu lớn, thì một tay khác cũng khởi động lôi điện, đánh thẳng về phía ngực của quỷ tướng. Lôi đình vạn quân. Chỉ một thoáng nơi này đã vang lên tiếng sét ầm ầm, trời đất u ám. Lại nhìn về phía quỷ tướng to lớn kia, nó như bị ngũ lôi đánh phá, ầm vang một tiếng, bị đánh nát thành bụi phấn, nháy mắt tan thành cho bụi. Cuối cùng Diệp Lâm nhấc chân lên, dùng sức bước ra, một chân phá vỡ trận pháp. Phá cho tôi. Tiếng hét của Diệp Lâm vừa dứt, vô số đạo tia chớp đem theo cuồng phong xuất hiện quét ngang toàn trường. Tất cả ảo cảnh được bố trí xung quanh trận pháp giống như thủy tinh vỡ vụn. AI lúc này Bàng Chân Nhân mới vừa đứng dậy đột nhiên hét lên thảm thiết, ông ta che lại ngực, phun ra một búng máu tươi, gương mặt đầy sự hoảng sợ. Thằng Quát Quát, mày dám phá hủy trận pháp, phá hủy căn cơ của tao. Kể từ lúc Diệp Lâm xua đi ảo cảnh, diệt quỷ tướng, phá trận pháp, hành động liền mạch lưu loát chỉ phí vài giây ngắn ngủi. Hả, mọi thứ trở về bình thường rồi. Bạch Phi Phi đang tránh ở trong thang máy nhìn thấy tất cả mọi thứ bên ngoài đã khôi phục bình thường cũng cất bước ra ngoài. Đồng thời trong lòng không ngừng cảm thán, may mà có Diệp Lâm ở đây, nếu không chỉ dựa vào chính mình e là ngay cả cơ hội gặp mặt năm đại gia tộc cũng không có. Chỉ là ra khỏi thang máy mà đã có sẵn chiến trường như thế rồi. Quả nhiên năm đại gia tộc này không có ý tốt, vừa mới xuất hiện đã muốn dạy cho chúng ta một bài học. Sớm biết như thế thì chúng ta nên tự sắp xếp nơi gặp mặt. Bạch Phi Phi cảm thấy rất tức giận, quả nhiên bữa tiệc này không hề có ý tốt gì. Không biết ở nơi gặp mặt còn có bao nhiêu cái bẫy đang chờ bọn họ nữa. Chỉ là chút tài mọn, không làm khó được tôi. Thần thái Diệp Lâm cực kỳ bình tĩnh. Bởi vì so với vị sư phụ am hiểu nuôi quỷ kia của anh thì con quỷ nhỏ kia ngay cả tư cách sách giày cũng không có. Nếu bọn họ đã muốn ra oai như thế, vậy tôi sẽ cho. Bọn họ mở rộng tầm mắt, xem cái gì mới gọi là khủng bố. Vừa nói, Diệp Lâm vừa giương tay lên, thu lại ảo cảnh vừa mới xua đi ở trong lòng bàn tay mình. Trong chớp mắt, càn khôn trong tay đã xoay chuyển, đi. Rồi sau đó, Diệp Lâm lại ném tàn dư ảo cảnh đáng sợ kia về phía trung tâm phòng họp. Có qua mà không có lại đúng là cực kỳ thất lễ. Để cho đám người đang xem trò hay trong phòng họp cảm nhận một chút. Lúc này, bên trong hội trường, người của năm đại gia tộc thấy Bàng Chân Nhân tự nhiên hộc máu cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi, tay chân luống cuống. Bàng Chân Nhân, ông làm sao vậy? Ông cụ Cát vội vàng đứng dậy cuống quýt dò hỏi tình huống. Bàng Chân Nhân này chính là cung phụng của nhà họ Cát, là một vị khách quý mà bọn họ nương tựa. Bây giờ Bàng Chân Nhân lại đột nhiên hộc máu, thân là gia chủ nhà họ Cát, ông cụ Cát cũng không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Chẳng lẽ có đại địch xuất hiện à? Ông Cát, kẻ hèn này cảm thấy hổ thẹn vô cùng, đã phụ sự kỳ vọng của ông. Bàng Chân Nhân lắc đầu nói, thằng nhóc bên ngoài kia. Tôi không đánh lại cậu ta. Cái gì? Lời vừa dứt, người nơi này lập tức náo động. Ban nãy Bàng Chân Nhân vừa lập lời thề son sắt sao. Đột nhiên lại nhận thua rồi. Hơn nữa hai người ngay cả mặt còn chưa thấy, thế mà lại có thể đánh Bàng Chân Nhân hộc máu sao? Vậy thằng nhóc kia, phải mạnh tới thế nào chứ? Mau nhìn màn hình nói. Lúc này, gia chủ nhà họ Thường chỉ vào thằng nhóc kia đi tới. Bọn họ tới rồi. Chỉ thấy trên màn hình, Diệp Lâm và Bạch Phi Phi nhẹ nhàng đi tới. Chuyện này cũng có nghĩa là, trận pháp mà Bàng Tìm Chân Nhân giày công bày đã bị người ta phá vỡ rồi. Ha ha, lúc này chỉ có cha con nhà họ thôi là bày ra vẻ mặt quả đúng như dự đoán, đồng thời bọn họ cũng cảm thấy mừng thầm vì lần này mình đặt cược đúng người. Bàng Chân Nhân, rốt cuộc thằng nhóc kia, lợi hại tới mức nào? Ông cụ Cát vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi. Bàng Chân Nhân lắc đầu. Trận pháp của mình ở trong mắt đối phương cứ như trò đùa. Khủng bố như vậy, ngay cả bản thân mình cũng không thể lường được. Phù! Đúng lúc này bên trong phòng họp đột nhiên xuất hiện một cơn gió lạ. Hả? Sao lại thế này? Gió ở đâu ra vậy? Cửa sổ cũng đâu có mở đâu. Chuyện gì thế này? Có hơi lạnh. Đúng lúc mọi người đang ngạc nhiên thì giây lát sau, hình ảnh xung quanh bắt đầu vặn vẹo, thay đổi.
Trong khoảng thời gian chớp mắt ngắn ngủi, mọi thứ vốn đang quen thuộc lại trở nên cực kỳ đáng sợ. Chiếc ghế dựa bằng da thật biến thành con thú ăn thịt người. Mà chiếc bàn tròn hội nghị cũng biến thành chảo dầu cực kỳ lớn, sóng nhiệt không ngừng tỏa ra, bên trong đó có rất nhiều ác quỷ đang giãy giụa la hét chói tai. Phía trên mặt đất là hình ảnh máu chảy thành sông, xác chất thành núi. Khắp nơi đều tràn ngập ngọn lửa thiêu đốt khiến người ta không dám ở lâu. Thậm chí ngay cả trong không khí, ma quỷ cũng lơ lửng tung bay, vẻ ngoài hung ác khiến người ta hoảng sợ. Ôi vãi, đây là cái gì, tôi đang ở đâu thế này? Địa ngục à? Má ơi, có quỷ, cứu mạng. Cảnh tượng kinh hoàng vừa xuất hiện tại hiện trường đã khiến đám đông hỗn loạn, tất cả mọi người bị dọa đến mức mặt cắt không còn chút máu, ôm đầu chạy tán loạn. Bàng chân nhân, đây là thứ ông làm sao? Ông cụ cắt cũng sợ hãi, túm chặt lấy bàng chân nhân giống như là bắt được cọng rơm cứu mạng, mau. Biến nó trở về bình thường đi. Bàng chân nhân ở trong khung cảnh này cũng cảm thấy sợ hãi, không? Không phải tôi. Có lẽ là do thằng nhóc bên ngoài, là nó làm. Cha, lúc này, nhà họ Đàm đột nhiên hét toáng lên. Cha làm sao vậy, mau tỉnh lại đi. Hóa ra gia chủ nhà họ Đàm tuổi lớn, lại có bệnh tim, ở trong hoàn cảnh khủng bố này vừa nhìn thấy vài thứ đã bị dọa cho ngất xỉu. Tuy mọi người biết những thứ này là giả, nhưng vì ảo. Giác quá mức chân thật, thân ở nơi này cho nên cảm thấy sợ hãi. Đặc biệt là người lớn tuổi, không chịu nổi kích thích này. Nhìn thấy trước mắt mình có đầu một con ác quỷ, đang trôi lơ lửng, ông cụ cát cũng sợ tới mức tim đập thình thịch, ông ta cảm thấy ông ta cũng sắp mắc bệnh tim rồi. Bàng chân nhân, mau nghĩ cách, cứu bọn ông cụ cát nắm chặt cánh tay bàng chân nhân, gấp tới độ sắp khóc. Mới vừa rồi còn muốn thưởng thức cảnh Diệp Lâm bị dọa sợ tè ra quần. Thế mà không nghĩ tới chỉ trong chớp mắt hình ảnh khủng bố đó đã xuất hiện ở bên phía bọn họ. Đám người giống như ruồi nhặng không đầu, lạc ở nơi này. Ngay cả cửa cũng không tìm ra được. Ở đây, bàng chân nhân lấy lại bình tĩnh, lắng nghe âm thanh, cuối cùng cũng tìm được cửa ra vào. Mọi người đi theo bàng chân nhân nhanh chóng đi về phía cửa. Chính vào lúc bàng chân nhân duỗi tay, kéo cửa phòng họp ra thì lại lập tức giật mình. Bởi vì đối diện bọn họ chính là Diệp Lâm đang lặng yên ngoài cửa, khóe miệng của anh khẽ nhếch lên. Tôi chỉ vừa mới đến, sao các người đã muốn đi rồi? Lúc này gặp lại Diệp Lâm. Năm đại gia tộc hoàn toàn không dám thất lễ, ai nấy đều cực kỳ sợ hãi. Rốt cuộc thì ngay cả bàng chân nhân được nhà họ cắt phụng dưỡng cũng bị Diệp Lâm đánh tới mức hộc máu. Lại thêm cảnh tượng khủng bố trước mắt đều do một tay Diệp Lâm gây ra. Một đám người thường từ năm đại gia tộc nào dám bất kính dù chỉ là một chút với Diệp Lâm. Mỗi khi Diệp Lâm bước lên trước một bước, đám người đối diện đều sẽ sợ hãi mà lùi ra sau một bước. Tuy rằng mọi người đều muốn thoát khỏi hiện trường, nhưng mà một cửa ra vào duy nhất lại bị Diệp Lâm chặn lại, dù có người gan dạ hơn nữa cũng không dám vượt qua Diệp Lâm nửa bước. Ở đây sao thế này? Bạch Phi Vi cũng đi theo vào, lập tức bị dọa sợ đến mức hô hấp dồn dập. Đợi đã, Diệp Lâm quay người, lau nhẹ trước hai mắt Bạch Phi Vi một cái. Trước mắt Bạch Phi Vi lập tức sáng ngời, xung quanh đều biến về dáng vẻ vốn có. Năm đại gia tộc khác vẫn mang dáng vẻ thấy quỷ, bị dọa sợ cực kỳ, chắc là bọn họ vẫn còn đang ở trong ảo giác, không thể nào thoát ra được. Diệp tiên sinh. Lúc này, người nhà họ Thôi thấy Diệp Lâm có cách giải quyết ảo giác trước mắt thì vội vàng đi lên xin giúp. Đỡ. Chúng ta là người một nhà mà. Tất cả đều do nhà họ các sắp xếp, không hề có liên quan gì đến nhà họ Thôi chúng tôi. Xin Diệp tiên sinh ban ơn, giúp chúng tôi gạt đi ảo giác khủng bố kia đi. Diệp Lâm giơ tay, giúp người nhà họ Thôi gạt bỏ lớp ảo giác. Phù, người nhà họ Thôi như chút được gánh nặng, rốt cuộc cũng trở nên bình thường rồi. Diệp tiên sinh. Lúc này, Tô Cửu Xuyên dẫn theo vài người đi đến trước mặt Diệp Lâm, cung kính khom lưng chào hỏi Diệp Lâm. Đây là cha và anh cả tôi. Nhà họ Tô chúng tôi sẵn lòng hợp tác với Diệp tiên sinh, tuyệt đối không có lòng riêng. Xin Diệp tiên sinh giơ cao đánh khẽ, cha tôi bị mắc bệnh tim. Diệp Lâm gật đầu, đồng thời khôi phục tâm mắt bình thường cho người nhà họ Tô. Cha con nhà họ Tô cực kỳ biết ơn Diệp Lâm, hoàn toàn đánh mất suy nghĩ định làm kẻ hai mặt. Ông cụ Tô cũng thầm quyết định là vì sự phát triển sau này của nhà họ Tô, xem ra là phải bỏ lớn giữ nhỏ, để con trai út Tô Cửu Xuyên làm người kế thừa nhà họ Tô. Và cả chúng tôi nữa. Ba nhà họ Cát, Đàm và Thường đều vội vàng đi lên xin được tha thứ,
để có thể khôi phục như bình thường. Chắc là các ông không cần đâu nhỉ? Diệp Lâm lập tức từ chối. Dù là trách phạt hay là ban thưởng thì đều là ban ơn. Diệp Lâm tha cho nhà họ Sở và nhà họ Tô, đồng thời cũng muốn gây áp lực cho ba nhà Cát, Đàm và Thường. Bàng chân nhân run rẩy đi lên. Với cái loại trình độ gà mờ kia của ông mà cũng dám đấu pháp từ xa với tôi hả? Diệp Lâm dùng một tay xách ông ta lên, như là xách một con gà con. Bàng chân nhân sợ tới mức liên tục cầu xin tha thứ. Ông thích nuôi quỷ lắm đúng không? Dứt lời, Diệp Lâm ném ông ta lên bàn họp, vậy thì thử mùi vị chảo. Dầu đi! Bịch! Lời nói còn chưa dứt, bàng chân nhân đã bị ném mạnh lên bàn. Tuy rằng đây chỉ là một chiếc bàn họp bằng gỗ, nhưng sau khi thêm ảo giác vào, trong mắt đám người bàng chân nhân thì đây chính là một cái chảo đầu trong địa ngục. Bàng chân nhân bị ném vào trong nồi, cả người đều run rẩy, cảm giác da chóc thịt bong, đau đớn khó nhịn. Ông ta giấy giụa định bò ra, nhưng ác quỷ mặt mũi hung tợn xung quanh lại dùng dao nĩa đẩy ông ta xuống chảo dầu lần nữa. Ông ta ở trong chảo dầu lăn lộn gào khóc, chịu đủ mọi tra tấn. Mặc dù ông ta biết mọi thứ đều là giả, nhưng mà ông ta vẫn phải chịu đau đớn giày vò, không thể tự thoát ra ngoài được. Lúc này, năm đại gia tộc nhìn thấy tình trạng thê thảm của bàng chân nhân thì đều cảm thấy rùng mình. Đương nhiên, mọi thứ ở trước mắt đều là cảnh tượng khác nhau với người nhìn khác nhau. Ví dụ như nhà họ Thôi và nhà họ Tô đã được tha thứ, bọn họ chỉ thấy bàng chân nhân lăn lộn gào khóc thảm thiết trên bàn. Nhưng trong mắt ba đại gia tộc còn lại cái cảnh bàng chân nhân bị ném vào chảo dầu thật sự là rất khủng khiếp, khiến bọn họ sôi nổi rời mắt, không dám nhìn thẳng nữa. Ngồi xuống hết đi, Diệp Lâm tiếp tục ra lệnh, ngồi xuống rồi nói chuyện. Ngồi xuống, chỉ một yêu cầu nhỏ thôi mà, nhà họ Thôi và nhà họ Tô lập tức ngoan ngoãn làm theo, quay lại vị trí của mình. Nhưng ba nhà Cát, Đàm và Thường thì lại giống như lên pháp trường vậy. Bởi vì lúc này, ở trong mắt bọn họ, bàn ghế đều là quái vật có thể cắn nuốt bọn họ, giống như là có lửa mau thiêu mông, ai dám ngồi chứ? Khi đám người Diệp Lâm ngồi xuống xong rồi. Hửm, Diệp Lâm nhìn sang ba nhà vẫn còn đang đứng ở một bên, không dám ngồi xuống. Chúng tôi, đứng là được rồi. Ở trước mặt Diệp tiên sinh, chúng tôi nào dám ngồi xuống? Mọi người sôi nổi né tránh. Tôi bảo các ông ngồi thì các ông phải ngồi. Diệp, Lâm lạnh lùng nói, ai dám đứng, tôi sẽ ném vào đó cùng với ông tan. Dứt lời, Diệp Lâm gõ gõ bàn họp. Nhưng ở trong mắt ba nhà thì đây chính là dấu hiệu bị ném vào chảo dâu. Được rồi, chúng tôi ngồi, ngồi. Mọi người nhắm mắt, cắn răng, giống như đang trên pháp trường, căng ra đầu ra mà ngồi xuống. Toàn thân đều chảy mồ hôi lạnh. Một giây trôi qua mà tưởng chừng như một năm. Giờ phút này, không khí tại hiện trường có phần là lạ. Dưới loại không khí khủng bố thế này mà cũng có thể nói chuyện được hả? Chắc là dù Diệp Lâm có đưa ra yêu cầu gì thì mọi người ở đây đều không dám nói nửa chữ không. Rốt cuộc thì trước mặt còn có một người đang đau đớn giãy giụa gào thét trong chảo đầu kia kìa. Thật sự là giống như giết gà dọa khỉ, khiến người ta sợ hãi, nào dám có suy nghĩ gì khác nữa. Hôm nay tôi tới đây là vì có hai chuyện muốn thông báo cho các ông biết. Diệp Lâm ra tiếng, tiếp tục nói. Thứ nhất, tập đoàn Lâm Thị vừa mới thành lập, còn thiếu tài chính, cần sự ủng hộ của năm nhà các ông. Mỗi nhà chỉ tạm 2 tỷ, gom đủ 10 tỷ đưa tôi. Thứ hai, sau này năm nhà phải phục tùng tôi như phục tùng nhà họ Bạch trước đây. Lời nói của tôi chính là mệnh lệnh. Tán thành hoặc phản đối. Đối mặt với vấn đề này, mọi người ở hiện trường ngay cả lòng muốn chết cũng có. Mẹ nó cậu đang nói vô nghĩa đấy hả? Ai dám phản đối? Con mẹ nó ai dám phản đối chứ? Lúc này, người trong năm đại gia tộc như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Giống như là đang ở trong địa ngục, đối mặt với Diêm La sống vậy. Ai mà không gật đầu đồng ý? Nếu dám nói một chữ không, thì chắc là sẽ vĩnh viễn rơi vào địa ngục, không thể quay về nữa. Tuy rằng nhà họ Thôi và nhà họ Tô đã được tha thứ, nhưng mà dưới bầu không khí thế này, bọn họ cũng sợ hãi, không dám thở mạnh. Huống chỉ là ba nhà Cát, Đàm và Thường bị ảo giác khủng bố tra tấn. Bọn họ cực kỳ sợ hãi, có người nhát gan suýt nữa bị dọa sợ tiểu trong quần. Ông cụ Đàm vẫn còn hôn mê kia kìa. Chúng tôi đồng ý, nhà họ Thôi và nhà họ Tô dẫn đầu tỏ thái độ. Sau này, lời nói của Diệp tiên sinh chính là thánh chỉ. Nhà họ Thôi chúng tôi xông pha khói lửa cũng sẽ không từ chối. Nhà họ Tô chúng tôi cũng vậy.
Thấy nhà họ Thôi và nhà họ Tô như vậy, ba nhà còn lại cũng liên tục tỏ vẻ đồng ý, không dám có kẻ mặc cả một chút nào. Sau này, nhà họ Cát, nhà họ Đàm, nhà họ Thường chúng tôi đều sẽ nghe lệnh của Diệp tiên sinh. Thủ đoạn quyết đoán của Diệp Lâm khiến năm đại gia tộc lần lượt cúi đầu. Và người vốn định ra oai phủ đầu với Diệp Lâm đã trở thành ác mộng với những người ở đây. Bạch Phi Phi đứng bên cạnh thật sự không thể tin nổi. Cô cho rằng hôm nay sẽ là một buổi đàm phán khó khăn, rốt cuộc thì hiện nay năm đại gia tộc có tiền có thế, sao lại dễ dàng phục tùng, nghe lệnh bọn họ chứ? Kết quả cực kỳ bất ngờ, Diệp Lâm chỉ mới dùng vài thủ đoạn thôi mà đã khiến năm đại gia tộc giống như chim sợ cành cong, theo gió bay xuống. Ngay sau đó, Diệp Lâm ra hiệu cho Bạch Phi Phi lấy ra hợp đồng đã chuẩn bị sẵn, đưa cho năm nhà ký tên ấn dấu tay. Tuy rằng biết năm nhà tạm thời không dám có lòng phản nghịch, nhưng trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, vẫn cần phải có một hợp đồng mang tính tượng trưng. Năm nhà cầm hợp đồng, ngay cả xem cũng không xem, trực tiếp lật đến tờ cuối cùng, ký tên vào. Diệp tiên sinh, chúng tôi đã ký hợp đồng rồi, cũng đã đồng ý điều kiện của cậu rồi, bây giờ cậu hãy thu thần thông lại, tha cho chúng tôi đi. Đối mặt với cả phòng đều là quỷ quái, đám người nhà họ Cát thật sự không chịu nổi nữa. Diệp Lâm phất tay, toàn bộ ảo giác xung quanh đều tan ra. Người trong ba đại gia tộc như chút được gánh nặng, nằm liệt trên ghế dựa. Ngay cả Bàng Chân Nhân dường như cũng thoát khỏi biển khổ, nằm nhoài ra bàn, há to miệng thở hổn hển. Lúc nhìn phía Diệp Lâm, trong mắt ông ta tràn đầy vẻ sợ hãi và nhát gan. Nhưng mà ở trong lòng ông ta thì lại tràn đầy giận dữ và thù hận. Diệp Lâm, hãy đợi đấy. Bàng Chân Nhân âm thầm thề, thù này không báo, thề không làm người. Ông ta muốn trả lại gấp 10 lần trăm lần nỗi khổ sở phải chịu hôm nay cho Diệp Lâm. Chờ sư huynh tao tới, ta muốn để cho mày xuống địa ngục thật sự. Cho dù muốn tìm cơ hội trả thù Diệp Lâm, thì cũng phải tồn tại ra khỏi nơi này mới được. Bọn họ thầm tính toán, dù cho có nhà họ Thôi và nhà họ Tô phục tùng Diệp Lâm, thì vẫn còn có ba đại gia tộc khác, tập trung toàn bộ lực lượng, không tin không đối phó được thằng nhãi họ Diệp. Diệp Lâm tất nhiên có thể đoán ra được tâm tư của bọn họ. Thật ra, với thực lực hiện nay của Diệp Lâm, cơ bản là không cần phải lo con kiến quanh mình suy nghĩ như thế nào. Rốt cuộc thì dù con kiến có lên kế hoạch chu đáo chặt chẽ cỡ nào, thì cũng đừng mong đạp đổ được con voi. Nhưng nếu có rất nhiều con kiến gây chuyện, thì sẽ khiến người ta cảm thấy phiền phức. Vì vậy, Diệp Lâm tiếp tục nói mặc kệ các ông thật lòng phục tùng hay là lá mặt lá trái. Nhưng nếu các ông dám nổi gan ngỗ nghịch tôi, thì có thể thử nhắm mắt lại cảm nhận xem. Nhắm mắt lại. Nghe vậy, mọi người không hiểu ra sao. Nhưng vẫn có người thử nhắm mắt lại. Rồi lập tức sợ tới mức vội vàng mở mắt, mồ hôi lạnh toát ra. Dường như sau khi nhắm mắt là sẽ gặp được một loại khủng bố. À, càng lúc càng nhiều người nhắm mắt lại rồi nhận ra điều gì đó, đồng thời hét lên sợ hãi. Diệp tiên sinh, rốt cuộc nó là cái gì vậy? Vì sao chúng tôi cứ nhắm mắt lại là... Hóa ra ảo giác khủng bố mới vừa bị đuổi đi đều được khắc sâu trong đầu bọn họ. Chỉ cần bọn họ nhắm mắt lại là sẽ giống như người lạc vào trong cảnh, cảm nhận được cảnh tượng khủng bố giống như là địa ngục. Đây là địa ngục bất tử, chỉ cần nhắm mắt hoặc là ngủ say, thì sẽ có ảo giác tiến vào trong địa ngục, không thể tự kiềm chế, đến khi nào chết mới thôi. Trừ khi các ông vĩnh viễn không nhắm mắt hoặc là không ngủ. Nhưng đây lại là một loại tra tấn địa ngục khác. Rốt cuộc một đời người. Có phần nửa đều đang trong giấc ngủ. Nếu bảo một người không ngủ không nghỉ, thì cái loại tra tấn này có lẽ còn khó chịu hơn so với tử vong. Diệp Lâm học chiêu này từ nhị thập lục sư phụ, ông ấy là một vị hàng thuật đại sư, người ta gọi là bóng đè, sở trường xâm nhập cảnh trong mơ của người khác, thậm chí có thể điều khiển cảnh trong mơ. Ở trong mộng, ông ấy giống như là chúa tể, có thể khiến người ta đắm chìm, cũng có thể khiến người ta vĩnh viễn không tỉnh. Nghe vậy, người trong ba đại gia tộc lập tức toát mồ hôi lạnh, tâm như cho tàn, giống như là bị tuyên án tử hình. Diệp tiên sinh, chúng tôi không có. Chúng tôi không dám, cầu xin cậu tha cho chúng tôi đi. Ông Cát dẫn đầu cầu xin. Diệp Lâm lại nói, người ta có câu không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Chỉ cần các ông có một chút suy nghĩ hại tôi, thì các ông phải chịu loại tra tấn giống như địa ngục. Và chỉ cần các ông không có suy nghĩ hại tôi, thì có thể bình thường đi vào giấc ngủ. Vậy nên, mọi thứ đều do các ông lựa chọn. Nghe vậy, đám người lập tức thu lại ý đồ không tốt đối với Diệp Lâm, rồi nhắm mắt lại thử, quả nhiên mọi thứ đều bình thường. Lúc này,
Khi bọn họ nhìn về phía Diệp Lâm, đã tôn kính Diệp Lâm như thần minh, không dám bất kính một chút nào. Diệp tiên sinh, ông Cát đứng dậy nói, chúng tôi có chuẩn bị một bàn tiệc ăn trưa, mời Diệp tiên sinh nể mặt cùng nhau ăn một bữa cơm xoàng. Bữa cơm này vốn là bữa cơm ăn mừng của bọn họ. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể dùng nó để chiêu đãi và lấy lòng Diệp Lâm. Thấy sắp tới trưa rồi, Diệp Lâm gật đầu đồng ý. Sau đó, đám người đi về phía phòng ăn. Ơ kìa, Diệp Lâm, sao cậu cũng tới đây? Bọn họ mới vừa đi ra liền gặp được hai bóng dáng người quen. Một trong hai người là Susan. Khi nhìn thấy Diệp Lâm, cô ấy vẫy tay gọi anh. Các ông đi trước đi, tôi đi gặp bạn học cái đã. Diệp Lâm đuổi những người khác, rồi đi về phía Susan. Diệp Lâm, không phải hôm qua cậu nói là không thể tới sao? Sau khi thấy Diệp Lâm, Susan rất vui vẻ, cậu vẫn tới hả? Trùng hợp vậy sao? Thấy vậy, Diệp Lâm nở nụ cười khổ. Không ngờ nơi đây không chỉ là nơi gặp mặt của mình và năm đại gia tộc, mà còn là nơi bạn học cấp 3 tụ tập ăn uống. Thấy Susan nhiệt tình mời mình, Diệp Lâm cũng không làm ra vẻ, nghĩ rằng tới cũng tới rồi, vậy đi gặp mặt các bạn học một lần đi. Dù sao cũng là bạn học học cùng nhau suốt 3 năm cấp 3, xa nhau đã 5 năm rồi, không biết mọi người đã trở thành dáng vẻ thế nào. Hừ, không ai mời cậu, cậu còn không biết xấu hổ đi theo. Lúc này, một cô gái trang điểm đậm đứng bên cạnh Susan nhỏ giọng lẩm bẩm. Sơ Tuyết, sao cậu có thể nói như vậy chứ? Susan vội vàng ngăn cản bản thân, Diệp Lâm cũng là bạn chung lớp với chúng ta mà. Hơn nữa, cậu ấy là do tớ mời đến. Nghe Susan gọi tên cô gái, Diệp Lâm mới miễn cưỡng nhận ra cô ta tên là Lư Sơ Tuyết. Anh nhớ rõ thời cấp 3, Susan và cô ta là bạn thân, mối quan hệ giữa hai người rất tốt. Bây giờ, Lư Sơ Tuyết trang điểm đậm đến mức Diệp Lâm có chút không nhận ra được. Ba người nhanh chóng đi đến một phòng bao rộng thoáng. Bên trong đã có 20-30 người. Wow, Hoa Khôi đến rồi. Susan vừa xuất hiện, lập tức dẫn đến sự nhiệt tình tung hô của đám nam sinh. Hơn 10 nam sinh chạy lên hỏi han ân cần, A Du nịnh hót, dồn Diệp Lâm và Lư Sơ Tuyết sang một bên. Lư Sơ Tuyết có chút không vui quay đầu sang chỗ khác. Lần nào đi cùng Susan, cô ta cũng bị dồn thành vai phụ. Hoa Khôi càng ngày càng xinh đẹp, cũng càng ngày càng có sức hút. Hoa Khôi Susan, có thể thêm Zalo của cậu không? Nghe nói Susan chưa có bạn trai, hôm nay cậu nhìn xem có coi trọng ai trong bọn tôi không? Đối mặt với sự khen ngợi của mọi người, Susan có vẻ tự nhiên hào phóng, đáp lời với từng người một. Được rồi, Susan mới vừa đến, các cậu bớt ồn ào một lát đi, muốn theo đuổi cũng không phải gấp thế này đâu. Lúc này, bên phía bàn chính, một người đàn ông ăn mặc đồ hiệu đột nhiên lên tiếng, rồi vẫy tay với Susan, nói, Susan, qua đây ngồi đi. Anh ta tên là Đồng Kiến, đã từng là lớp trưởng, cũng là người đề nghị họp lớp. Hiện nay lớp trưởng ghê gớm lắm, mới vừa du học về đã được nhận vào tổng bộ tập đoàn Thiên Cát, lương một năm 1 triệu tệ cơ đấy. Tập đoàn Thiên Cát thuộc top 100 cả nước, là tập đoàn gia tộc nhà họ Cát, một trong 10 đại gia tộc, người bình thường không vào được tập đoàn gia đình đâu. Lớp trưởng nhà ta còn đang độc thân, tuổi trẻ nhiều tiền, Hoa Khôi muốn suy xét thử hay không? Có người biết chuyện ầm lên, còn đẩy Susan về phía lớp trưởng Đồng Kiến nữa. Đây là... Lúc nhìn về phía Diệp Lâm, Đồng Kiến ngây ngẩn cả người. Anh ta thầm khó hiểu, anh ta có mời người này hả? Không chỉ có Đồng Kiến, mà phần lớn bạn học ở đây đều cảm thấy xa lạ với Diệp Lâm. Rốt cuộc thì Diệp Lâm đã ở trong tù 5 năm, hình tượng khí chất đều thay đổi rất lớn. So với dáng vẻ xa suốt thời cấp 3, Diệp Lâm của hiện giờ có vẻ sáng sủa và đẹp trai hơn nhiều. Anh thậm chí còn thu hút được một vài nữ sinh liên tiếp liếc mắt đưa tình. Wow! Anh chàng đẹp trai này là ai vậy? Lớp chúng ta có bạn nam đẹp trai thế này sao? Vì sao tớ không nhớ vậy? Không phải là bạn trai của Hoa Khôi đấy chứ? Susan hào phóng mà giới thiệu, cậu ấy là Diệp Lâm lớp chúng ta. Các cậu không nhớ sao? Diệp Lâm, nghe thấy cái tên này, mọi người ở đây đều giật mình, lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó là nhỏ giọng bàn tán. Cậu ấy là Diệp Lâm, thay đổi lớn thật đấy, suýt chút nữa không nhận ra luôn. Hai, dù sao cũng đã ngồi tù 5 năm, đương nhiên là không giống chúng ta. Giói, ai gọi cậu ta tới vậy? Đi ăn cùng một tên tội phạm lao động cải tạo, đúng là đen đủi. Phần lớn bạn học đều mang lòng khinh thường. Là tớ mời cậu ấy đến. Susan thản nhiên nói,
Hơn nữa, Diệp Lâm là bị oan, các cậu đừng nhắc đến chuyện cậu ấy từng ngồi tù nữa. Thấy Hoa Khôi chủ động bảo vệ Diệp Lâm, đám bạn học đều rất bất ngờ. Ha ha, chắc là các cậu còn chưa biết đâu nhỉ. Lúc này, Lư Sơ Tuyết tung tin nóng, thời đi học, Hoa Khôi nhà ta từng yêu thầm Diệp Lâm đấy. Tiếc là vừa tốt nghiệp, còn chưa kịp tỏ tình thì Diệp Lâm đã đi tù rồi. Nghe vậy, mọi người lại xôn xao hẳn lên. Bọn họ nhìn về phía hai người, nghĩ thầm chẳng lẽ hai người đang quen nhau. Vậy thì đúng là một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu. Sơ Tuyết, cậu đừng nói bậy. Su Dần sắc mặt ửng đỏ, không ngờ lúc này lại bị bản thân đâm một dao. Quả nhiên là phải phòng cháy phòng trộm phòng bản thân. Lúc này, lớp trưởng Đồng Kiến cũng thay đổi sắc mặt. Khi nhìn về phía Diệp Lâm, trong mắt anh ta có thêm vài phần thù địch và sắc bén. Rốt cuộc thì trong buổi họp lớp lần này, anh ta vốn định bày ra thực lực của mình và thử theo đuổi Hoa Khôi Su Dần. Không ngờ giữa chừng lại bị thằng nhãi Diệp Lâm này chặn ngang một chân, làm rối kế hoạch của anh ta. Bạn Diệp Lâm, 5 năm ở trong tù thế nào? Kể cho bọn tôi nghe thử cuộc sống trong tù, để bọn tôi mở rộng tầm mắt xem. Lớp trưởng Đồng Kiến mặt ngoài có vẻ nhiệt tình trò chuyện với Diệp Lâm, nhưng câu nào cũng nhắc tới đi tù, còn nhắc đi nhắc lại, chính là vì làm cho Diệp Lâm xấu mặt trước mặt mọi người. Rốt cuộc thì đối với bất cứ kẻ nào, chuyện từng ngồi tù đều là dấu vết sỉ nhục trong đời. Không muốn nghe người ta nhắc đi nhắc lại. Su Dần càng không cho nói thì Đồng Kiến càng muốn nói. Có điều, Diệp Lâm lại không hề để ý mấy thứ này, thậm chí còn cười cười nói nói. Có lẽ ở trong mắt người khác, nhà tù là nơi cất giữ mọi thứ xấu xa. Nhưng với Diệp Lâm mà nói, đây là nơi khiến anh lột xác. Anh không coi nó là sỉ nhục, ngược lại còn coi nó là vinh quang. Nhắc đi nhắc lại chuyện đi tù, sẽ không làm Diệp Lâm tự biết xấu hổ. Thậm chí còn khiến Diệp Lâm đĩnh đạc mà kể lại mọi chuyện lạ thú vị trong tù, khiến các bạn học tràn đầy hứng thú, vẻ mặt mong chờ, liên tục hỏi thăm. Nói qua nói lại, các bạn học đều bị sự dí dỏm hài hước của Diệp Lâm thuyết phục, không còn để ý nhiều đến chuyện anh từng ngồi tù nữa. Thấy Diệp Lâm và các bạn học trò chuyện vui vẻ, hòa mình, giọng khách hát giọng chủ, trở thành vai chính trong buổi họp lớp hôm nay, trong lòng Đồng Kiến càng thêm khó chịu. Mẹ nó, vốn định làm thấp thằng nhãi kia. Kết quả lại khiến anh ta nổi bật. Sao da mặt anh ta lại dày như vậy chứ? Đồng Kiến thầm nghĩ, được rồi, nếu nói chuyện ở tù không làm khó được cậu, vậy thì nói một vài chuyện hiện thực khiến cậu bị sốc đi. Sau đó, Đồng Kiến điều chỉnh suy nghĩ, tiếp tục hỏi, Diệp Lâm, cậu ra tù bao lâu rồi? Hiện giờ có chỗ ở chưa? Đang làm việc ở đâu? Đồng Kiến cảm thấy một tội phạm lao động cải tạo như Diệp Lâm không thể nào tìm được một công việc thể diện. Quả nhiên, Diệp Lâm nói thẳng, tôi không có công việc. Lời nói này rất đúng ý của Đồng Kiến. Anh ta lập tức nói với giọng điệu quan tâm, không có công việc thì sao được chứ? Cậu đi tù 5 năm, vốn đã tách rời với xã hội, cần phải đi tìm công việc hơn nữa, để hòa nhập với xã hội. Có điều, cậu đã có tiền án, chắc là khó tìm công việc lắm, đúng không? Hay là thế này đi, tôi quen biết với ông chủ tòa nhà này, có thể châm trước với trường hợp của cậu, cho cậu làm bảo vệ ở đây. Cậu thấy sao? Nghe vậy, các bạn học cũng thầm gật đầu, cảm thấy lớp trưởng nói có lý. Đã ngồi tù 5 năm rồi, cần phải mau chóng hòa nhập với xã hội mới được, nếu không thì coi như bỏ đi. Lớp trưởng đúng là người tốt, còn không quên giúp bạn học gặp nạn tìm công việc nữa. Một loạt câu nói móc của Đồng Kiến dành cho Diệp Lâm, lại được đa số bạn học khen ngợi. Có thể nói là một hòn đá ném hai chim. Tiếp theo, Đồng Kiến chỉ cần chờ đợi phản ứng của Diệp Lâm. Nếu Diệp Lâm đồng ý, thì tương đương với ăn nhờ ở đậu, sự chênh lệch về thân phận giữa hai người sẽ kéo dài hơn nữa. Còn nếu Diệp Lâm từ chối, thì sẽ có vẻ là không biết tốt xấu, dễ bị người ta chỉ trích. Nói giỡn hả, lúc này gia chủ nhà họ Cát đang ở một phòng bao khác trông chờ mình đến kia. Nếu ông ta biết cấp dưới của ông ta muốn mời mình đi làm bảo vệ cho tòa nhà của ông ta, thì ông ta sẽ có suy nghĩ gì? Chắc là cho nhà họ Cát thêm 10 lá gan. Thì bọn họ cũng không dám có loại ảo tưởng kia. Sao lại không dám chứ? Lớp trưởng Đồng Kiến không hiểu ra sao, không phải là từng ngồi tù thôi sao? Cậu yên tâm đi, bảo vệ ở đây chưa chắc đều là chính quy. Các bạn học xung quanh cũng sôi nổi phụ họa, đúng vậy, Diệp Lâm, cậu đừng lo lắng, hiện nay lớp trưởng nhà ta đang đi làm ở tập đoàn gia tộc nhà họ Cát, dư sức để sắp xếp công việc bảo vệ cho cậu. Diệp Lâm, cậu mau mời rượu lớp trưởng để cảm ơn cậu ấy giúp đỡ đi.
Sau này cậu cứ đi theo lớp trưởng, ngày lành sắp tới rồi. Nhắc tới công việc và nhà họ Cát, đám bạn học lại sôi nổi nịnh nọt lớp trưởng, rốt cuộc thì hiện nay lớp trưởng là người thành công nhất lớp. Ai biết sau này có chuyện gì nhờ lớp trưởng giúp đỡ hay không, bây giờ cứ làm tốt quan hệ trước đi đã. Lúc này, cửa phòng bao bị người mở ra. Một anh chàng ăn mặc đồ hiệu, tay cầm ly rượu đi vào. Cậu Cát, lớp trưởng Đồng Kiến vừa thấy anh ta thì vội vàng đứng dậy đi đón. Tiểu Đồng, tôi nghe nói cậu tổ chức họp lớp ở đây nên đến mời các cậu một ly. Cậu Cát cười tủm tỉm nói, đôi mắt lại không thành thật mà đánh giá các bạn. Học nữ trong phòng. Làm phiền cậu Cát quá rồi. Đồng Kiến vừa nói cảm ơn vừa giới thiệu các bạn học. Cậu Cát là cậu ba nhà họ Cát. Tòa nhà phú quý này là món quà sinh nhật mà ông cụ nhà họ Cát đã tặng cho cậu Cát vào dịp sinh nhật 18 tuổi. Các bạn học nghe vậy đều lộ ra vẻ hâm mộ, thầm nghĩ không hổ là thiếu gia của 10 đại gia tộc, chỉ sinh nhật thôi cũng được tặng tòa nhà, có thể thấy là cậu Cát rất được yêu thương trong gia tộc. Người nhà họ Cát, Diệp Lâm nhìn thoáng qua cậu Cát, xác nhận là không quen biết. Lúc nãy gặp mặt năm đại gia tộc, anh không thấy có người nào trẻ tuổi. Tiểu Đồng, cậu lại đây. Cậu Cát mời rượu xong thì gọi riêng Đồng Kiến ra thì thầm vài câu. Lúc đầu Đồng Kiến có vẻ vui mừng, nhưng mà nghe nghe rồi lại lộ vẻ khó xử. Cậu Cát, làm vậy không ổn lắm đâu. Có gì không ổn chứ? Cậu Cát trừng mắt, đây là cơ hội nghìn năm có một, người bình thường muốn đi còn không có tư cách nữa đấy. Tôi nói cho cậu nghe, lần này không chỉ có gia tộc bọn tôi, mà còn có tứ đại gia tộc khác, và có cả một vị đại lão nữa. Bảo vài cô bạn học xinh đẹp của cậu đi qua uống rượu, chỉ cần hầu hạ tốt những nhân vật lớn kia là bạn học cả lớp cậu đều có thể thăng chức. Đồng Kiến nghĩ nghĩ, cảm thấy đây thật sự là cơ hội nghìn năm có một. Vậy nên, anh ta quay người bàn bạc với đám bạn nữ. Tôi đồng ý, Lư Sơ Tuyết vừa nghe có thể quen biết người của gia tộc lớn thì lập tức đồng ý. Hóa ra là cậu Cát coi trọng sắc đẹp của Susan nên chỉ thẳng mặt, buộc Susan phải đi tiếp rượu. Ai không đi cũng được, chỉ có cô là cần phải đi. Thấy thái độ của cậu Cát rất kiên quyết, đám người Đồng Kiến và Lư Sơ Tuyết vội vàng khuyên nhủ. Tuy nói là đi tiếp rượu, nhưng thực tế chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm thôi, không có chuyện gì đâu, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Bữa cơm lần này đều là đại lão đứng đầu thương giới Yến Kinh, ngoài nhà họ Cát ra thì còn có đám gia chủ nhà họ Thôi, nhà họ Thường, nhà họ Đàm, chỉ cần quen biết một người thôi là kiếp sống nghề nghiệp trong tương lai sẽ xuôi gió xuôi nước hơn nhiều. Lư Sơ Tuyết cũng năn nỉ nói, San San, cậu coi như là giúp tớ đi, tớ thật sự rất cần cơ hội lần này. Cậu cũng biết tớ muốn đi làm cho công ty nhà họ Đàm, nhưng mà đi phỏng vấn 3 lần đều thất bại. Lần này có cậu ba nhà họ Thường nữa, tớ thật sự rất cần cơ hội này. Tuy rằng Susan rất lương thiện, cũng rất hiểu cho mọi người, nhưng mà cô không phải là thánh mẫu, vẫn có điểm mấu chốt của riêng mình. Tớ tới đây để tham gia họp lớp, sẽ không đi ăn cơm với bất cứ người lạ nào. Susan nói rõ ràng lập trường của mình, rồi tiếp tục nói với Lư Sơ Tuyết, Sơ Tuyết. Tớ không giúp gì cho cậu trong chuyện này được rồi. Nếu cậu bằng lòng tới công ty tớ, thì tớ có thể giúp đỡ cậu. Lư Sơ Tuyết hừ lạnh, nói, tớ cần công việc lương 1 năm 1 triệu tệ, cậu có thể giúp tớ sao? Susan cười khổ lắc đầu, không thể nào. Ngay cả bản thân cô cũng không đạt được tiêu chuẩn này nữa thì cô có thể đi giúp được ai? Vậy thì đúng rồi, Lư Sơ Tuyết nhân cơ hội nói, nhưng chỉ cần hôm nay chúng ta có thể tham gia buổi tụ họp kia, làm quen một vài đại lão, thì chuyện lương 1 năm 1 triệu tệ không phải là vấn đề. Sơ Tuyết nói không sai. Lớp trưởng Đồng Kiến tiếp tục khuyên nhủ, chỉ cần có thể quen biết bất cứ người nào trong đám đại lão kia thì lương 1 năm 1 triệu tệ chỉ là khởi điểm thôi. Cậu Cát cũng nói, yên tâm đi, đây là bữa tiệc của bậc cha chú các đại gia tộc, ngay cả tôi cũng chưa có tư cách tham gia. Đây là một cơ hội để các cô thay đổi số phận. Mặc kệ người khác khuyên nhủ, thậm chí là bắt cóc đạo đức thế nào, thì Susan cũng kiên quyết từ chối. Ai ra, nếu cậu không đi thì chúng ta đều phải bỏ lỡ cơ hội lần này. Lớp trưởng Đồng Kiến vô cùng đau đớn. Cậu đúng là ích kỷ. Lư Sơ Tuyết sắp trở mặt với Susan. Thấy mọi người đang thảo luận về chuyện đi một phòng bao tụ tập đại lão khác tiếp rượu, Diệp Lâm thầm nghĩ có 8 phần 10 là bữa tiệc mà nhà họ Cát mời mình. Có điều, mình không yêu cầu người đẹp tiếp rượu mà. Không biết là ai tự ý quyết định đi ra ngoài tìm người đẹp tiếp rượu. Vừa lúc buổi họp lớp chỗ Đồng Kiến có khá nhiều người đẹp ngây ngô mới vừa tốt nghiệp đại học không bao lâu, nhất là cấp bậc hoa khôi như Susan,
khiến cậu cắt nhìn một cái là coi trọng. San San, cậu coi như là đi cùng tớ đi, đi đi mà. Lư Sơ Tuyết bất chấp tất cả, nháy mắt với một bạn nữ khác, hai người mỗi người một bên mạnh mẽ kéo Su Dần ra ngoài. Tôi không đi, Su Dần dốc sức giấy giụa, buông tôi ra. Đủ rồi, lúc này, Diệp Lâm bước lên đẩy hai người Lư Sơ Tuyết ra. Cậu làm gì vậy? Lư Sơ Tuyết giận dữ chừng Diệp Lâm, chuyện này có liên quan gì cậu hả? Diệp Lâm che trước mặt Su Dần, nói, tôi khuyên các cô đừng lãng phí tâm tư, dù có đi qua cũng sẽ bị đuổi ra thôi. Có đuổi hay không, không phải do cậu quyết định. Lớp trưởng Đồng Kiến cười nhạo, cậu biết trước đấy hả? Diệp Lâm lạnh giọng nói, chuyện này do tôi quyết định. Cái gì? Nghe vậy, mọi người đều giật mình, nhìn Diệp Lâm giống như nhìn một kẻ điên. Bọn họ thầm nói cậu là thứ gì mà do cậu quyết định. Ha ha, lúc này, ngay cả cậu Cát cũng bị chọc cười, Tiểu Đồng, cậu ta là ai vậy? Nói không ngượng miệng chút nào, ngay cả tôi cũng chưa có tư cách tham gia bữa tiệc, mà cậu ta lại nói là do cậu ta quyết định. Cậu Cát đừng nghe cậu ta nói bậy, Đồng Kiến vội giải thích, cậu ta từng ngồi tù mấy năm, đầu óc có vấn đề. Nghe vậy, cậu Cát mặc kệ Diệp Lâm, ngược lại tiếp tục dục Su Dần mau đi với mình. Đừng không biết tốt xấu. Cậu Cát đúng không? Lúc này, Diệp Lâm tiếp tục nói, đi về nói với ông nội cậu là tôi không cần tiếp rượu, bọn họ đừng tự ý quyết định nữa. Cái gì? Anh vừa dứt lời, cậu Cát lập tức sửng sốt, sau đó nói với Đồng Kiến, cậu vừa nói cậu ta đầu óc có vấn đề, tôi còn không tin. Bây giờ tôi tin rồi, cậu ta đúng là đầu óc có vấn đề. Cậu bảo tôi truyền lời với ông nội tôi, cậu là cái thứ gì? Bữa tiệc bên kia lại không có chỗ của cậu. Lúc này, các bạn học cũng nhìn về phía Diệp Lâm với ánh mắt là lạ, thầm nghĩ, có khi nào bạn Diệp Lâm ngồi tù rồi ngồi hỏng đầu óc, hoặc là bị cái gì kích thích không nhỉ? Nếu không thì cậu ta sẽ không nói ra những lời không thể nào hiểu được kia. Chỗ người ta là chỗ tụ tập của đại lão thương nghiệp, có liên quan gì đến cậu a chứ? Vậy mà cậu ta cũng dám mạnh miệng, thậm chí còn ra lệnh cho cậu Cát. Diệp Lâm, cậu gây chuyện đủ chưa hả? Lớp trưởng Đồng Kiến mở miệng của măng, người ta là một đám lão tổng giá trị con người hàng trăm triệu cùng. Nhau ăn cơm, có liên quan gì đến cậu hả? Với cái loại tội phạm lao động cải tạo như cậu, ngay cả tư cách đi vào phục vụ bưng trà rót nước cũng không có. Mau cút sang một bên đi, đừng ở đây gây thêm phiền. Thấy Diệp Lâm vì bảo vệ mình mà nổi lên xung đột với người khác, Su Dần vội vàng khuyên nhủ, các cậu đừng cãi nhau. Lớp trưởng, cậu Cát, cảm ơn ý tốt của các cậu. Nhưng hôm nay tôi có chút khó chịu nên không đi được. Cậu Cát hừ lạnh, nói, đừng cho mặt mà không cần. Cô không muốn đi là không đi hả? Vậy chẳng phải là tôi không công đứng đây cả buổi. Đi theo tôi. Dứt lời, cậu Cát nắm cổ tay Su Dần, muốn kéo người đi theo. Lớp trưởng Đồng Kiến và Lư Sơ Tuyết thấy vậy cũng vội vàng đẩy Su Dần từ phía sau. Đám người kéo kéo đẩy đẩy buộc Su Dần đi ra ngoài. Buông tay. Diệp Lâm bước lên. Trở tay nắm cổ tay của cậu Cát. Ai cậu Cát đau đớn hét lớn lên, rồi lập tức buông tay ra. Dù vậy, Diệp Lâm cũng không buông tay ra, mà tiếp tục nắm cổ tay đối phương vặn qua một bên. Cổ tay của tôi sắp đứt rồi. Mau buông tay. Thấy Diệp Lâm đánh cậu Cát, đám người Đồng Kiến đều bị dọa ngây cả người. Cậu Cát là ai cơ chứ? Là cậu út nhà họ Cát. Mà nhà họ Cát là một trong 10 đại gia tộc của Yến Kinh, giàu nhất một vùng. Thực lực hùng hậu. Ngay cả sợi lông tơ trên người cậu Cát cũng to hơn eo của người bình thường. Thằng nhãi cậu có mấy cái đầu mà dám đánh cậu Cát. Thật đúng là không sợ chết mà. Đồng Kiến thấy vậy thì sợ đến mức tay chân luống cuống. Anh ta sợ liên lụy đến mình. Dù sao Diệp Lâm cũng là bạn học của mình thế nào cũng phải có liên quan. Diệp Lâm, cậu điên rồi hả? Lư Sơ Tuyết hét chói tai, giống như Diệp Lâm không phải đánh cậu Cát, mà là đánh cô ta vậy. Cô ta vốn định nịnh bợ cậu Cát và nhà họ Cát, để bước vào giới thượng lưu thương giới Yến Kinh. Kết quả, ngay bước đầu tiên Su Dần đã không chịu phối hợp, tiếp theo là Diệp Lâm ra tay đánh cậu Cát. Cái loại bạn học gì thế này? Sao cứ kéo chân sau cô ta mãi thế? Diệp Lâm mặc kệ những người khác, lạnh lùng cảnh cáo cậu Cát, mày có nghe tao nói hay không? Nghe rồi, cậu Cát gật đầu liên tục như gà mổ thóc, mau buông tay đi. Tay của tôi sắp gấy rồi. Răng rắc. Khoảnh khắc Diệp Lâm buông tay ra, cổ tay của cậu Cát cuối cùng vẫn bị bẻ gấy. Ai cậu Cát hét thảm một tiếng, lùi ra sau liên tục. Cút, Diệp Lâm lạnh lùng quát lớn,
mày, cậu cắt nắm cổ tay lùi ra đến một khoảng cách an toàn mới giận dữ nói, mày chờ cho tao. Mày dám bẻ gãy cổ tay tao, tao sẽ không tha cho mày. Đây chính là tòa nhà phú quý, là địa bàn của nhà họ Cát. Dám ở địa bàn của mình bẻ gãy cổ tay mình. Cậu Cát thề nếu không báo thù là sẽ không làm người. Thấy dáng vẻ chật vật bỏ đi của cậu Cát, các bạn học đều sợ ngây người. Diệp Lâm, điên thật rồi, ngay cả cậu Cát mà cũng dám đánh, còn bẻ gãy cổ tay người ta nữa. Xem ra là ngồi không 5 năm tù rồi, có khi cậu ta sẽ vì chuyện lần này mà bị bắt đi tù thêm mấy ngày nữa. Cậu ta đánh cậu Cát mà, nhà họ Cát làm gì chịu. Bỏ cùa, chúng ta có nên bỏ đi trước hay không? Lỡ như lát nữa liên lụy đến chúng ta thì làm sao bây giờ? Ai có thể chịu nổi lửa giận của nhà họ Cát? Một vài bạn học nhát gan thấy tình huống không ổn, sợ liên lụy đến mình, định đi về trước. Nhưng khi ra tới cửa phòng, bọn họ phát hiện đã có vài tên bảo vệ chặn đường. Cát Tổng phân phó người trong phòng tạm thời không được ra ngoài. Chờ khi Cát Tổng đến lại xử lý. Hừ, các cô cậu đúng là to gan, ngay cả cậu út nhà họ Cát chúng tôi cũng dám đắc tội. Lúc nãy cậu Cát đi, đã dặn dò bảo vệ tòa nhà chặn cửa phòng kia, vì sợ Diệp Lâm bỏ trốn. Đám bảo vệ tới đây, bất chấp tất cả mà đi chặn mọi người, chờ cậu Cát quay lại xử lý. Xem chuyện tốt cậu làm kia. Mọi người không nhịn được bắt đầu oán trách, đổ lỗi. Có điều, chuyện đã đến nước này rồi, dù có nói gì thì cũng đã muộn. Xong rồi, lớp trưởng Đồng Kiến mất hồn mất vía, lần này tôi bị cậu hại chết rồi. Người khác còn đỡ, chỉ có Đồng Kiến anh ta là đang đi làm trong tập đoàn gia tộc nhà họ Cát. Xảy ra loại chuyện này rồi, anh ta còn có thể làm được trong tập đoàn nhà họ Cát nữa hả? Susan, cậu cứ phải dẫn cậu ta tới, cậu xem cậu ta làm chuyện tốt gì kìa. Lư Sơ Tuyết sốt ruột đến mức phát khóc. Không chỉ không quen biết đại lão có tiền có thế, ngược lại còn đắc tội một người. Chuyện này gần như đã cắt đứt giấc mộng hào môn của cô ta. Lúc này, Susan cũng hồi hồn lại từ cơn hỗn loạn mới vừa rồi. Diệp Lâm, cảm ơn cậu đã giúp tôi. Susan khác với những người khác, cô nói lời cảm ơn với Diệp Lâm, khiến đám bạn học ngây người, thậm chí chọc giận đám bạn học. Hoa Khôi Susan, cậu cũng điên rồi hả? Cậu thế mà lại đi cảm ơn cậu ta? Bọn tôi sắp bị cậu ta hại chết rồi kìa. Susan nói với vẻ đúng mực, vừa rồi cậu cắt buộc tôi phải đi, các cậu đều trơ mắt ra nhìn. Còn có người nối giáo cho giặc, đẩy tôi ra bên ngoài. Nói tới đây, Susan bất mãn mà nhìn về phía Lư Sơ Tuyết. Cô bạn thân kia của mình đẩy mình vào trong hố lửa đây mà. Tớ chỉ vì tốt cho cậu thôi, Lư Sơ Tuyết không phục mà nói. Tốt cho tớ hả, Susan hừ lạnh, vừa rồi Diệp Lâm làm vậy cũng là vì tốt cho tớ. Đương nhiên là tớ phải cảm ơn cậu ấy rồi. Cậu, Lư Sơ Tuyết nghẹn lời, hai cậu đều điên hết rồi. Lúc này, Diệp Lâm bình tĩnh ngồi xuống lần nữa, rót cho mình một ly nước, nhấp một ngụm nhỏ, lạnh nhạt nói, mọi người đừng sợ. Diệp Lâm tôi làm tôi gánh, sẽ không liên lụy đến các cậu. Cứ để tên họ Cát kia đi gọi người đi, tốt nhất là gọi đám đại lão trong miệng cậu ta tới đây. Tôi muốn xem thử ai dám động đến tôi. Lớp trưởng Đồng Kiến nghe vậy thì khó tin mà nhìn về phía Diệp Lâm, điên rồi. Cậu điên thật rồi. Chỉ một nhà họ Cát thôi cũng đủ để đè chết cậu. Thế mà cậu còn muốn thấy hết đám đại lão. Giờ phút này, cậu Cát kéo tay bị gấy, đi đến một phòng bao khác, nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi, giọng của ông Cát truyền ra ngoài. Bởi vì Diệp Lâm chưa đến, cho nên bầu không khí trong phòng bao khá là thoải mái, có thể tự do đi lại. Ông nội, cậu Cát vừa vào phòng bao liền khóc lóc kể lể. Anh ta kể hết mọi chuyện mới vừa xảy ra lại một lần. Ông Cát thấy đứa cháu trai út mà mình yêu thương nhất bị người ta bẻ gãy cổ tay thì giận tím cả mặt. Hay cho một thằng nhãi danh kiêu căng, dám lên mặt tại địa bàn nhà họ Cát bọn tôi. Ông Cát thầm nghĩ ngày hôm nay bị sao vậy? Đầu tiên là có một Diệp tiên sinh làm ẩm nơi đây. Tiếp theo lại xuất hiện một thằng nhãi danh kiêu căng bẻ gãy cổ tay của cháu trai mình. Những năm qua, có khi nào nhà họ Cát phải chịu nhục nhã như vậy chứ? Ông Cát thầm nghĩ, tôi đấu không lại cao nhân như Diệp tiên sinh, chẳng lẽ còn đấu không lại một thằng nhãi danh dám lên mặt ở đây hay sao? Các vị, xin lỗi, tôi có chuyện ra ngoài một lát. Ông Cát đứng dậy, khi nào Diệp tiên sinh đến, giúp tôi nói với Diệp tiên sinh là tôi sẽ quay lại ngay. Ông Cát định dẫn người đi giải quyết nhanh rồi về. Ừ, ông Cát cứ đi đi. Đám người còn lại sôi nổi đáp.
Sau khi người nhà họ cắt đi hết rồi, trong phòng bao lại rơi vào im lặng. Lúc này, Thôi Hữu Lượng nhà họ Thôi đột nhiên nói, Diệp tiên sinh còn chưa đến hả? Đúng vậy, Diệp tiên sinh nói là đi gặp bạn học mà sao đi lâu quá vậy? Đám người còn lại bàn tán xôn xao. Cậu Cát mới nói là đám người họp lớp bên kia bẻ gãy cổ tay của cậu ta. Lúc này, Thôi Hữu Lượng nghĩ qua nghĩ lại, các ông nói. Người ra tay có khi nào là Diệp tiên sinh hay không? Cái gì? Nghe vậy, mọi người đều không nhịn được hít hà một hơi. Không bao lâu sau, cậu Cát dẫn theo một đám người nhà họ Cát, theo sau là một đám bảo vệ, mình mông cuồn cuộn đi về phía bên này. Ông cụ Cát cũng tới nữa hả? Lớp trưởng Đồng Kiến đang đi làm tại tập đoàn nhà họ Cát, tất nhiên là quen biết mọi người trong nhà họ Cát. Khi thấy lão gia chủ nhà họ Cát cũng tới, Đồng Kiến toát mồ hôi đầm đìa, thầm nghĩ lần này chơi quá trớn rồi. Không chỉ có nhà họ Cát, mà ngay sau đó, đám người nhà họ Thôi không yên lòng cũng sôi nổi đi theo. Khi thấy tộc trưởng năm đại gia tộc và một đám con cháu tầng lớp quản lý đều đến đây, Đồng Kiến sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, đồng thời cực kỳ hối hận. Là thật sự, tầng lớp quản lý của năm đại gia tộc thật sự đang tụ họp ở một phòng bao khác. Loại cơ hội kết bạn nghìn năm có một thế này, không chỉ có không có, mà còn đắc tội đến nhà họ Cát nữa. Đồng Kiến quay lại phòng bao, thấy Diệp Lâm cứ như bình thường, ngồi ngay ngắn tại chỗ, vừa trò chuyện vui vẻ với Susan vừa thảnh thơi uống trà. Đồng Kiến thấy vậy thì giận tím cả mặt. Cậu Cát đã dẫn người tới rồi. Đúng như mong muốn của cậu, đám đại lão kia cũng lục tục đến đây. Tôi muốn xem thử cậu sẽ ứng phó thế nào cho xong chuyện. Các bạn học thấy vậy thì sôi nổi tránh sang một bên, tránh Diệp Lâm như là tránh ôn thần. Trong nhất thời, chính giữa phòng bao trống không một khoảng lớn, chỉ có Diệp Lâm và Susan thản nhiên mà ngồi. Diệp Lâm, thật sự là không thành vấn đề hả? Tuy rằng Susan trò chuyện với Diệp Lâm, nhưng mà trong lòng Susan cũng không nắm chắc. Rốt cuộc thì bọn họ đang ở trên địa bàn của nhà họ Cát. Chẳng lẽ còn có thể giống hai lần trước, đối phương vì nể mặt Diệp Lâm nên không dám lỗ mãng. Một nhà họ Triệu và một nhà họ Tô cũng đủ để Susan cảm thấy khó tin rồi. Cô không dám tưởng tượng nếu thêm một nhà họ Cát nữa thì sẽ thế nào. Yên tâm đi, có tôi đây rồi Diệp Lâm vẫn cứ bình tĩnh ung dung, bế nghệ thiên hạ, giống như là đế vương khống chế toàn cục. Lúc bọn họ đang nói chuyện, cậu Cát đã dẫn người vào phòng. Ông nội, chính là thằng nhãi danh kia. Cậu Cát nổi giận đùng đùng tách mọi người ra, chỉ thẳng vào Diệp Lâm. Lớp trưởng Đồng Kiến thấy vậy thì vội vàng phụ họa, Diệp Lâm, cậu còn dám ngồi hả? Mau quỳ xuống xin lỗi nhà họ Cát đi. Lư Sơ Tuyết cũng nhân cơ hội đứng ở đối diện phụ họa, Diệp Lâm, mau quỳ xuống xin lỗi. Trong nhất thời, không khí bên trong phòng bao cực kỳ căng thẳng. Diệp Lâm và Susan dường như trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người. Ngay cả bạn học của bọn họ cũng chủ động đứng ở mặt đối lập với bọn họ. Quỳ xuống, xin lỗi. Đối mặt với tiếng la hét chói tai, Diệp Lâm mỉm cười, từ từ ngẩng đầu lên nhìn ông cụ Cát một cái. Chỉ một cái nhìn kia đã khiến ông cụ Cát sợ tới mức chân cẳng mềm như quỳ xuống. Ông nội, ông bị sao vậy? Cậu Cát vội vàng đỡ ông nội mình, nếu không thì ông cụ đã quỳ xuống thật rồi. Ngay sau đó, ông cụ Cát dụi mạnh mắt mình, hít hà một hơi, nhận ra được là hiểu lầm rồi. Diệp tiên sinh. Ông cụ Cát giấy ra khỏi tay cháu trai, bước lên khom lưng, nói, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Diệp tiên sinh, nghe cách xưng hô kia và cả dáng vẻ khom lưng xin lỗi của ông cụ Cát, đám người ở hiện trường đều giật mình há to miệng. Diệp tiên sinh, lớp trưởng Đồng Kiến trợn mắt há hốc mồm, giống như là gặp quỷ. Tên tội phạm lao động cải tạo Diệp Lâm kia trở thành Diệp tiên sinh khi nào vậy? Nếu là người khác gọi là Diệp tiên sinh thì cũng bình thường thôi, rốt cuộc thì đây chỉ là một xưng hô bình thường. Nhưng ba chữ Diệp tiên sinh được nói ra từ trong miệng gia chủ nhà họ Cát thì lại mang một ý nghĩa khác. Người có thể khiến cho ông cụ nhà họ Cát gọi là tiên sinh chắc chắn là phải có thân phận hơn người. Huống chỉ ông cụ Cát còn tự mình khom lưng xin lỗi, khiến người ta càng thêm khó tin hơn nữa. Diệp tiên sinh, Lư Sơ Tuyết mở to hai mắt nhìn, nín thở, giật mình như bị người ta bóp chặt cổ họng, không phải là anh ta từng ngồi tù 5 năm sao? Sao có thể quen biết loại đại lão tầm cỡ gia chủ nhà họ Cát chứ? Có phải là nhận sai người rồi không? Ngay lúc mọi người ở hiện trường đều có loại suy nghĩ này. Diệp tiên sinh, là Diệp tiên sinh đấy hả? Diệp tiên sinh, chúng tôi tới muộn rồi. Nhà họ Thôi dẫn đầu mọi người lục tục đi vào phòng.
thấy Diệp Lâm ngồi ngay ngắn bên kia thì vội vàng đi lên chào hỏi. Sự suy đoán mới vừa rồi của Thôi Hữu Lượng lại trở thành sự thật. Nhà họ Thôi, nhà họ Tô, nhà họ Thường, nhà họ Đàm. Thấy một đám cụ già hoặc ông tổng của các đại gia tộc đều chủ động đi lên chào hỏi Diệp Lâm, lớp trưởng Đồng Kiến và các bạn học khác đều bị sốc cực kỳ. Nếu không phải có Đồng Kiến miễn cưỡng có thể nhận ra hơn phân nửa người trong tầng lớp quản lý các đại gia tộc, thì dù là ai khi nhìn thấy cảnh tượng khó tin thế này, đều sẽ cho rằng bọn họ là diễn viên quần chúng do Diệp Lâm thuê. Chứ sao có thể là thật sự được? Chỉ một nhà họ Cát cũng đủ để người ta chấn động rồi. Lại thêm 4 gia tộc khác nữa. Vậy là có một nửa gia chủ của 10 đại gia tộc Yến Kinh ở đây, đồng thời chào hỏi Diệp Lâm. Cái trò cười quốc tế gì vậy? Ngay cả Susan ngồi bên cạnh cũng ngạc nhiên mà nhìn về phía Diệp Lâm, không thể tin nổi rằng nhân mạch của anh lại rộng như thế. Có một nửa trong 10 đại gia tộc nổi tiếng đều cung kính với anh. Giờ phút này, cả người cậu Cát đều bị sốc đến mức dường như hóa đá. Vừa rồi thấy hành động khác thường của ông nội, anh ta còn tưởng rằng ông nội già cả mắt mờ nhận sai người rồi. Anh ta còn chưa kịp sửa đúng thì các ông cụ của các đại gia tộc khác đều lục tục đi vào, chủ động khom lưng chào hỏi Diệp Lâm giống như là ông nội mình. Dù thế nào thì cũng không thể có chuyện tất cả mọi người cùng nhau nhận sai người. Lúc này, cậu Cát bị kẹp ở giữa, giống như là bị đặt trên lò nướng, cả người cực kỳ khó chịu. Trong nhất thời, hiện trường rơi vào im lặng, các bạn học của Diệp Lâm đều bị chấn động đến mức không thở nổi. Còn 5 đại gia tộc kể cả nhà họ Cát thì đều cảm thấy lo sợ không yên. Sợ Diệp tiên sinh nổi giận, sợ không thể dập tắt lửa giận của Diệp tiên sinh. Ông nội, cậu Cát khó khăn mở lời, vừa định hỏi mình nên làm sao bây giờ, chỉ tiếc là hiện trường không có khe đất để mình chui vào. Bốp, ông cụ Cát trở tay tát mạnh một cái lên mặt cháu trai. Cái thằng bất hiếu này, sao lại dám đắc tội Diệp tiên sinh vậy hả? Còn không mau quỳ xuống xin lỗi Diệp tiên sinh. Cậu Cát bị ông nội mình tát một cái lảo đảo cả người, đầu óc trống rỗng. Đến tận lúc này, anh ta còn chưa hiểu ra sao về những gì đang xảy ra trước mắt. Quỳ xuống. Ông Cát lại quát lên. Cậu Cát sợ tới mức run rẩy, bịch một tiếng, quỳ xuống. Cậu Cát, quỳ rồi. Cái cảnh tượng khó tin kia lại đánh sâu vào trong lòng mọi người ở đây. Lư Sơ Tuyết sợ ngây người. Tất cả bạn học cũng sợ ngây người. Đám người vốn cho rằng Diệp Lâm chết chắc rồi, dù có nằm mơ cũng không ngờ rằng đến cuối cùng người quỳ chính là cậu Cát. Mẹ nó không khoa học một chút nào. Cái thằng bất hiếu này, chẳng lẽ cháu không biết khách quý mà chúng ta mở tiệc chiêu đãi lần này chính là Diệp tiên sinh hay sao? Ông Cát cực kỳ đau đớn trách mắng, cháu thế mà dám động đến người bên cạnh Diệp tiên sinh. Đôi mắt chó của cháu mù rồi hải. Dứt lời, ông Cát đạp mạnh lên người cháu trai, đạp anh ta ngã lăn xuống đất. Đương nhiên, ông Cát nói những lời kia cũng là vì cố ý giải thích cho Diệp Lâm nghe, gỡ tội cho cháu trai mình. Nhà họ Cát vốn dĩ chỉ có ý tốt, muốn tìm vài người đẹp tiếp khách, kết quả là ngay cả loại chuyện nhỏ này mà cháu trai của ông ta cũng làm không xong. Đi! Tìm người quen của Diệp Lâm. Đây là điển hình của không chụp được mông ngựa, mà chụp trúng chân ngựa, rồi tự gánh hậu quả. Mọi người ở hiện trường lại một lần nữa bị sốc khi nghe những lời nói kia của ông Cát. Hóa ra hôm nay 5 đại gia tộc tụ tập mở tiệc chiêu đãi khách quý, mà khách quý chính là Diệp Lâm. Susan chợt hiểu ra, cô vốn dĩ còn cảm thấy lạ khi Diệp Lâm tìm đến đây. Bởi vì tối qua cô nói tin tức họp lớp với Diệp Lâm đã từ chối rồi, cho nên cô không nói vị trí cụ thể. Kết quả hôm nay mình vừa tới liền gặp được Diệp Lâm. Cô còn tưởng rằng là người bạn nào đó báo với Diệp Lâm. Hóa ra Diệp Lâm muốn đi dự tiệc chiêu đãi long trọng của 5 đại gia tộc. Ngay cả cậu Cát cũng trợn mắt há mồm, mặt mày đầy vẻ ngạc nhiên. Lúc này anh ta mới hiểu được mình gây ra chuyện lớn thế nào, thảo nào ông nội nổi giận như vậy, thậm chí không tiếc ra tay đánh mình. Thật ra thì nếu là khách bình thường, cho dù có một chút hiểu lầm, cùng lắm là tự phạt 3 ly, mọi người cùng cười ha ha là xong rồi, thật sự không đến mức phải quỳ xuống dập đầu xin lỗi, rốt cuộc nhà họ Cát cũng cần mặt mũi. Có điều, Diệp Lâm không phải là khách bình thường. Nói dễ nghe là khách khứa, chứ thực tế thì lại là chủ nhân và tôi tớ. Chỉ với dấu vết địa ngục bất tử mà Diệp Lâm khắc vào trong đầu đám quản lý các đại gia tộc thôi cũng đủ khiến bọn họ sợ hãi rồi. Ông Cát sợ người nhà đắc tội Diệp Lâm, sẽ bị Diệp Lâm trừng phạt, tra tấn ngày ngày đêm đêm, chắc cái mạng già của ông ta cũng mất luôn. Lúc này, mọi người xung quanh cũng nhận ra điểm này, cực kỳ chấn động.
Rốt cuộc Diệp Lâm là khách khứa cấp bậc gì mà cần cậu cắt phải quỳ xuống xin lỗi? Và rốt cuộc tình huống này là sao? Mọi người không dám tin rằng gia chủ nhà họ cắt lại hèn mọn, sợ hãi một người trẻ tuổi như thế. Diệp tiên sinh, đều là tôi sai. Tôi thật sự không biết. Cậu cắt mồ hôi đầy đầu, run rẩy giải thích. Tôi đã nói với cậu rồi. Giọng nói lạnh lùng của Diệp Lâm vang lên, tôi đã bảo nhà họ cắt các cậu không cần tự ý quyết định. Tôi không cần người tiếp rượu. Nghe vậy, cậu cắt lại run rẩy cả người. Khi ấy, anh ta nào suy nghĩ đến điểm này, cứ tưởng rằng Diệp Lâm chỉ đang nói mạnh miệng mà thôi. Ai ngờ Diệp Lâm lại là vị đại lão thần bí mà năm đại gia tộc muốn chiêu đãi. Ông nội và cha đã từng nhắc mình nhiều lần là một khi đắc tội anh ta, hậu quả là không thể tưởng tượng nổi. Kết quả sợ chuyện gì xảy ra chuyện đó, nhiệm vụ đầu tiên mình được nhận, lại bị mình làm hỏng. Tôi đáng chết, đáng chết. Cậu cắt cực kỳ sợ hãi, bắt đầu tự tát mình để tỏ thành ý. Đầu là tôi xêu. Xin Diệp tiên sinh bớt giận, tha cho tôi đi. Diệp Lâm tiếp tục nói, nếu tôi chấp nhặt với cậu thì cậu đã là một thi thể từ lâu rồi. Tôi bẻ gấy một tay của cậu có phục không? Phục phục, cậu cắt vội vàng gật đầu, là tôi xứng đáng, là tôi gieo gió gặt bão. Diệp Lâm vung tay lên, cút đi. Nghe vậy, cậu cắt vừa mừng vừa sợ, cảm ơn Diệp tiên sinh. Cảm ơn Diệp tiên sinh. Dứt lời, cậu cắt nhanh chóng đi ra ngoài, nặng nề mà thở hắt ra, cả người đều thấm đẫm mồ hôi lạnh. Ông cắt thấy cháu trai mình thoát thân thì cũng thầm thở phào. Nhưng một câu nói tiếp theo của Diệp Lâm lại suýt nữa dọa ông ta ngất xỉu. Lớp trưởng, lúc nãy cậu nói muốn sắp xếp cho tôi làm bảo vệ ở đây hả? Diệp Lâm cười như không cười hỏi, vừa lúc gia chủ nhà họ cắt ở đây, cậu hỏi thử xem ông ta có dám thuê tôi không? Nghe vậy, lớp trưởng Đồng Kiến ngẩn người. Ông cụ cát cũng ngẩn người. Để Diệp tiên sinh, ở đây làm bảo vệ. Mẹ nó là tên ngu nào đưa ra đề nghị này vậy? Muốn hại chết cả nhà họ cát của ông ta hay sao? Diệp, lớp trưởng Đồng Kiến không biết phải đối mặt với Diệp Lâm như thế nào, thậm chí ngay cả cách xưng hô cũng do dự cả buổi, Diệp tiên sinh. Tôi không có ý đó. Diệp Lâm cười cười, lười đi so đo với anh ta, đứng dậy đi ra ngoài. Diệp tiên sinh, tiệc rượu đã chuẩn bị xong rồi, chỉ còn chờ cậu vào bàn thôi. Ông cát vội vàng khom lưng mời. Ừ, Diệp Lâm gật đầu. Rồi nói với các bạn học ở đây, mọi người từng là bạn học, hôm nay tôi đến đây chỉ vì gặp mặt các cậu một lần. Các cậu từ từ chơi, tôi đi trước đây. Nghe vậy, các bạn học lộ ra đủ loại cảm xúc. Có kính sợ, có áy náy, có hối hận, còn có nhiều cảm xúc khác nữa. Ai trong bọn họ cũng không ngờ rằng buổi gặp gỡ ngắn ngủi lúc nấy của Diệp Lâm và bọn họ chính là một khoảng thời gian quý giá. Tiếc là tất cả bọn họ đều bỏ lỡ cơ hội lần này. Là cơ hội nghìn năm mới có một hàng thật giá thật. Lúc này, Diệp Lâm nói với Susan, theo tôi qua bên kia ăn cơm đi. Ừ, Susan cũng không nghĩ nhiều, lập tức đứng dậy đi theo Diệp Lâm. Lư Sơ Tuyết thấy vậy thì trong mắt hiện lên vẻ giận dữ. Cô ta do dự vài giây, lúc hai người sắp ra khỏi phòng thì cũng đi theo. Susan, Lư Sơ Tuyết cười nịnh nọt, chủ động sắp lại gần, dẫn tớ đi theo đi. Cô ta không dám nhờ Diệp Lâm. Đành phải xuống tay từ chỗ Susan dễ nói chuyện, chỉ mong mượn cơ hội lần này bước vào trong cái giới kia. Vì đạt được mục đích, cô ta có thể từ bỏ một số thứ, ví dụ như tôn nghiêm, ví dụ như thân thể. Không đợi Susan trả lời, Diệp Lâm đã lên tiếng trước, không khách sáo một chút nào, lúc nãy tôi đã nói với cô rồi, đừng lãng phí tâm tư, dù cô có đi cũng sẽ bị đuổi trở về thôi. Tôi chỉ mời một mình Susan, cô đừng tự mình đa tình. Diệp Lâm vừa dứt lời. Ông cụ cắt liền nháy mắt ra hiệu cho bảo vệ hai bên. Đám bảo vệ liền đẩy Lư Sơ Tuyết trở về phòng. Cậu, Lư Sơ Tuyết cực kỳ xấu hổ và giận dữ. Cô ta dùng mọi tâm tư để bước lên trên thì lại không có cơ hội. Còn Susan không muốn đi, đến cuối cùng lại được mời đi. Diệp Lâm và Susan nhanh chóng đi sang một phòng bao khác rộng thoáng và xa hoa hơn nữa. Bọn họ vừa ngồi xuống, ông cắt còn chưa kịp nói gì thì đã bị cấp dưới gọi ra ngoài. Nói là có chuyện quan trọng cần báo cáo. Cái gì? Ông cắt đi ra ngoài, nghe cấp dưới nói xong thì giật nảy mình. Sao bọn họ lại mời bà cô kia tới chứ? Ông cụ cắt đi nhanh ra đại sảnh lầu 1, ông ta nhìn ra ngoài, cảm thấy tê dại ra đầu. Đúng là vừa ấn quả bầu xuống thì cái gáo lại trồi lên. Mới vừa dàn xếp bên Diệp tiên sinh xong thì lại có một vị đại thần không thể trêu vào đến. Kim đại nhân,
cơn gió nào thổi cô đến đây vậy? Ông cụ cắt thay vẻ mặt tươi cười, căng ra đầu đi lên chào hỏi. Giờ phút này, bên ngoài tòa nhà, một đám thị vệ mặc đồng phục cẩm y vệ đứng thành hai hàng. Dẫn đầu là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, ngẩng đầu ưỡn ngực, trấn trụ toàn trường. Cô ta chính là Kim Lũ Y, chỉ huy sứ Yến Kinh. Cậu Cát đứng trước mặt Kim Lũ Y, tuy rằng trong lòng ham muốn sắc đẹp của cô ta, nhưng ngoài mặt lại không dám thất lễ, liên tục cười nịnh, chờ ở một bên. Ông cháu nhà họ Cát dù có quyền quý, thì cũng chẳng thể nào so được với chỉ huy sứ Yến Kinh tam phẩm. Nghe nói ở đây có án mạng, ông chủ Cát, tôi đang định hỏi ông là chuyện gì đây? Kim Lũ Y một tay đè chuôi đao treo bên hông, lạnh lùng hỏi. Ánh mắt sắc bén đảo quanh toàn trường, khiến cho mọi người không nhịn được cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt kia. Nghe vậy, ông Cát hơi ngẩn người, sau đó trừng cháu trai mình một cái, thầm nghĩ lại là thằng nhãi này tự ý làm ra chuyện tốt. Lúc này, cậu Cát nhăn nhó khuôn mặt, thật sự không ngờ là chuyện lại phát triển đến bước này. Theo tính toán của anh ta sẽ dạy dỗ Diệp Lâm một trận, rồi tống Diệp Lâm vào trong tù, nhốt 1-2 năm làm Diệp Lâm chịu chút đau khổ. Ai bảo Diệp Lâm dám bẻ gãy cổ tay của anh ta? Nhưng khi Diệp Lâm biến thành Diệp tiên sinh không thể đắc tội, cậu Cát chỉ có thể nuốt hết nỗi hận bị bẻ gãy cổ tay vào trong lòng. Anh ta tuyệt đối không ngờ rằng phía chính phủ lại phái Kim Lũ Y đi điều tra chuyện này. Chơi vậy là chơi không vui nữa rồi. Cậu Cát đương nhiên không dám để Kim Lũ Y đi vào bên trong điều tra. Lỡ như để Diệp tiên sinh biết mình ngầm báo quan đi bắt Diệp tiên sinh thì chuyện sẽ lớn hơn nữa. Kim đại nhân, chỉ là hiểu lầm. Ông cụ Cát vội vàng giải thích, tất cả chỉ là tin đồn mà thôi. Là ai trong các cậu đi tung tin đồn hả? Còn làm phiền Kim đại nhân ra mặt nữa. Ông cụ Cát trách mắng đám bảo vệ, còn không mau xin lỗi Kim đại nhân. Đám bảo vệ và đám nhân viên rất vô tội, thầm nghĩ là cậu Cát báo quan cơ mà, chúng tôi chẳng biết cái gì cả. Xin lỗi, Kim đại nhân, là do chúng tôi chưa hiểu rõ tình huống, thật sự chỉ là hiểu lầm thôi. Dưới ánh nhìn giận dữ của ông Cát, đám nhân viên bảo vệ cũng sôi nổi phụ họa, chủ động nhận sai. Hiểu lầm hả? Kim Lũ Y cười lạnh, rồi chợt nắm cổ tay bị gãy của cậu Cát. A, à, đau, đau, cậu Cát đau nhè răng nhếch miệng. Tay của anh đang yên lành sao lại thành thế này? Kim Lũ Y xem kỹ cổ tay bị gãy của cậu Cát, đây không phải là vết thương bình thường. Võ thuật của Kim Lũ Y đến từ quyền pháp trong quân. Trong vật lộn, tất cả các tướng sĩ đều thành thạo kỹ năng bẻ cơ và xương bằng một tay, có thể dùng để đánh kẻ địch, bẻ gãy tay chân kẻ địch, khiến kẻ địch nhanh chóng mất đi sức chiến đấu. Kim Lũ Y nhận ra vết thương trên cổ tay cậu Cát chính là kỹ năng bẻ cơ và xương trong quân, người bình thường không thể nào làm được. Là tôi sơ ý làm mình bị thương, cậu Cát căng ra đầu trả lời. Hừ, Kim Lũ Y hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn tốt tính định nối xương lại cho anh ta. Có kỹ năng bẻ xương, tất nhiên cũng sẽ có kỹ năng nối xương, hai kỹ năng bổ sung cho nhau. Có điều, Kim Lũ Y nắn qua nắn lại, khiến cậu Cát đau đến mức la hét bậy bạ, suýt nữa là ngất xỉu. Kim Lũ Y ngạc nhiên phát hiện rằng thương thế mà đối phương để lại tinh vi hơn cả tưởng tượng của cô ta. Lực bẻ vừa phải, giống như đầu bếp chặt thịt, chặt đúng mỗi một khớp xương. Ngay cả Kim Lũ Y cũng không thể nối xương lại như cũ. Vết thương cổ tay của cậu chỉ có thể phẫu thuật thôi. Kim Lũ Y buông tay, nói với giọng điệu xin lỗi. Cậu Cát nghe vậy thì giận run cả người. Cô không chữa được thì chữa bậy làm gì vậy? Có cảm giác vết thương nặng hơn rồi, chỉ mong đừng để lại tật gì. Khụ khụ, Kim Lũ Y xấu hổ ho khan, nói sang chuyện khác. Người ra tay có thực lực không kém gì tôi. Rốt cuộc là mấy người động đến ai vậy? Đừng sợ hãi, cứ can đảm nói ra, tôi sẽ giải quyết cho mấy người. Dứt lời, mặt mày Kim Lũ Y trở nên nghiêm túc, dáng vẻ sẵn sàng ra trận. Đôi tay vô thức đè xuống chuôi đao, kiểu như có thể ra tay bắt người bất cứ lúc nào. Không có không có. Ông Cát vội vàng phủ nhận, nếu Diệp Lâm không có gieo nguyền rủa địa ngục bất tử cho nhà họ Cát, thì có khi ông Cát sẽ thật sự suy xét xem có thể mượn tay đội cận vệ Yến Kinh đi đối phó Diệp Lâm hay không. Ở dân gian, Kim Lũ Y có tiếng là nữ võ thần, là học trò của chiến thần U Châu, là thần bảo vệ của Yến Kinh. Dù Diệp Lâm có giỏi đánh nhau hơn nữa, thì chắc gì có thể so được với Kim Đại Nhân chỉ huy sứ đội cận vệ Yến Kinh. Có điều, vì có uy hiếp đến từ địa ngục bất tử, ông Cát chỉ có thể ngậm bồ hòn, không dám gây lớn chuyện, cũng không dám đi tìm giúp đỡ. Kim Đại Nhân, thật sự chỉ là hiểu lầm,
chứ chẳng có cái gì cả. Thấy ông Cát muốn nói lại thôi, hiển nhiên là có băn khoăn, có thể thấy được là vị cường giả ra tay kia cực kỳ mạnh, thế mà lại có thể chặn miệng cả nhà họ Cát. Ừ, là chính ông nói như vậy đấy. Kim Lũ Y gật đầu, nếu mấy người không cần tôi giúp đỡ, thì khi xảy ra chuyện cũng đừng trách tôi. Không trách không trách, ông Cát lắc đầu liên tục, sẽ không sao đâu, xin Kim Đại Nhân yên tâm. Nếu đối phương lựa chọn một sự nhịn chín sự lành, Kim Lũ Y cũng không tiện nói thêm gì nữa, càng không tiện xông thẳng vào trong. Cô ta phất tay một cái rồi dẫn đội đi. Mới ra khỏi tòa nhà một đoạn, Kim Lũ Y hỏi trợ thủ bên cạnh, anh nói hôm nay tên kia cũng đến tòa nhà Phú Quý. Vâng, trợ thủ vội vàng trả lời, nghe nói là họp lớp cấp 3. Họp lớp hả? Kim Lũ Y hừ lạnh, anh ta có mặt mũi đến loại trường hợp kia hả? Kim Lũ Y nghĩ thầm, nếu đổi lại là mình đi ở tù 5 năm, thì làm gì còn mặt mũi đi gặp bạn học và giáo viên ngày xưa? Quả nhiên loại người ác độc như anh ta là không có đạo đức và ý thức xấu hổ như người bình thường. Ai ra, tiếc là dạo này Yến Kinh có chút không yên ổn, có rất nhiều cao thủ tụ tập nơi đây. Kim Lũ Y hít sâu một hơi, chờ qua khoảng thời gian bận rộn này, tôi sẽ tranh thủ đi đối phó tên kia. Nghĩ đến Hạ Long Môn có Long Vương mới, vị hàng xóm thần bí mà ngay cả cha nuôi cũng khen ngợi, vị thần y chữa khỏi bệnh cho bản thân. Lại thêm vị cao thủ thần bí dọa sợ toàn bộ nhà họ Cát trong tòa nhà Phú Quý vào hôm nay. Nghe nói Hạ Long Vương ở các nơi trên Cửu Châu đều đang đi về phía Yến Kinh. Kim Lũ Y chợt có loại cảm giác nguy cơ mưa gió sắp tới. Kim Đại Nhân, trong bộ đàm chợt truyền đến tiếng báo của cấp dưới. Tên yêu tăng mới bị bắt trong bệnh viện vào mấy ngày hôm trước chịu khai rồi. Ồ, nghe vậy, Kim Lũ Y lập tức đi về. Có thể nói nhà họ Cát đã rất nhiệt tình chiêu đãi Diệp Lâm. Đủ loại món ngon quý hiếm, bày đầy cả bàn, xa xỉ đến cực điểm. Su Dần thấy mà ngây ngẩn cả người. Đây là lần đầu tiên trong đời cô được tham gia bữa tiệc tầm cỡ thế này. Cô thầm tính toán bữa cơm hôm nay phải tốn ít nhất mấy trăm nghìn tệ. Mấy trăm nghìn tệ là mới tính giá nguyên liệu nấu ăn thôi, chứ chưa tính thêm nhân công. Nếu cộng hết lại thì bữa cơm có giá trên trời. Có điều, Diệp Lâm có vẻ cực kỳ bình tĩnh trước những thứ kia. Anh đã vượt qua trình tự hưởng thụ, không còn thích thú với thứ gì, cũng không còn thấy buồn phiền nữa. Dù là rượu ngon món ngon hay là cơm canh đạm bạc, thì anh đều có thể bình tĩnh mà ăn. Bởi vì anh đã từng tu tâm dưỡng tính lúc ở trong tù. Người có được trái tim mạnh mẽ, tất nhiên sẽ không bị những thứ bên ngoài ảnh hưởng. Vậy nên thật sự là phí công khi nhà họ Cát muốn dùng bữa cơm giá trên trời để lấy lòng Diệp Lâm. Vài lượt rượu, vài món ăn qua đi. Tuy rằng bữa cơm hôm nay là nơi tụ tập đại lão năm đại gia tộc, nhưng mà mọi thứ đều được tiến hành rất yên tĩnh. Khi bữa ăn sắp kết thúc, Diệp Lâm yêu cầu năm đại gia tộc chuẩn bị tiền bạc. Ngoài cung cấp tài chính cho tập đoàn Lâm Thị ra, thì cần phải gom thêm một số tiền khổng lồ. Sắp có một cuộc đại chiến xảy ra vào thứ hai tuần sau. Diệp Lâm nói với bọn họ, cần phải chuẩn bị sẵn tiền bạc. Mọi người cùng nhìn nhau, không biết đại chiến trong lời Diệp Lâm là gì. Dù vậy, bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo, chuẩn bị sẵn tiền bạc. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Diệp Lâm vốn định đưa Su Dần trở về, thì lại đột nhiên nhận được điện thoại của Triệu Huyền Đình. Anh Diệp, làm phiền anh một lát, không biết hôm nay anh có rảnh hay không? Về đơn thuốc anh để lại, tôi đã phái người đi tìm các loại dược liệu quý giá cần dùng, cuối cùng cũng có manh mối rồi. Có điều, tôi không hiểu lắm về dược liệu và niên đại, muốn nhờ anh đi xem giúp tôi. Diệp Lâm vừa nghe Triệu Huyền Đình nói là đã tìm được nguồn dược liệu thì lập tức có hứng thú. Rốt cuộc thì dược liệu càng quý giá sẽ càng khó tìm, muốn mua cũng không mua được. Còn rất dễ mua phải hàng giả hoặc là hàng lỗi. Diệp Lâm đưa đơn thuốc cho nhà họ Triệu, chính là vì muốn thông qua các mối quan hệ và nhân mạch của nhà họ Triệu để đi tìm nguồn dược liệu, thuận tiện cho mình mua sắm. Ừ, tôi rảnh, Diệp Lâm lập tức đồng ý, chiều nay tôi sẽ đi cùng cô. Tốt quá đi, nghe Diệp Lâm đồng ý, Triệu Huyền Đình vui vẻ nói, anh Diệp, bây giờ anh đang ở đâu? Bọn tôi lập tức đi qua đón anh. Diệp Lâm nói địa chỉ cho cô ấy biết. Rồi nhờ Tô Cửu Xuyên đưa Su Dần về nhà. Diệp tiên sinh cứ yên tâm, Tô Cửu Xuyên rất kích động, ông ta còn đang lo không tìm thấy cơ hội nịnh bợ cả nhà Su Dần, tôi nhất định sẽ đưa cháu gái tôi an toàn về đến nhà. Tô Cửu Xuyên thầm nghĩ, chờ sau khi đưa Su Dần về nhà, mình cũng có thể nhân tiện đi lên thăm hỏi đứa em họ kia của mình, đến tối lại mời cả nhà bọn họ ăn cơm, để bồi đắp tình cảm. Trong mắt Tô Cửu Xuyên,
Mối quan hệ giữa Susan và Diệp Lâm không xa lạ một chút nào, vừa lúc mình và Susan lại là bà con dòng họ, có thể nhân cơ hội. Gần quan được ban lộc. Sau khi đưa Susan đi được một lát, chiếc xe Audi màu trắng quen thuộc kia từ từ dừng trước mặt Diệp Lâm. Anh Hùng, mau lên xe. Hoa Quốc đống vẫy tay gọi Diệp Lâm. Diệp Lâm không ngờ anh ta cũng đi theo. Sau khi lên xe, Diệp Lâm gặp được một người khiến anh còn bất ngờ hơn nữa. Là ông hả? Diệp Lâm hơi giật mình. Ha ha, nhóc con, cậu còn nhớ tôi không? Ông cụ vuốt nhẹ chòm râu, cười tủm tỉm hỏi. Không, lần này đến lượt Triệu Uyển Đình ngạc nhiên, ông nội, ông và anh Diệp quen nhau hả? Ông cụ cười gật đầu, từng gặp mặt một lần. Ông cụ chính là Vương Phàm, từng là giáo đầu dạy thương bổng ở đội thị vệ Yến Kinh, tới khi về hưu rồi lại được nhà họ Triệu mời đi làm. Ngày ấy ông Triệu phái Vương Phàm đi tìm Hắc Long báo thù cho cháu gái. Một tay côn đánh ngã cả Hạ Long Môn, không ai có thể cản được. Cuối cùng phải nhờ Diệp Lâm ra tay mới có thể ổn định tranh chấp. Ông Triệu không nói cho cháu gái Triệu Uyển Đình nghe về lần đánh nhau giữa nhà họ Triệu và Hắc Long, vậy nên cô không hề biết rằng hai người không chỉ từng gặp mặt, mà còn từng đánh nhau một trận. Vậy hả, nghe vậy, Hoa Quốc đống cười nói, trùng hợp quá đi, mọi người đều quen biết nhau. Anh Hùng, Vương giáo đầu đã từng là giáo đầu dạy thương bổng cho 10 vạn cấm quân Yến Kinh. Thực lực chỉ đứng sau chiến thần thôi. Vừa lúc anh cũng giỏi đánh nhau, hãy nhân cơ hội nhờ Vương giáo đầu chỉ dạy vài chiêu. Người nói vô tâm, người nghe cố ý. Hoa Quốc đống không biết rằng Diệp Lâm và Vương Phàm giáo đầu đã từng đánh nhau rồi. Thật ra thì ngay cả Triệu Uyển Đình cũng không biết kết quả đánh nhau giữa hai người. Cô chỉ từng nghe ông nội ngẫu nhiên nhắc đến là Vương giáo đầu khen ngợi Diệp Lâm là một cậu trai đáng gờm. Chắc là hai người sẽ không phân thắng thua khi đánh nhau nhỉ. Có lẽ Diệp Lâm sẽ kém hơn một chút. Nghe mấy lời kia, Vương Phàm lập tức hơi xấu hổ. Bảo mình đi dạy một người mạnh hơn mình có khác gì đang nói đùa. Trước mặt đám người trẻ tuổi, Vương Phàm tự giữ thân phận, lại thêm từng tuổi này rồi, đương nhiên là ngại tự mình thừa nhận mình từng thua dưới tay Diệp Lâm. Vương Phàm cười gượng một tiếng. Còn Diệp Lâm chỉ cười chứ không nói gì. Hoa Quốc đống vốn dĩ không biết gì cả, cứ cố gắng nhờ Vương giáo đầu dạy Diệp Lâm vài chiêu. Đương nhiên là anh ta chỉ mang ý tốt, cảm thấy đây là cơ hội hiếm có, muốn nhờ Vương Phàm dạy dỗ Diệp Lâm, với thực lực và ngộ tính của Diệp Lâm thì chắc chắn có thể tiến bộ thêm một bước. Vương giáo đầu, anh bạn anh hùng Diệp này của tôi cũng rất mạnh, chỉ tát một cái là có thể tát bay một người vạm vỡ nặng trăm cân. Chắc là Vương giáo đầu cũng biết Hắc Long ở Yến Kinh hả? Cộng hết hơn 10 tên cấp dưới mạnh mẽ của gã cũng không phải là đối thủ của anh hùng. Anh hùng còn trẻ mà đã có thân thủ như thế. Nếu được Vương giáo đầu dạy dỗ thêm thì quá tốt rồi. Hoa Quốc đống càng nói thì khuôn mặt già của Vương Phàm càng ngại ngùng. Cuối cùng ông ta cũng không nhịn được nữa, quát, tiểu hoa tử, cậu bớt. Nói đi, không ai coi cậu là người câm đâu. Thấy Vương Phàm nổi giận, Hoa Quốc đống thức thời mà câm miệng, thầm nói, đúng là keo kiệt, không dạy thì không dạy đi, nổi giận cái gì chứ. Rất nhanh sau đó, đám người lái xe đến một khu kiến trúc giả cổ. Có loại cảm giác từ đô thị hiện đại hóa xuyên qua đến cổ đại. Kiến trúc nơi đây được xây dựng theo phong cách cổ đại, từ đình đài lầu các đến cây cầu nước chảy, đều được cổ đại hóa một cách tối đa. Bốn người xuống xe, đi bộ hơn 10 phút, đi tới trước một căn nhà 2 tầng. Trước nhà treo một tấm bảng viết 3 chữ to tàng bảo trai. Đây là trung tâm giao dịch bảo vật quý hiếm nổi tiếng ở Yến Kinh. Triệu Uyển Đình giới thiệu đơn giản cho Diệp Lâm nghe. Dù là đồ cổ tranh chữ, hay là thiên tài địa bảo, thậm chí là bất cứ thứ gì bạn cần, đều có thể tìm được ở đây. Trai chủ là người có mối quan hệ cực kỳ rộng và có đủ loại phương pháp. Phật Ngọc lần trước cũng được đấu giá ở đây. Lần này, vì có thể nhanh chóng tìm được tài liệu trên đơn thuốc cứu mạng, Triệu Uyển Đình đã nhờ người tới đây hỏi thăm, và đúng là có tin tức. Có điều, đây là một nơi vàng thau lẫn lộn, lần trước cô suýt chịu thiệt vì chuyện Phật Ngọc. Có bài học lần trước. Lần này ông cụ Triệu phái Vương Phàm đi theo bên cạnh cháu gái, bảo vệ suốt đường đi, để tránh xảy ra sai lầm. Triệu đại tiểu thư, ngại quá, không thể tiếp đón từ xa được. Đám người vừa bước vào cửa hàng, một người đàn ông mập mạp lập tức cười tủm tỉm đi lên chào hỏi. Anh ta có dáng người thấp bé, mặc áo khoác dài, đội mũ quả dưa, đôi mắt khôn khéo lướt nhanh qua đám người, còn nhìn thêm vài lần trên khuôn mặt xa lạ là Diệp Lâm. Đào trưởng quầy. Triệu Uyển Đình cười chào hỏi anh ta. Ây da, Hoa nha nội, Vương giáo đầu, hai vị cũng đến nữa hả,
đúng là rồng đến nhà tôm mài. Đào trưởng quầy nhiệt tình chào hỏi Hoa Quốc Đống và Vương Phàm. Hai người có thân phận tôn quý, tất nhiên là cần phải nghiêm túc chào hỏi rồi. Người anh em, trông cậu hơi lạ mắt, phải xưng hô thế nào đây? Cuối cùng, đào trưởng quầy nhìn về phía Diệp Lâm, trong mắt lập lòe vẻ tò mò. Đây là Diệp tiên sinh, Triệu Huyền Đình giới thiệu đơn giản, là một người bạn của tôi, hôm nay rảnh rỗi đi dạo cùng tôi. Ồ, hóa ra là Diệp tiên sinh, đào trưởng quầy mỉm cười gật đầu, thầm nghĩ bạn bè của Triệu đại tiểu thư chắc cũng là kẻ có tiền. Có điều, anh ta nhìn lướt qua, cả bốn người đều là người ngoài nghề, ý cười trên mặt anh ta càng thêm sán lạn. Đào trưởng quầy, tiệm ông đã chuẩn bị hết các thứ tôi muốn chưa? Sau lời bắt chuyện, Triệu Huyền Đình hỏi thẳng vào vấn đề. Người bán sắp đến rồi. Đào trưởng quầy cười nói, hôm nay trai chủ chúng tôi cũng có ở đây, nói là phải làm người trung gian cho các vị, để tránh xảy ra sai lầm. Vậy thì cảm ơn, vừa nghe có trai chủ ở đây, Triệu Huyền Đình cũng nắm chắc hơn vài phần. Đào trưởng quầy tiếp tục nói, dạo này trong tiệm có thêm khá nhiều thứ tốt, để tôi dẫn các vị đi xem. Thấy còn đang rảnh rỗi, bọn họ để cho đào trưởng quầy dẫn đường, nhân tiện đi tham quan trong tiệm. Đây là một đám gốm sứ thời Tống mới vừa được khai quật. Bức tranh chữ này là bản gốc của Tô Thức, mới vừa được mua vào với giá cao. Khối ngọc này là vật chôn cất những năm Gia Tĩnh, đi cả một đường, đủ loại bảo vật quý hiếm, muôn màu rực rỡ. Có điều, vì có sự kiện Phật Ngọc lần trước, lần này Triệu Huyền Đình tránh hết tất cả những thứ có liên quan đến ngọc. Còn Diệp Lâm thì xem lướt qua suốt một đường, cảm thấy tàng bảo trai cũng chỉ được mặt ngoài thôi, chứ đa số bảo vật chẳng có thứ gì đáng nhắc tới cả. Mấy cái thứ gọi là hàng thật cũng chỉ là nói bừa. Chín giả một thật mới thật sự là giá thị trường nơi đây. Diệp Lâm lắc nhẹ đầu, có chút thất vọng, không biết có phải là bảo bối thật sự đều được cất giữ ở nơi khác, không thể dễ dàng cho người ta xem hay không. Đào trưởng quầy vừa giới thiệu vừa xem mặt đoán ý. Thấy ba người Triệu Huyền Đình, Hoa Quốc Đống và Vương Phàm hoàn toàn bị đủ loại bảo vật trước mắt làm hoa cả mắt, không thể nào phân biệt thật giả được, còn Diệp Lâm thì liên tục lắc đầu, dáng vẻ làm bộ làm tịch, khiến đào trưởng quầy cười lạnh trong lòng. Triệu đại tiểu thư, mau đến đây xem, mới đây trai chủ chúng tôi đã tốn rất nhiều công sức mới mua được một bản gốc của Vương Hy Chỉ. Có thể nói nó là bảo vật trấn tiệm của chúng tôi. Lúc nói chuyện, mọi người đã đi tới giữa một căn phòng triển lãm riêng biệt. Trong tủ kính trưng bày một bức tranh chữ viết tay. Giới thiệu ghi là 28 chữ hiếm thấy từ tay Vương Hy Chỉ. Thật sự là đỉnh của giới thư pháp. Ồ, là thật đấy. Trong đám người, một người đàn ông trung niên tây trang dày da đã quan sát cả buổi, cuối cùng cũng đưa ra kết luận. Khách hàng xung quanh nghe vậy đều sôi nổi gật đầu đồng ý. Quản lý giả nói là thật thì chắc chắn là thật rồi. Đào trưởng quầy cười giới thiệu. Quản lý giả là phó giám đốc bảo tàng thành phố chúng ta, đồng thời là hội trưởng hiệp hội thư pháp, là chuyên gia hàng thật giá thật. Ngay cả quản lý giả cũng nói là chữ thật, thì bức tranh chữ kia tuyệt đối là hàng thật. Thấy bức tranh chữ kia, nhịp tim Triệu Huyền Đình không nhịn được đập thình thịch nhanh hơn. Ông nội cô rất thích chữ của Vương Hy Chỉ, tiếc là trên thị trường hiện nay cực kỳ ít thấy các tác phẩm thật sự của Vương Hy Chỉ. Lần này khó lắm mới gặp được. Nhưng mà cô còn phải dùng tiền đi mua tài liệu cho đơn thuốc cứu mạng, chắc là không đủ tiền mua bức tranh chữ thật kia rồi. Ha! Lúc nhìn thấy bản gốc kia, Diệp Lâm không nhịn được bật cười thành tiếng. Có lẽ người khác không nhìn ra được, nhưng mà Diệp Lâm lại có thể nhìn ra được. Bức tranh chữ kia đến từ tay của sư phụ mình. Thấy Diệp Lâm vô cớ bật cười, đào trưởng quầy không nhịn được chất vấn, cậu cười cái gì? Chẳng lẽ cậu nghi ngờ bức tranh chữ này là giả? Diệp Lâm lắc đầu, không phải. Rốt cuộc thì đồ cổ tranh chữ vốn chính là thật thật giả giả, khó có thể nói rõ được. Người ta mở cửa hàng buôn bán, bọn họ lại không phải đến gây chuyện, không cần thiết vạch mặt, khiến hai bên đều không vui. Chỉ cần đám thiên tài địa bảo dùng để chữa bệnh cứu người không phải giả là được. Diệp Lâm sẽ không xen vào chuyện của người khác. Hừ, đào trưởng quầy hừ lạnh một tiếng. Anh ta bất mãn về thái độ của Diệp Lâm, đã không hiểu thì còn ra vẻ cái gì. Đào trưởng quầy, bức tranh chữ bản gốc của Vương Hy Chỉ này có giá bao nhiêu? Triệu Huyền Đình nhịn không được mở miệng hỏi. Cô nghĩ nếu lát nữa có dư tiền thì có thể suy xét mua. Đào trưởng quầy cười nói, đây chính là bảo vật trấn tiệm của chúng tôi, tạm thời không bán. Rốt cuộc thì trai chủ chúng tôi đã tốn rất nhiều công sức mới mua được món bảo vật này. Có điều,
Có lần trai chủ chúng tôi ăn cơm cùng bạn bè, lúc trò chuyện có nói là nếu sau này bán đấu giá, thì giá khởi điểm sẽ là một chữ 100 triệu. Một chữ 100 triệu. Bức tranh chữ khoái tuyết thời tình thiếp có tất cả 28 chữ cái, tương đương với 2 tỷ 800 triệu. Đây là giá trên trời hàng thật giá thật. Vừa nghe thấy giá tiền, mọi người ở đây đều rất sốc. Ngay cả đại tiểu thư nhà giàu là Triệu Uyển Đình cũng ngây ngẩn cả người. Cô cũng không thể chấp nhận được cái giá này. Đắt vậy sao, nghe giá cả, Diệp Lâm giật hết cả mình. Không ngờ chữ của Vương Hy chỉ lại đáng giá như vậy. Tuy rằng anh đi theo vị sư phụ thứ 35 học được kỹ năng tạo giả cổ, nhưng mà giá trị của đồ cổ tranh chữ lại khác nhau với từng người. Thị trường cũng thay đổi rất nhanh, cho nên Diệp Lâm không hiểu giá thị trường liên quan. Đây là giá cả bình thường. Lúc này, vị quản lý giả kia lại tiếp tục giới thiệu, bức tranh chữ của Vương Hy Chi này từng được đấu giá ở cổ đại với giá 700 lượng vàng. Tính theo tốc độ lạm phát hiện nay, chữ của Vương Hy chỉ có giá 100 triệu một chữ, chính là giá cả bình thường trên thị trường. Tiếc là trên thị trường có rất ít bản gốc, nghe vậy, mọi người nổi gật đầu. Lúc này, mọi người mới thu lại vẻ mặt bất ngờ, hóa ra đây mới là giá cả bình thường. Nhưng mà Diệp Lâm lại thầm hiểu rõ, trên thị trường không hề có bản gốc, tất cả đều là đời sau tạo giả, thật ra thì dù là tạo giả, cũng không có bao nhiêu bản tạo giả. Theo lời nói của sư phụ thứ 35, cái gọi là bản gốc trên thị trường hiện nay đều là do ông tạo giả. Nói cách khác, chữ mà vị sư phụ kia của Diệp Lâm tạo giả, đã được giới chuyên môn xác nhận là chữ viết thật của Vương Hy Chi, hoàn toàn có thể dùng giả đổi thật. Ai ra, đáng tiếc, Triệu Uyển Đình lắc đầu, tỏ vẻ bất lực. Đây đúng là có ra giá cũng không có người bán. Hoa Quốc Đống cảm thán liên tục, với cái giá này, người bình thường nào mua nổi chứ? Đúng vậy, quản lý giả lại nói, tranh chữ của Vương Hy chỉ vốn là dù có ra giá cũng không có người bán. Dù ngẫu nhiên có người mua, thì đa số cũng là Hoa Kiều nước ngoài mua về làm đồ gia truyền. Lúc này, đào trưởng quầy lại kéo riêng Triệu Uyển Đình sang một bên, nhỏ giọng thì thầm vài câu. Người khác không nghe được, nhưng Diệp Lâm tai thính mắt tinh lại nghe rõ ràng. Triệu đại tiểu thư là khách quen tiệm chúng tôi, rồi nghe nói ông cụ Triệu rất thích chữ của Vương Hy Chỉ, vậy nên nếu nhà họ Triệu thật sự có ý định mua bức tranh chữ kia thì trai chủ chúng tôi nói có thể bán rẻ một chút. Thật sao, nghe vậy, Triệu Uyển Đình vừa mừng vừa sợ, bao nhiêu tiền? 28 chữ. Dù có rẻ hơn thì chắc cũng là cái giá trên trời. Đào trưởng quầy hơi gập ngón tay xuống, có thể giảm một nửa cho nhà họ Triệu. Giảm 1 tỷ tư. Triệu Uyển Đình nhíu mày ngẫm nghĩ, tuy rằng con số này vẫn là giá trên trời, nhưng với nhà họ Triệu bọn họ mà nói thì vẫn có thể thử suy xét mua hay không. Nghĩ đến chuyện ông nội không còn sống được bao lâu, dù có đan dược kéo dài mạng sống, thì chắc cũng chỉ sống thêm được 1 năm. Nếu trong 1 năm cuối đời có được một bản tranh chữ thật của Vương Hy Chi làm bạn mỗi ngày, thì cũng coi như là không uổng phí một đời. Thấy Triệu Uyển Đình bắt đầu do dự, suy nghĩ và có ý định mua, trên mặt đào trưởng quầy hiện lên vẻ gian xảo. Đồng thời, anh ta và quản lý giả còn trao đổi ánh mắt với nhau một cách bí mật. Tất cả đều không tránh thoát được ánh mắt của Diệp Lâm. Hóa ra là vậy, Diệp Lâm giật mình. Xem ra là đào trưởng quầy và quản lý giả định nội ứng ngoại hợp hố nhà họ Triệu. Nếu là người khác thì thôi, nhưng nếu có Diệp Lâm đi theo, sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Đào trưởng quầy, Triệu Uyển Đình không phải đồ ngốc, giảm giá một nửa thế kia chắc chắn là có vấn đề, cái thứ quý trọng như thế mà lại giảm giá một nửa cho nhà họ Triệu chúng tôi hả? Vì sao vậy? Đào trưởng quầy cười nói, trai chủ chúng tôi ngưỡng mộ ông cụ Triệu lâu rồi, lần này chỉ là mượn hoa hiến Phật thôi. Mong sau này nhà họ Triệu có thể quan tâm tiệm chúng tôi nhiều hơn. Thế lực của ông cụ Triệu đúng là có thể thu hút được nhiều người nịnh bợ lấy lòng. Triệu Uyển Đình đã quen với chuyện này rồi, không còn ngạc nhiên gì nữa. Để tôi về bàn lại với ông nội tôi đã. Cuối cùng, Triệu Uyển Đình nói. Ok, đào trưởng quầy thấy ổn rồi, vậy nên cười gật đầu. Bọn họ thả dây câu dài để câu cá lớn, không sốt ruột trong nhất thời, mọi thứ hôm nay chỉ là mở đầu thôi. Triệu đại tiểu thư, cô thật sự muốn mua bức tranh chữ kia hả? Vương Phàm cũng nghe cuộc đối thoại của hai người, cảm thấy có gì đó là lạ, không yên tâm hỏi lại. Ừ, Triệu Uyển Đình gật đầu, ông nội của tôi rất thích chữ của Vương Hy Chỉ, tiếc là chưa mua được bức tranh chữ hàng thật nào. Tôi muốn. Vậy để hôm nào tôi viết cho ông cụ một bức tranh chữ đi. Lúc này, Diệp Lâm chợt nói xen vào. Ngoài Vương Hy Chỉ ra thì còn có đám người Âu Dương Tuân, Nhan Chân Khanh,
Liễu Công Quyền nữa, muốn có chữ của ai thì tôi sẽ viết chữ người đó. Cái gì? Anh vừa dứt lời, mọi người đều giật mình. Trong nhất thời, mọi người dường như đều không hiểu Diệp Lâm có ý gì. Anh viết chữ của các nhà thư pháp lớn đi tặng là sao? Ha ha, không ngờ Diệp tiên sinh lại mạnh miệng như vậy. Đào trưởng quầy không nhịn được cười lạnh nói. Cậu biết vì sao 28 chữ kia lại có giá trên trời hay không? Vì đó chính là chữ cho chính Vương Hy chỉ viết. Cậu là ai chứ? Chữ do cậu viết ra đáng giá vài đồng tiền. Đối mặt với sự khinh thường của đào trưởng quầy, Diệp Lâm ngạo nghễ đáp lại, tôi có thể viết ra chữ giống như đúc chữ của Vương Hy chỉ. Dù sao thì bản gốc Vương Hy chỉ đã tuyệt tích lâu rồi. Chỉ cần bản giả đời sau giống đến 9 phần là có thể lấy giả đổi thật. Ví dụ như bảo vật trấn tiệm của các ông. Cái gì? Diệp Lâm vừa dứt lời, hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh. Mọi người đều nhìn về phía Diệp Lâm bằng ánh mắt nhìn kẻ điên, trong mắt đều là vẻ không thể tin nổi. Thằng nhãi kia là ai vậy? Mạnh miệng thật đấy, ngay cả quản lý giả cũng tự mình xác nhận là bản gốc Vương Hy chỉ, vậy mà cậu ta còn dám nói ngược lại. Chẳng lẽ cậu ta còn quyền uy hơn cả quản lý giả hay sao? Tôi thấy cậu ta điên rồi, dám mạnh miệng nói bậy, cái gì mà có thể viết ra chữ giống như đúng. Đúng là mơ mộng hão huyền. Nghe vậy, đào trưởng quầy tức giận đến mức bật cười. Cậu dám nghi ngờ bảo vật trấn tiệm của chúng tôi là giả. Tôi không nhắm vào tiệm của các ông. Diệp Lâm bằng phẳng, tôi nói tất cả các bản gốc trên thị trường của Vương Hy chỉ đều là giả. Ồ, hiện trường trở nên xôn xao. Nhãi danh, cơm có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói bậy được. Quản lý giả tức giận đến mức thở phì phò, không nói bức tranh chữ chỗ chúng tôi. Chỉ nói đến viện bảo tàng thành phố chúng ta thôi, ở đó cũng đang trưng bày một bản gốc của Vương Hy chỉ. Đều là giả, Diệp Lâm nói thẳng, không một chút kiêng dè. Nghe vậy, quản lý giả suýt nữa ngất đi. Cậu nói cậu có thể viết ra chữ giống như đúc, đào trưởng quầy khiêu khích lần nữa, vậy cậu viết cho chúng tôi xem đi. Là con la hay là con ngựa, cứ kéo ra đi là biết. Đào trưởng quầy thấy Diệp Lâm trẻ tuổi, liền chắc rằng Diệp Lâm chỉ đang nói khoác. Muốn tạo giả chữ của Vương Hy chỉ hả? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Đào trưởng quầy cho rằng chỉ cần bảo Diệp Lâm tùy tiện viết vài chữ là có thể làm cho Diệp Lâm lộ tẩy, vạch rõ lời nói mạnh miệng của Diệp Lâm ngay tại chỗ. Đương nhiên, đào trưởng quầy còn cho rằng Diệp Lâm không dám viết, Diệp Lâm chỉ là nói cho sướng miệng thôi. Được thôi, Diệp Lâm phất tay, lạnh nhạt nói, lấy giấy bút ra đi. Tôi sẽ viết bừa một bức tranh chữ cho các người nhìn xem. Nghe vậy, đào trưởng quầy giật mình. Anh ta không ngờ rằng Diệp Lâm lại dám viết. Quản lý giả cũng giật mình, không biết Diệp Lâm rốt cuộc muốn làm gì. Diệp tiên sinh, đám người Triệu Uyển Đình rất là ngạc nhiên, không biết vì sao Diệp Lâm lại đi xen vào chuyện này. Anh hùng, Hoa Quốc Đống nhỏ giọng nhắc nhở, tuy rằng anh rất giỏi đánh nhau, cũng rất giỏi y thuật, nhưng mà khác nghề như cách núi, kia là thư pháp đấy, anh có viết được không? Chuyện đã đến nước này rồi, Diệp Lâm trực tiếp nói thẳng. Triệu đại tiểu thư, bọn họ giảm một nửa giá bán cho cô, chính là vì muốn gài bẫy nhà họ Triệu. Cô đã mời tôi đi xem, sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn được. Nghe vậy, Triệu Uyển Đình cảm thấy rất sốc. Trong nhất thời, cô thậm chí không phân được thật giả, không biết nên tin lời nói của ai. Nhãi danh, cậu đừng ngậm máu phun người. Nghe vậy, đào trưởng quầy thẹn quá hóa giận, lại thêm sốt ruột chặn hỏng Diệp Lâm, vậy nên vội vàng nói, được rồi, cậu muốn viết đúng không? Tôi lập tức chuẩn bị giấy bút cho cậu, để cậu viết cho đã thì thôi. Nếu cậu không viết ra được cái thứ gì, thì đừng trách tàng bảo trai chúng tôi trở mặt. Lúc anh ta đang nói chuyện, có nhân viên trong tiệm đã đi lấy giấy bút và một chiếc bàn nhỏ. Giấy bút đều được chuẩn bị đầy đủ. Diệp tiên sinh, mời. Đào trưởng quầy ngoài cười nhưng trong không cười nói, để chúng tôi mở rộng tầm mắt xem bút tích thật Vương Hy chỉ từ tay cậu đi. Mọi người ở hiện trường lập tức cùng nhau nhìn về phía Diệp Lâm. Đa số đều mang dáng vẻ vui sướng khi người gặp họa. Thấy Diệp Lâm trẻ tuổi, mọi người đều cho rằng anh mới học thư pháp không được bao lâu, đã kiêu ngạo đến mức dám bắt chước chữ của Vương Hy chỉ. Chỉ cần vừa viết là sẽ bị lộ tẩy. Được thôi. Diệp Lâm không khách sáo, trực tiếp cầm bút viết, rồng bay phượng múa, đường nét thoăn thoắt viết câu đầu tiên trong khoái tuyết thời tình thiếp xuống giấy tuyên thành, Hy chỉ đốn thủ. Ơ kìa, người thạo nghề vừa ra tay là biết được ngay. Lúc quản lý giả nhìn thấy Diệp Lâm viết ra bốn chữ thì lập tức thay đổi sắc mặt, không nhịn được hít sâu vào một hơi.
Giống như đúc. Thật sự là giống như đúc. Người ta nói trong nghề xem kỹ thuật, ngoài nghề xem náo nhiệt. Nhưng những chữ mà Diệp Lâm viết, mỗi một nét bút đều duyên dáng lại cứng cáp, có phong thái của bậc thầy thư pháp. Không chỉ khiến cho chuyên gia trong ngành như quản lý giả bị sốc, mà còn khiến cho mọi người vây xem cũng bị sốc. Trời ạ, thằng nhãi kia viết đẹp quá đi. Không phải là vấn đề đẹp hay không, mấy người mau lại xem đi, thật sự là giống như đúc với bản gốc Phương Hy chỉ được trưng bày bên kia. Không ngờ cậu ta thật sự có tài, thảo nào lúc nãy dám mạnh miệng nói chuyện, hóa ra là người ta có tài thật sự. Phản ứng của mọi người, từ ban đầu khinh thường, đến sau lại chấn động khó có thể tin. Ai có thể ngờ được người trẻ tuổi trước mắt lại có được một tay thư pháp điêu luyện đến mức khó tả thành lời. Ừng ực, Đào trưởng quầy không nhịn được nuốt nước bọt, trợn tròn mắt lên xem. Từ lúc Diệp Lâm đặt bút viết chữ đầu tiên, anh ta đã nghĩ xong lời chế giễu muốn nói, kết quả là ấp ủ cả buổi, cũng không nói ra được một câu nào. Người ta không chỉ viết chữ đẹp, mà còn viết chữ giống như đúc. Người không biết còn tưởng rằng là Vương Hy chỉ bám vào người biểu diễn ngay tại chỗ nữa đấy chứ. Đào trưởng quầy bị sốc đến mức không nói nên lời. Trời ạ, anh hùng thế mà lại còn có bản lĩnh này nữa hả? Hoa Quốc Đống cũng ngây ngẩn cả người. Anh ta vốn tưởng rằng Diệp Lâm là cao thủ giơ đao múa kiếm, chắc chắn là không vẽ vời thư pháp được, lần này phải chịu thiệt bởi trình độ kém rồi, thế nào cũng sẽ bị người ta chế giễu. Kết quả không ngờ là bản lĩnh thư pháp của Diệp Lâm cũng lợi hại như thế. Triệu Uyển Đình cũng rất sốc, dường như lần nào nhìn thấy Diệp Lâm, anh cũng đều thay đổi nhận thức của cô về anh. Anh không chỉ giỏi đánh nhau, mà còn hiểu y thuật, thậm chí thư pháp cũng đạt tới trình độ dùng giả đổi thật. Anh là thiên tài yêu nghiệt ở đâu ra vậy? Văn võ song toàn, Vương Phàm giáo đầu cũng coi trọng mà khen, đúng là một người văn võ song toàn. Sau khi đánh nhau với Diệp Lâm, Vương Phàm cho rằng anh có phong thái của chiến thần. Bây giờ xem ra là thành tựu trong tương lai của Diệp Lâm sẽ không đơn giản là sánh bước với chiến thần như vậy. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Diệp Lâm rốt cuộc tạo giả xong 28 chữ cái trong khoái tuyết thời tình thiếp của Vương Hy Chỉ. Hy Chỉ đốn thủ, khoái tuyết thì tình, giai tưởng an thiện. Vị quả vi kết lực bất thứ, Vương Hy Chỉ đốn thủ, sơn âm trương hầu. Diệp Lâm đặt bút xuống, thở nhẹ ra một hơi. Tuy chỉ có 28 chữ ngắn ngủi, nhưng nếu có thể bắt chước giống hệt đến mức có thể dùng giả đổi thật thì nhất định phải chăm chú, liền mạch lưu loát. Mức độ khó khăn không lời nào có thể hình dung được. Muốn tạo giả một bức tranh chữ, khó khăn chẳng khác gì đi đánh một trận. Giờ phút này, mọi người tại hiện trường so sánh đối chiếu, dùng hết tinh lực đi soi mói, cũng không tìm thấy một chút lỗi nào trong 28 chữ kia. Thật sự là giống như đúc, mọi người hô lên. 28 chữ giống hệt nhau. Nếu không phải bức tranh chữ 28 chữ do Diệp Lâm viết không có con dấu đế vương các thời kỳ, thì một khi xáo trộn hai bức tranh chữ với nhau, là sẽ không phân biệt ra được nữa. Nhìn từ góc độ người ngoài nghề, chỉ có thể thông qua chữ lớn nhỏ, thậm chí lực bút mạnh yếu để so sánh. Nhưng với chuyên gia thư pháp như quản lý giả thì sẽ so sánh nét chữ, ý cảnh và khí thế. Nhẹ như mây, oai như rồng, quản lý giả ngạc nhiên cảm thán, đúng là không khác một chút nào. Lúc nhìn về phía Diệp Lâm, trong mắt quản lý giả đã tràn đầy nhiệt tình, thầm nghĩ đây đúng là một nhân tài. Nếu mình có thể hợp tác thì có thể phát tài khi tạo giả tranh chữ. Anh hùng, anh thật sự là ghê gớm quá đi. Anh chính là thần tượng của tôi. Hoa Quốc Đống nhìn về phía Diệp Lâm bằng ánh mắt sùng bái, không phải, anh. Là sư phụ của tôi nhất định phải nhận anh làm sư phụ. Một vị đại năng đồng thời tinh thông võ đạo, y thuật và thư pháp làm sư phụ của mình, chỉ cần truyền một ít cho mình thôi, cũng đủ để mình được lợi rất nhiều. Giờ phút này, Hoa Quốc Đống càng thêm quyết tâm nhận Diệp Lâm làm sư phụ. Còn Triệu Uyển Đình, khi thấy hai bức tranh chữ Vương Hy chỉ giống như đúc, cô cảm thấy chấn động, còn có cảm giác nghĩ lại mà thấy sợ. Nếu không có Diệp Lâm kịp thời ngăn cản, thì cô suýt nữa đã dùng giá trên trời thay ông nội mua bức tranh chữ bản gốc Vương Hy chỉ này rồi. Diệp tiên sinh, chẳng lẽ trên thị trường hiện nay, các bản gốc của Vương Hy chỉ đều là giả hay sao? Vấn đề mà Triệu Uyển Đình hỏi cũng là vấn đề muốn hỏi trong lòng mọi người ở đây. Diệp Lâm có năng lực dùng giả thay thật. Một khi các bản tranh chữ từ anh đổ vào thị trường thì sẽ không thể nào phân biệt được. Không chỉ có Vương Hy Chỉ, Diệp Lâm nghiêm mặt nói, niên đại càng lâu, khả năng thất truyền bản gốc càng lớn, đa số các bản lưu thông trên thị trường đều là đời sau tạo giả. Thử nghĩ xem,
Vương Hy chỉ là cổ nhân gần 2.000 năm trước, mặc dù ông A để lại một vài bản gốc, thì khi trải qua nhiều thiên tai, nhân họa và chiến tranh, thế kia, cũng còn không đến 1/10. Huống chỉ, với kỹ thuật ở cổ đại, dù là một tờ giấy trắng, cất giữ hàng nghìn năm, đến hiện giờ cũng đã biến thành một đống giấy vụn rồi. Nghe vậy, mọi người sôi nổi gật đầu, cảm thấy có lý. Vậy là phần lớn các bản truyền lưu đến nay đều là giả, chẳng có giá trị gì cả. Có người tiếc nuối nói. Cũng không thể nói như vậy. Diệp Lâm lại nói, con người phát triển đến ngày nay, nghệ thuật cũng được, khoa học kỹ thuật cũng thế, đều đang tiến bộ, không cần thiết nặng xưa nhẹ nay. Kể cả hàng giả đời sau, dù là kỹ xảo hay là chất lượng, đều phải thông qua nhiều thế hệ người nghiên cứu cải tiến, vượt qua cổ nhân lâu rồi. Quản lý giả không từ bỏ ý định, hỏi tiếp, cậu mới nói dù là chữ của Vương Hy Chi, Nhan Chân Khanh hay Liễu Công Quyền, thì cậu cũng có thể viết. Đương nhiên rồi, Diệp Lâm bình tĩnh gật đầu. Quản lý giả chỉ về phía bản sao tế chất văn cảo của Nhan Chân Khanh ở cách đó không xa, nói, vậy cậu viết một bức tranh chữ Nhan cho tôi xem đi. Nghe vậy, Diệp Lâm vung bút lên viết. Lúc này, đào trưởng quầy nhân cơ hội chuồn ra ngoài, chạy nhanh đến hậu đường báo tin. Trai chủ, không ổn rồi, xảy ra vấn đề rồi. Không biết nhóc con nhà họ Triệu kia mời chuyên gia từ đâu tới đây, lần này chắc là khó lừa gạt lắm. Trai chủ Tàng Bảo Trai là ông chủ thật sự sau màn. Ông ta là một người đàn ông hơn 50 tuổi, râu tóc muối tiêu, có vẻ hiền hòa. Lúc này, trai chủ đang tiếp đãi ba người khách, bàn về vụ mua bán lớn kế tiếp. Nghe trưởng quầy chạy tới báo cáo tình huống, ông ta hơi nhíu mày. Triệu đại tiểu thư đi với ai vậy? Trai chủ hỏi. Hoa Nha Nội và Vương Giáo Đầu, hai người họ vừa nhìn là biết người ngoài nghề, không cần phải lo lắng gì nhiều. Nhưng mà... Đào trưởng quầy đổi giọng, trong đầu hiện lên dáng vẻ của Diệp Lâm. Có thêm một người trẻ tuổi, bọn họ đều gọi là Diệp Tiên Sinh. Tôi vốn tưởng rằng cậu ta là người thường, kết quả cậu ta nhìn qua là biết bức tranh chữ Vương Hy Chi mà quản lý giả mang đến là hàng nhái, còn tự tay viết ra một bức tranh chữ giống như đúc. Nghe vậy, đôi mắt trai chủ sáng lên, có loại kỳ tài như thế nữa hả? Người trẻ tuổi họ Diệp, chưa từng nghe nói. Trai chủ lăn lê bò lết vài chục năm trong giới. Nghe nhiều biết nhiều bậc thầy trong giới, đây mới là lần đầu nghe nói về người trẻ tuổi họ Diệp. Xem ra lần này nhà họ Triệu có chuẩn bị rồi mới đến. Đào trưởng quầy sốt ruột nói, có nên hủy bỏ giao dịch kế tiếp hay không? Nói là trai chủ có việc bận rồi, hơn nữa bên bán cũng không tới, được không? Dứt lời, đào trưởng quầy nhìn lướt qua ba người khác ở đây. Thấy ánh mắt của một người đàn ông trong đó, đào trưởng quầy liền bị dọa sợ. Anh em chúng tôi sẽ không đi tay không một chuyến. Người đàn ông giọng bi em ồm nói. Ha ha, Mã gia cứ yên tâm, mọi chuyện có tôi lo. Trai chủ lập tức cười nói, cứ giữ nguyên kế hoạch là được. Thằng nhãi kia có thể bắt chước chữ viết thì sao chứ? Lần này giao dịch thiên tài địa bảo, chứ không phải tranh chữ, có 8 phần cậu ta là người ngoài nghề. Lão Đào, dẫn bọn họ lại đây đi. Vâng, đào trưởng quầy đáp một tiếng rồi đi dẫn người. Lúc này... Trong tiếng cảm thán bất ngờ của mọi người, Diệp Lâm cầm bút viết lại tế chất văn cảo của Nhan Chân Khanh, chữ viết của anh thậm chí còn tốt hơn bản hàng nhái đang được trưng bày ở đây. Thấy vậy, quản lý giả càng thêm chấn động. Ông ta không thể tin nổi là trên đời này lại có một thiên tài thư pháp thông thạo các loại chữ cổ xưa như thế. Vốn tưởng rằng đối phương nói mạnh miệng, kết quả không ngờ rằng đối phương nói được làm được. Triệu đại tiểu thư, trai chủ chúng tôi mời. Đào trưởng quầy tách mọi người ra. Đi lên nói. Nghe vậy, Triệu Huyền Đình nhíu mày, bắt đầu trở nên cẩn thận hơn rất nhiều. Cô vốn rất là tin tưởng Tàng Bảo Trai, nhưng mà trải qua chuyện bản gốc Vương Hy chỉ vừa rồi, cô cảm thấy mình giống như một con dê béo đợi làm thịt, ở đây đâu đâu cũng là hố. Đào trưởng quầy, tôi hy vọng quý trai biết, nhà họ Triệu chúng tôi không phải dễ lừa. Triệu Huyền Đình lạnh lùng cảnh cáo. Dược liệu lần này liên quan đến tánh mạng của ông nội tôi. Nếu xảy ra bất cứ vấn đề gì thì nhà họ Triệu chúng tôi sẽ không để yên. Nghe vậy, đào trưởng quầy vội vàng cười làm lành, nói, Triệu đại tiểu thư bất giận, lúc nấy chỉ là hiểu lầm thôi. Có điều, tôi muốn nói thêm một câu về đám dược liệu kia, Tàng Bảo Trai chúng tôi chỉ làm trung gian, giúp cô liên hệ với người bán, còn cụ thể thế nào thì các cô cứ nói chuyện với người bán. Nếu thật sự xảy ra vấn đề thì Tàng Bảo Trai chúng tôi không nhận trách nhiệm. Triệu Huyền Đình nghi ngờ. 8 phần là có vấn đề rồi, không đi thì hơn. Đã tới rồi thì đi xem đi lúc này,
Diệp Lâm lên tiếng, thật hay giả nhìn là biết. Người thấy Diệp Lâm đã nói vậy rồi, Triệu Uyển Đình cũng đồng ý đi một chuyến, đào trưởng quầy dẫn đường đi. Vâng, đào trưởng quầy nhìn Diệp Lâm thêm vài lần, không biết là anh thật sự hiểu hay chỉ là làm ra vẻ mà thôi. Đám người nhanh chóng đi đến nhã gian ở hậu đường, trai chủ Tàng Bảo Trai ngồi ở trên cùng, hai bên là hai dãy ghế ngồi. Triệu đại tiểu thư, Hoa thiếu, Vương giáo đầu, Diệp huynh đệ. Trai chủ tự mình mời ngồi, mau ngồi đi, pha trà. Sau khi bốn người ngồi xuống, thấy đối diện là ba người đàn ông trung niên, đao to búa lớn, khí chất lưu manh. Để tôi giới thiệu mọi người, trai chủ chỉ vào ba người ở đối diện, ba vị này là người bán họ Mã, đến từ Phụng Thiên. Nhà bọn họ ở núi Trường Bạch, mua bán dược liệu quanh năm. Bọn họ có hết các dược liệu quý giá mà mấy cô cậu cần. Vừa thấy ba người kia, Diệp Lâm liền cảm thấy đau đầu. Nhìn qua là biết ngay bọn họ đều là người tàn nhẫn, lại thêm thực lực không yếu. Có điều, ở đây có mình và Vương giáo đầu, không cần phải sợ bị ép mua bán. Ông chủ Mã, Triệu Uyển Đình gật đầu chào hỏi, chúng ta xem hàng trước đi. Triệu đại tiểu thư rất nhanh gọn, tên cầm đầu cười ha ha rồi bảo anh em bên mình đưa hàng. Một đám dược liệu trông có vẻ lâu năm được đổ ra từ bao tải dài hơn 1 mét. Nhân sâm 100 năm, long tiên hương 80 năm, đông trùng hạ thảo 150 năm, xích tuyết linh chỉ 200 năm. Mấy thứ này đều do anh em chúng tôi tự mình hái ở núi Trường Bạch. Nhìn thấy đám dược liệu quý báu kia, hô hấp Triệu Uyển Đình bắt đầu trở nên dồn dập. Dù là người ngoài nghề như cô, chỉ nhìn thôi cũng biết đám dược liệu kia có chỗ hơn người. Cô thầm kích động trong lòng, lần này lại thuận lợi thế kia, ông nội mình được cứu rồi. Hừm, đám dược liệu này vừa nhìn là biết đã lâu năm, chất lượng cũng rất tốt. Vương giáo đầu gật nhẹ đầu nói. Bởi vì ông ta từng làm quan, từng thấy được dược liệu 100 năm tuổi. Nhìn là biết ngay khác với dược liệu mấy chục năm tuổi. Hơn nữa, khi dùng mũi ngửi, sẽ ngửi được một mùi thơm độc đáo. Vương giáo đầu rất có ánh mắt, trai chủ cười nói với Vương Phàm, tuy rằng người trung gian như tôi không thể thiên vị ai, nhưng tôi sẵn lòng dùng đầu mình đảm bảo đám dược liệu kia đủ cân đủ lượng. Nếu các người không tin thì có thể đi Phụng Thiên hỏi thăm về anh em nhà họ Mã. Bọn họ có danh tiếng rất tốt về buôn bán dược liệu. Diệp tiên sinh, Triệu Uyển Đình nhanh chóng ổn định lại cảm xúc kích động, rồi dùng ánh mắt dò hỏi Diệp Lâm. Chỉ cần anh đồng ý thì tiếp theo có thể nói giá được rồi. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều cùng nhau tập trung lên người Diệp Lâm. Nhất là trai chủ, ông ta rất có hứng thú mà nhìn về phía Diệp Lâm. Ông ta thầm nghĩ dù thằng nhãi này có là chuyên gia đồ cổ tranh chữ đi nữa, nhưng mà khác nghề như cách núi, chẳng lẽ cậu ta còn hiểu được dược liệu nữa hả? Diệp Lâm cầm một gốc nhân sâm lên, mỉm cười nói, nhân sâm 10 năm, long tiên hương 8 năm, đông trùng hạ thảo 15 năm, tuyết linh chỉ 20 năm. Nghe nói vùng núi Trường Bạch của Phụng Thiên có một loại kỹ thuật nhổ cây độc đáo, có thể lập tức tăng lên 5 tuổi của dược liệu, lấy hàng kém thay hàng tốt. Hôm nay thấy được, đúng là khiến tôi mở rộng tâm mắt. Dứt lời, Diệp Lâm ngưng tụ chân khí lên ngón tay. Nhìn lại thì thấy gốc nhân sâm được cho là 100 năm kia giống như từ già thành trẻ, lập tức nhỏ lại một vòng. Vị sư phụ thứ 11 của Diệp Lâm từng là Dược Vương. Diệp Lâm không chỉ học được năng lực luyện đan chế dược, mà còn học được nhìn sơ qua là phân biệt được chất lượng và năm tuổi của các loại dược liệu. Phương pháp nhổ cây của anh em nhà họ Mã giống như biến một đứa bé 10 tuổi thành một ông cụ 100 tuổi. Diệp Lâm thì ngược lại, biến già thành trẻ, khôi phục gốc nhân sâm kia thành lúc ban đầu. Sự chênh lệch giữa nhân sâm 100 năm và nhân sâm 10 năm có thể thấy rõ bằng mắt thường. Sau khi nhân sâm khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, dù là người ngoài nghề như Triệu Uyển Đình thì cũng nhìn sơ qua là biết đây là hàng giả. Mọi người ở hiện trường đều rất ngạc nhiên, đám người Triệu Uyển Đình mặt mày ngạc nhiên hô to nguy hiểm thật. Nếu không phải có Diệp Lâm xem lại thì chắc là lần này bọn họ cắn câu người ta nữa rồi. Kìa, trai chủ cũng ngây ngẩn cả người. Không ngờ Diệp Lâm còn có chiêu thứ kia, thật sự là chưa từng nghe thấy. Anh em nhà họ Mã thì cũng ngạc nhiên, đồng thời còn có tức giận. Diệp Lâm không chỉ nhìn thấu kịch bản của bọn họ, còn vạch trần bọn họ ngay tại hiện trường, không nể mặt một chút nào. Nhãi danh, mày muốn chết hả? Tên cầm đầu hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Triệu Uyển Đình tức giận vỗ bàn, nói, ông chủ Mã, Hà trai chủ, các ông muốn nói gì nữa không? Đây chính là dược liệu chân quý đủ cân đủ lượng mà các ông nói đấy hả? Triệu Uyển Đình càng nghĩ càng tức giận,
chỉ mắc mưu đơn giản thì thôi, tổn thất một ít tiền tài cũng không sao cả. Nhưng lần này là liên quan đến tánh mạng của ông nội mình. Nếu sơ sẩy một chút, dùng dược liệu kém chất lượng, thì có khác gì là hại ông nội đâu chứ? Lúc nãy Triệu Uyển Đình đã tỏ vẻ rõ ràng rồi. Đám dược liệu này liên quan đến tánh mạng của ông nội, nếu có sai lầm gì thì nhà họ Triệu tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Không ngờ người bán và trai chủ lại lớn gan như thế, dám dùng dược liệu kém chất lượng đi lừa mình. Trai chủ vẻ mặt ngạc nhiên xấu hổ, cười khổ lắc đầu, tôi cũng không biết nữa. Đồng thời, trai chủ cảm thấy hối hận, nếu biết trước thì lúc nãy nghe theo lời đào trưởng quầy rời giao dịch sang hôm khác là được rồi. Hừ, lúc này, tên cầm đầu đối diện cũng vỗ bàn đứng dậy, nhãi ranh, mày ngậm máu phun người. Mày dùng cái thủ đoạn gì mà lại hủy hoại một gốc nhân sâm trăm năm của tao vậy? Dù lần này mua bán không được, thì mày cũng phải bồi thường cho tao gốc nhân sâm này. Diệp Lâm cười lạnh hỏi, bao nhiêu tiền? Tính theo giá thị trường, nhân sâm trăm năm có giá 100 triệu. Tên cầm đầu nói, mày làm hư nhân sâm, rồi phá hư danh dự của bọn tao, cần bồi thường thêm 100 triệu nữa. Hôm nay dù thiếu một đồng, thì mày cũng đừng mong đứng đi ra ngoài. Nếu bị vạch trần thẳng mặt rồi, thì anh em nhà họ Mã dứt khoát bất chấp tất cả, nếu không là sẽ phải đi không một chuyến. Hét giá trên trời hả? Lúc này, Vương Phàm cũng lạnh lùng cười, bọn mày muốn ép mua bán hả? Đúng thì sao hả? Tên cầm đầu không sợ gì cả, còn người hung ác nhìn lướt qua khuôn mặt mọi người, bọn mày không đi hỏi thăm thử xem, Tam Hùng Mã Thị bọn tao hoành hành phụng thiên hơn 10 năm. Có ai dám trêu chọc? Nếu hôm nay bọn tao tới đây rồi, thì vụ mua bán này, bọn mày muốn làm thì làm, không muốn làm cũng phải làm. Thấy vậy, Triệu Uyển Đình giật mình sợ hãi, thầm nghĩ may mà hôm nay có Vương giáo đầu đi theo, nếu không thì thật sự là khó giải quyết. Nghe vậy, Vương Phàm cười ha ha, vậy lúc tới đây, bọn mày cũng không đi hỏi thăm xem nhà họ Triệu là gia tộc nào, Vương Phàm tao lại là người nào, sao? Có thể để cho đám tôm tép bọn mày nhảy nhót. Chỉ cần nói ra tên tuổi nhà họ Triệu, hoặc là Vương giáo đầu, thì cũng đủ để người khác chùn bước. Nhưng anh em nhà họ Mã là một đám liều mạng, chỉ nhận tiền, không nhận bất cứ gì khác. Bọn tôi nghe tiếng Vương giáo đầu lâu rồi, tên cầm đầu nói, nhưng hiện giờ Vương giáo đầu đã già rồi, không dọa được bọn tôi đâu. Về nhà họ Triệu, dù thế lực của nhà họ Triệu có mạnh hơn nữa, thì khi anh em bọn tôi chạy về núi Trường Bạch, núi cao đường xa, mấy người biết đi đâu tìm bọn tôi. Vương Phàm đột nhiên đập bàn, vốn định dọa sợ ba người kia. Chỉ cần có Vương Phàm tao đây. Ông ta còn chưa nói xong thì chợt ngây người ra đứng. Ông ta nhìn cạnh bàn, một chưởng vừa rồi của mình thế mà lại không đánh vỡ được mặt bàn. Đây chỉ là một chiếc bàn gỗ bình thường mà, sao lại thế này? Vương Phàm nhìn bàn tay mình, đột nhiên nhận ra mình không còn nội kình, cả người cũng không còn chút sức lực nào. Ha 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 ha. Anh em nhà họ Mã ở đối diện thấy vậy thì không nhịn được đắc ý cười to. Vương giáo đầu, ông lợi hại như vậy, anh em bọn tôi đương nhiên phải đề phòng ông rồi. Lúc nãy chút dược liệu ra, anh em bọn tôi cũng thuận tay đổ nhuyễn cốt tán trong bao ra nữa. Sao rồi, có phải là không có một chút sức lực nào không? Nghe vậy, Vương giáo đầu vừa giật mình vừa tức giận, không ngờ hôm nay sơ sẩy một chút, lại thua trong tay ba tên hại dân hại nước. Hai người Triệu Uyển Đình và Hoa Quốc Đống cũng vội vàng xem thử, phát hiện mình không còn một chút sức lực nào. Các anh, sao lại làm vậy hả? Hà trai chủ giả vờ giật mình, lên tiếng chỉ trích. Ha ha, Vương giáo đầu, tôi khuyên ông vẫn nên ngoan ngoãn ngồi xuống tiếp tục nói chuyện làm ăn đi. Tên cầm đầu ngoài cười nhưng trong không cười nói, nếu không thì thanh danh một đời ông phải hủy trong tay anh em bọn tôi đấy. Nguyễn cốt tán không màu không mùi, có dạng hạt bụi. Sau khi hòa vào không khí, bị người ta hít vào trong cơ thể, dưới tình huống bình thường là sẽ không có bất cứ phản ứng nào. Chỉ là một khi dùng sức thì sẽ có cảm giác cả người yếu ớt, không có một chút sức lực. Dưới tình huống bình thường, Vương Phàm chắc chắn sẽ đề phòng. Nhưng lúc nãy anh em nhà họ Mã đổ dược liệu ra, dược liệu bị trộn thêm nhuyễn cốt tán, xen lẫn bên trong bụi đất dính trên dược liệu, lại thêm sự chú ý của mọi người đều dồn lên dược liệu. Ngay cả loại người từng trải như Vương Phàm cũng mắc mưu, nói gì đến người khác. Ha 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 ha, anh em nhà họ Mã đắc ý cười to, giống như đã khống chế được toàn cục. Mặc kệ mày là giáo đầu cấm quân, đại thiếu nha nội, hay là đại tiểu thư hào môn gì đó, thì sự sống chết hiện giờ của bọn mày đều nằm trong tay anh em bọn tao cả thôi.
Tam Hùng Mã Thị bọn họ tung hoành núi Trường Bạch Phụng Thiên mấy chục năm, người nào cũng có bản lĩnh và can đảm, đồng thời đều có đầu óc. Vương giáo đầu, nếu ông không trúng độc thì ba anh em bọn tôi cộng lại cũng chưa chắc là đối thủ của ông. Tên cầm đầu lộ ra vẻ mặt tiểu nhân đắc ý. Nhưng mà bây giờ, bất cứ ai trong bọn tôi đều có thể đánh ông. Tôi hỏi ông có phục không hả? Lão ba nhà họ Mã cười nói, Vương giáo đầu, tôi khuyên ông ngoan ngoãn ngồi xuống, đừng có không biết điều. Nghe vậy, Vương Phàm giận dữ trợn to mắt, có loại cảm giác hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Ông ta hít sâu một hơi, định dùng cách tự mình hại mình để giải độc. Nếu không phải hết cách thì Vương Phàm cũng không định làm vậy. Bởi vì làm vậy sẽ là một kết quả giết địch 800, tự hại 1000, sai này chắc chắn sẽ để lại bệnh ngầm, ảnh hưởng đến thực lực của bản thân. Anh em nhà họ Mã đúng không? Tao nhớ kỹ bọn mày rồi. Dám hạ độc tao hải. Đúng là to gan. Biết tao là ai không hả? Rồi biết cha tao là ai không hả? Hoa Quốc Đống giận dữ cảnh cáo. Tao chắc chắn sẽ báo với cha tao, hợp tác với đồng nghiệp bên Phủ Phụng Thiên, chung sức bao vây đánh bọn mày. Để xem bọn mày có thể trốn đi đâu. Đối mặt với lời nói uy hiếp của Hoa Quốc Đống, những tên ăn hại bình thường chắc chắn sẽ kiêng dè. Nhưng đối với đám người liều mạng trước mắt thì những lời uy hiếp kia chẳng là gì cả. Hoa nhà nội phải không? Bọn tao sợ quá đi. Ha ha ha, ba anh em nhà họ Mã giả vờ sợ hãi rồi cười chế giễu. Mày nghĩ bọn tao bị dọa sợ lớn lên hả? Anh em bọn tao vốn là tội phạm bị truy nã, chắc là sợ bị hợp tác bao vây đánh bắt. Triệu Huyền Đình cắn chặt răng, không ngờ có Vương giáo đầu đi theo rồi mà vẫn bị trúng kế của đối phương. Đúng là lòng người hiểm ác, khó lòng đề phòng. Trong nhất thời, không khí hiện trường hơi căng thẳng, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Tuy rằng bên phe Triệu Huyền Đình đang ở thế yếu, nhưng mà bọn họ vẫn không chịu phối hợp, biểu hiện cực kỳ mâu thuẫn. Trai chủ thấy vậy thì vội vàng khuyên nhủ, Triệu đại tiểu thư, hiện giờ chúng ta đều trúng nhuyễn cốt tán, cả người không có sức lực, đừng nên cứng đối cứng với đám anh em nhà họ Mã. Hay là chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện, mọi người đều không có thù sâu hận lớn gì, chắc là anh em nhà họ Mã sẽ không làm đến mức khó coi. Tên cầm đầu nói, vẫn là trai chủ thức thời, nói lý lẽ. Đúng vậy, anh em bọn tôi chỉ vì tiền tài thôi, chứ không vì gì khác cả. Mấy người hãy thức thời, ngoan ngoãn phối hợp, để tránh ăn khổ. Triệu Huyền Đình vừa định nói gì đó thì Diệp Lâm đột nhiên mở miệng, được rồi, vậy cứ ngồi xuống tiếp tục nói chuyện đi. Tên cầm đầu cười nói, người anh em đúng là thức thời. Thấy Diệp Lâm mở lời, dường như là có ý định chịu thua, những người còn lại đều rất bực bội. Nhưng mà lý trí nói cho bọn họ biết là với loại cục diện bất lợi thế này, bọn họ phải nhịn mới được. Hừ, Vương Phàm hừ lạnh một tiếng, ngồi trở về lần nữa. Thấy mọi người đều ngoan ngoãn ngồi xuống, tên cầm đầu vừa lòng gật đầu. Sau đó, gã nói, nhân sâm trăm năm, long tiên hương, đông trùng hạ thảo, tuyết linh chỉ, mỗi thứ thiên tài địa bảo có giá 100 triệu, cộng thêm chi phí đi lại nữa, tổng cộng là 500 triệu. Tên cầm đầu cười tủm tỉm nhìn về phía đám người Triệu Huyền Đình, giống như nhìn một đám dê béo đang đợi làm thịt, thái độ kiêu ngạo, tao là dao thớt, bọn mày là thịt cá. 500 triệu. Vừa nghe giá cả, trên mặt đám người Triệu Huyền Đình đều hiện lên vẻ lạnh lẽo. Nếu đám dược liệu kia đều hơn 100 năm tuổi, thì nhà họ Triệu bọn họ cũng có thể chấp nhận cái giá 500 triệu. Rốt cuộc thì kia chính là dược liệu cứu mạng. Nhưng mà dược liệu là hàng kém chất lượng. Đối phương còn dám hét giá trên trời. Đúng là buồn cười. Anh cho rằng tiền của nhà họ Triệu chúng tôi đều được gió to thổi tới hả? Triệu Huyền Đình hừ lạnh một tiếng, 50 triệu cũng không có. Tên cầm đầu cười lạnh, Triệu đại tiểu thư, có phải là cô còn chưa nhận rõ hiện thực hay không? Các cô của hiện giờ không có tư cách trả giá với bọn tôi. 500 triệu, không được thiếu một đồng nào. Nếu không hả, đám anh em bọn tôi đều là kẻ thô kệch. Có khi sẽ làm ra chuyện gì không tốt với cô. Ha ha ha, hai anh em nhà họ Mã nhìn chằm chằm Triệu Huyền Đình bằng ánh mắt dâm đãng. Bọn mày dám, Vương Phàm nổi giận, ông ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nếu đối phương dám có hành động thiếu suy nghĩ thì dù có cùng chết với bọn chúng, ông cũng tuyệt đối không để cho đám ăn hại kia chạm vào một sợi lông của cháu gái ông Triệu. Không khí hiện trường lại trở nên căng thẳng. Bọn tôi không có nhiều kiên nhẫn, tên cầm đầu lạnh lùng nói. Cho mấy người một phút để suy nghĩ. Không cần suy nghĩ, lúc này, Diệp Lâm chợt nói, giá này cũng được. 100 triệu một loại, nhưng cần phải là hàng thật,
bọn tôi sẽ trả không thiếu một đồng. Nhưng nếu các anh không lấy ra được dược liệu trăm năm, thì phải để đầu của các anh lại. Diệp Lâm vừa dứt lời, anh em nhà họ Mã đều giật mình, không hiểu lời nói của Diệp Lâm là sao. Cần phải là hàng thật. Rõ ràng là Diệp Lâm đã biết hàng là hàng giả, sao lúc này còn đi chấp nhất với hàng thật hàng giả. Hàng ở ngay đây, tên cầm đầu đá bốn loại dược liệu kia đi, dáng vẻ không kiên nhẫn. Đống nhân sâm linh chi lăn đến bên chân Diệp Lâm. Diệp Lâm không hề nhìn, dẫm chân xuống, dẫm nát đống hàng giả. Tôi lặp lại lần nữa, chỉ cần là hàng thật, thì sẽ trả không thiếu một đồng. Nhưng nếu là hàng giả, thì phải lấy đầu ra bồi thường. Cái gì? Nghe vậy, đám anh em nhà họ Mã vừa giật mình vừa tức giận, hiển nhiên là lời nói việc làm của Diệp Lâm đã chọc giận bọn họ. Nhãi danh, tìm chết, lão hai nhà họ Mã lập tức đi lên túm Diệp Lâm. Gã định bắt Diệp Lâm đánh một trận, coi như là giết gà dọa khỉ. Rốt cuộc thì trong đám bốn người, chỉ có Diệp Lâm là có vẻ không có thân phận bối cảnh, ra tay đánh cũng không cần phải kiêng dè. Nhưng mà giây tiếp theo, trong tay Diệp Lâm chợt lóe ánh sáng sắc bén. Lão hai nhà họ Mã chợt dừng bước, bụng cổ họng, lùi ra sau, ngã bịch xuống mặt đất. Là ông tìm chết trước, Diệp Lâm lau nhẹ dao găm, lạnh lùng nói. Lão hai, tên cầm đầu mở to mắt nhìn thoáng qua em trai mình, rồi giật mình nhìn về phía Diệp Lâm, mày. Không trúng độc. Hừ, chỉ là nhuyễn cốt tán mà cũng muốn khống chế tao hả? Diệp Lâm cười kinh thường. Cái gì? Diệp Lâm vừa dứt lời, dù là bên đối phương hay là bên ta đều thay đổi vẻ mặt. Có điều, lần này tình thế đã thay đổi, đến lượt hai anh em nhà họ Mã và Hà trai chủ giật mình sợ hãi, còn đám người Triệu Uyển Đình thì thấy được hy vọng, mừng rỡ như điên. Không hổ là anh hùng, thế mà lại không trúng chiêu. Ha ha, lần này được cứu rồi. Hoa Quốc Đống kích động, khen ngợi liên tục, vẻ ngưỡng mộ với Diệp Lâm ở trong mắt càng thêm đậm. Hay lắm, trong mắt Phương Phàm cũng có vẻ vui sướng khó che giấu. Ông ta nghĩ thầm quả nhiên là mình không nhìn nhầm người, thành tựu trong tương lai của cậu ta là không thể đo lường. Diệp tiên sinh, hóa ra là anh không sao cả. Trong mắt Triệu Uyển Đình cũng tràn đầy vui mừng. Tên cầm đầu nhà họ Mã vừa nổi giận khi em trai mình bị giết ngay trước mắt mình, vừa giật mình khi Diệp Lâm tránh được tác dụng của nhuyễn cốt tán. Rốt cuộc thì trong không gian nhỏ hẹp thế này, trừ khi đối phương vẫn luôn nín thở, nếu không thì sao có thể không trúng chiêu? Sao mày không trúng độc? Tên cầm đầu nghĩ mãi không hiểu, sao có thể chứ? Chẳng lẽ thằng nhãi này cũng uống thuốc giải trước khi đến đây giống như mình? Nếu vậy thì lại có thêm một vấn đề, sao đối phương có thể biết trước mình sẽ dùng nhuyễn cốt tán để mà chuẩn bị sẵn chứ? Tên cầm đầu nghĩ trăm lần không ra. Gã không biết Diệp Lâm có một vị sư phụ là Dược Vương. Dưới sự rèn luyện của Dược Vương, thân thể Diệp Lâm có thể che chắn mọi loại độc. Đừng nói chỉ là nhuyễn cốt tán, cho dù là hạc đỉnh hồng, đoạn tràng thảo, thì cũng sẽ không có một chút tác dụng nào. Ai cũng cho rằng Diệp Lâm có chuẩn bị sẵn trước khi đến. Thực tế thì từ đầu đến cuối, Diệp Lâm chẳng hề để ý gì cả, bởi vì thủ đoạn gì với anh cũng là vô dụng. Tao hỏi lại lần nữa, rốt cuộc bọn mày có hàng thật hay không? Diệp Lâm bình tĩnh nói, tao cũng không có nhiều kiên nhẫn. Nghe vậy, hai người nhà họ Mã vừa tức giận vừa sợ hãi. Đến tận lúc này rồi mà thằng nhãi kia còn so đo dược liệu thật giả. Đã vậy còn muốn hàng thật. Nhãi danh, tao thấy mày muốn chết lắm rồi. Tên cầm đầu rút đao trên eo ra, lên tiếng gọi, thằng ba, lên băm thằng nhãi này. Trong mắt bọn họ, Diệp Lâm chỉ là một thằng nhãi danh, khá là dễ đối phó. Chỉ cần Vương giáo đầu không ra tay, thì cục diện hiện nay không thể nào thay đổi được. Anh hùng, cẩn thận, thấy hai người khí thế mạnh mẽ, vung đao lao về phía Diệp Lâm, Hoa Quốc Đống không nhịn được bắt đầu căng thẳng. Chỉ có Vương Phàm là cực kỳ bình tĩnh, rốt cuộc thì tại đây, chỉ có một mình ông A là từng đánh nhau với Diệp Lâm, và biết sự đáng sợ của Diệp Lâm. Đám ăn hại kia đối mặt với Diệp Lâm mới là xui xẻo hơn đối mặt với chính mình. Tiếc là bọn chúng chọn sai đối thủ rồi. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Khoái đao của anh em nhà họ Mã lao nhanh như tia chớp về phía đỉnh đầu Diệp Lâm. Hai người họ tung hoành núi Trường Bạch hơn 10 năm, nếu không có chút năng lực thì sao dám cản rỡ như thế. Tiếc rằng lần này bọn chúng phải đối mặt với một sự tồn tại mà bọn chúng không thể nào tưởng tượng được. Dao găm trong tay Diệp Lâm lại lóe lên. Giống như sao băng lướt qua bầu trời đêm, lóe lên trước mắt hai người kia. Giây tiếp theo,
thân thể hai anh em nhà họ Mã mất khống chế lùi lại ra sau. Ngay cả đôi tay cũng vô thức mà bụm cổ họng. Mới vừa chạm vào cổ họng, máu tươi liền trào ra ngoài. Giống như con sông vỡ đê, muốn chặn cũng không chặn được. Nhanh, quá, tên cầm đầu thốt ra được hai chữ cuối cùng, rồi mặt mày hoảng sợ ngã ra sau. Yên lặng. Hiện trường rơi vào trong yên lặng. Hai chiêu giết ba người. Diệp Lâm ra tay nhanh chóng khiến mọi người ở đây sợ ngây người. Ngay cả Vương Phàm cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Với thực lực của ông ta, thế mà lại không nhìn rõ được chiêu thức của Diệp Lâm. Nhanh, rất nhanh. So với lần trước mình và Diệp Lâm đánh nhau, một chiêu chém gãy tề mi côn trong tay mình, có thể thấy được là đối phương đã nương tay. Lần này Diệp Lâm mới là dùng hết sức đánh ra, chiêu nào cũng khiến người mất mạng. Đổi lại là mình, chắc mình cũng không thể ngăn cản một chiêu kia của Diệp Lâm. Anh hùng, anh châu bò quá đi. Hoa Quốc Đống cực kỳ giật mình, chợt nhớ lại lúc nãy mình muốn nhờ Vương Giáo Đầu chỉ dạy Diệp Lâm, Vương Giáo Đầu lại có phản ứng rất lạ. Bây giờ xem ra là thực lực của anh hùng Diệp mạnh hơn cả Vương Giáo Đầu. Diệp tiên sinh, Triệu Uyển Đình cũng cảm thấy sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cô thấy Diệp Lâm quyết đoán giết người như thế. Ừng ực, Hà trai chủ sợ tới mức liên tục nuốt nước miếng. Không ngờ đám đạo tặc giang hồ tung hoành phụng thiên hơn 10 năm lại bị một người trẻ tuổi giết hết trong hai chiêu. Rốt cuộc thằng nhãi này là thần thánh phương nào vậy? Đúng là ma quỷ mà. Diệp Lâm búng nhẹ một cái về phía ba người Triệu Uyển Đình, giải độc nhuyễn cốt tán trong cơ thể bọn họ. Ba người đã sớm biết y thuật của Diệp Lâm nên không cảm thấy lạ. Còn ông thì sao? Cuối cùng, Diệp Lâm rời mục tiêu lên người Hà trai chủ. Cái gì? Hà trai chủ ngẩn ra, không hiểu ý của Diệp Lâm. Phụt! Diệp Lâm ném mạnh dao găm trong tay ra, đóng tay của Hà trai chủ xuống mặt bàn. AIS Hà trai chủ hét thảm thiết. Muốn rút lại bàn tay bị thương, nhưng vì có dao găm đâm qua, nên cứ động một cái là đau thấu tim. Tha mạng cho tôi đi. Hà trai chủ sợ tới mức xin tha mạng liên tục. Không phải là chính ông nói chỗ ông có dược liệu mà chúng tôi cần hay sao? Diệp Lâm lạnh lùng chất vấn, ông lừa chúng tôi đến đây rồi, nếu ông không lấy ra. Được thứ gì thì tôi sẽ không để yên đâu. Diệp Lâm vốn mang theo lòng mong chờ đi đến đây, kết quả là gặp được một đám lừa đảo. Và Hà trai chủ, hiển nhiên là chung một đám với anh em nhà họ Mã. Nếu hôm nay Tàng Bảo trai không lấy ra được thứ gì khiến anh cảm thấy hứng thú, thì anh cũng không ngại chơi chết bọn họ, để tránh sau này đi lừa người khác. Có, Hà trai chủ vừa lớn tiếng xin tha mạng vừa gật đầu nói, tôi biết một chỗ. Chắc chắn có thứ mà mấy người muốn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 3.